Bát gia tái thế, Trần Đức. Tập 6. Tương đương với việc đuổi cô ấy khỏi nhà họ Tống. Sau khi đám tang kết thúc thì đã có ít người để ý đến nhà họ Tống hơn, Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, tính chọn hôm nay ngả bài với Tống Ngữ Hiên luôn. Có thể nói bản hợp đồng kia cực kỳ ác độc, không những cướp đi tài sản mà còn lấy đi một số quyền tự do của Tống Ngữ Hiên. Diệp Khánh Ngôn nhìn những điều khoản trên bản hợp đồng mà sắc mặt hết sức khó coi, rồi đưa nó cho Trịnh Bân ở bên cạnh, luật sư Trịnh, anh nhìn thử xem, những điều khoản trên bản hợp đồng này có hợp pháp không? Trịnh Bân nhận lấy, đọc vài lượt rồi bĩu môi. Thật là độc ác. Từ khi làm luật sư tới nay, đây là bản hợp đồng quá quát, tham lam nhất mà anh ta từng gặp. Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long hoàn toàn định nuốt chửng nhà họ Tống và coi tập đoàn Dược Thiên Vũ như là của riêng. Chỉ cần cô chủ ký tên vào bản hợp đồng này thì coi như là hợp pháp, Trịnh Bân đáp. Rõ ràng bản hợp đồng này đã qua tay của luật sư chuyên nghiệp, chỉ cần Tống Ngữ Hiên ký tên là sẽ có hiệu lực. Có điều, tôi chỉ muốn hỏi một câu, Giám đốc Long và Giám đốc Hổ ép người như thế mà coi được sao? Trịnh Bân cũng không chịu nổi, bố anh ta cũng là dân chuyên trong ngành luật, từng làm cho Tống Thiên Vũ nên có giải quyết một số tranh chấp trong nhà họ Tống, nên anh ta cũng biết đôi chút. Hồi đó, Chủ tịch Tống tiếp nhận nhà họ Tống cũng chưa dồn hai người đến đường cùng, còn cho các ông tiếng nói và cổ phần trong công ty. Giờ các ông không để ý đến cô chủ, lẽ nào cũng không nể mặt chủ tịch ư? Nếu ông ấy ở dưới suối vàng mà biết được thì sẽ nghĩ thế nào? Câm miệng, Tống Thiên Hổ lạnh lùng quát, cậu không có tư cách mở miệng ở đây, Diệp Khánh Ngôn, còn không mau đi gọi Ngữ Hiên đến ký tên. Khánh Ngôn, hy vọng cô hiểu, chúng tôi cũng vì tốt cho Ngữ Hiên. Cho tập đoàn Dược Thiên Vũ và nhà họ Tống thôi. Giờ tập đoàn gặp phải rất nhiều rắc rối, mà con bé lại như vậy thì không thích hợp để quản lý cho lắm. Tống Thiên Long cũng mở miệng, tuy câu ấy của ông ta không có trực tiếp như Tống Thiên Hổ, nhưng lại rất lạnh nhạt và thờ ơ, chẳng thèm để ý đến cái gọi là quan hệ ruột thịt. Tôi sẽ không để cô chủ ký cái bản hợp đồng này, Diệp Khánh Ngôn để hợp đồng qua bên cạnh, nghiêm túc nhìn hai người kia nói. Trước khi Tống Thiên Vũ mất đã tin tưởng giao Tống Ngữ Hiên cho cô ấy, thậm chí còn để lại một ít cổ phần công ty cho mình. Chỉ với công ơn ấy thôi thì cô ấy sẽ không cho phép hai người này bắt nạt Tống Ngữ Hiên. Ha ha, cô không đi thì chúng tôi đành tự đi vậy, Tống Thiên Hổ cười lạnh nói. Ông ta cầm lấy hợp đồng, dẫn theo người đi lên phòng của Tống Ngữ Hiên ở trên lầu. Diệp Khánh Ngôn đứng chắn đằng trước bị vệ sĩ của ông ta giơ tay đẩy ra. Đứng lại! Diệp Khánh Ngôn bắt lấy tên vệ sĩ kia, tính ra tay, đáng tiếc vết thương trên người cô ấy chưa khỏi hẳn, rồi bản thân cũng không phải đối thủ của người ta nên chưa đến vài chiêu đã bị đè xuống đất. Chỉ với cái công phu mèo quào ấy, cũng không biết sao lúc trước Tống Thiên Vũ lại nhìn chúng cô nữa, Tống Thiên Hổ đi ngang qua Diệp Khánh Ngôn, khinh bỉ nói. Lương một năm của vệ sĩ nhà ông ta cả triệu đấy. Bọn họ chuyên bảo vệ an toàn cho ông ta và làm một số công việc trái pháp luật. Một Diệp Khánh Ngôn mà tính thứ gì? Sắc mặt Diệp Khánh Ngôn tái nhợt, nhìn về phía Trần Đức, Trần Bát Hoang, ngăn. Bọn họ lại. Trần Đức không nhúc nhích, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng của Tống Ngữ Hiên ở trên lầu, cửa phòng không biết mở ra từ lúc nào. Một cô gái lạnh lùng đang đứng trước lan can, lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới. Cô chủ, Diệp Khánh Ngôn thấy cô ấy, không nén nổi hô lên. Tống Ngữ Hiên biến mất mấy ngày nay đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt trắng bệch, trên trán toát ra vẻ mỏi mệt. Song, điều ấy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy. Ngày hôm nay, cô ấy đã thay một bộ đồ công sở màu trắng, áo sơ mi kết hợp với chiếc váy công sở trông vừa đơn giản, lại già dặn. Nhìn từ phía dưới, ánh vào mắt là một đôi chân thon thả trắng nõn khiến người ta chú ý, trên bờ mông căng tròn là dáng người quyến rũ, tóc đen xóa tung bên hông, cả người trông hết sức giỏi giang. Lúc trước, cô ấy toàn mặc đồng phục học sinh, nên cách ăn mặc ngày hôm nay khiến người ta phải đổi mới cái nhìn, kết hợp với thái độ lạnh lùng, cao quý như tiên nữ trên thiên đình, quả thật là nghiêng nước nghiêng thành. Trần Đức từng gặp và ngủ với rất nhiều cô gái, nhưng vừa thấy Tống Ngữ Hiên như vậy cũng hơi ngẩn ngơ. Trong đầu anh lại hiện ra một người phụ nữ khác, từ trang phục nghề nghiệp đến vẻ mặt lạnh lùng, thật sự là quá giống. Khiến trái tim anh không khỏi nhói đau. Ra rồi à? Vừa hay tôi đỡ phải đi lên, Tống Thiên Hổ cười nói, cháu gái, xuống đây đi, rồi ký vào bản hợp đồng này.
Về sau sẽ không ai trong nhà họ Tống có thể bắt ép cháu nữa, cháu muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngư Yên, Tống Thiên Long cũng nói, mấy ngày nay, tập đoàn Dược Thiên Vũ như rắn mất đầu, giá cổ phiếu đã rớt mười mấy tệ rồi. Bác hy vọng con có thể vì nhà họ Tống mà nghĩ lại. Tống Ngư Yên lạnh lùng liếc nhìn mỗi một người trong sảnh, rồi bước từng bước một trên cầu thang hình chữ S đi xuống sảnh, giày cao gót đạp lên sàn nhà phát ra âm thanh cộp cộp. Ánh mắt của mọi người trong sảnh đều đổ dồn lên người cô ấy. Vừa xuống sảnh, cô ấy cũng không để ý đến Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ, mà bước tới trước mặt Trần Đức. Trần Bát Hoang, anh đi theo tôi. Cô ấy cũng không chờ Trần Đức phản ứng lại đã đi về phía cửa. Trần Đức có hơi khó hiểu, người phụ nữ này tính làm gì đây? Cô Tống, xin lỗi cô, chúng tôi không thể để cô đi ra ngoài. Hai tên vệ sĩ của Tống Thiên Hổ lập tức che trước cửa, ngăn cô ấy lại. Ngư Yên, muốn đi cũng được thôi, nhưng ký vào bản hợp đồng này đã, rồi cháu muốn đi đâu cũng chẳng ai cản. Tống Thiên Hổ ngồi xuống sofa, y như chủ nhà nói. Xong, Tống Ngư Yên lại chẳng thèm để ý đến ông ta. Cô ấy khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hai tên vệ sĩ trước cửa, cút. Vẻ mặt cô ấy âm u, giọng nói lạnh lùng như băng tuyết nơi cực Bắc, buốt giá tận xương. Giờ Tống Ngư Yên đã hoàn toàn khác với Tống Ngư Yên của mấy hôm trước, cả người y như thay đổi thành một người khác. Cô Tống, tôi bảo hai người cút, chỗ này là nhà họ Tống, là nhà của tôi, vẫn chưa đến lượt để mấy người ra oai đâu. Tống Ngư Yên lạnh lùng mở miệng, tôi muốn giết hai người cũng chỉ cần một cú điện thoại, hãy nghĩ cho kỹ đi, coi có đáng vì Tống Thiên Hổ mà mất mạng không. Kể cả hai tên vệ sĩ lẫn Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long, Diệp Khánh Ngôn đều há hốc mồm. Không thể tin nổi câu ấy sẽ phát ra từ trong miệng Tống Ngư Yên. Nó hoàn toàn khác xa với Tống Ngư Yên của lúc trước. Hai tên vệ sĩ hơi do dự, Tống Ngư Yên nói rất đúng, nơi này là nhà cô ấy muốn giải quyết hai người họ thì chỉ cần một cú điện thoại. Có lẽ Tống Ngư Yên không dám giết họ, nhưng vẫn có thể khiến họ tàn phế. Tống Ngư Yên nói xong câu đó, lại bước tiếp về phía cửa. Tức thì, hai tên vệ sĩ thế mà lại không dám ngăn cản cô ấy nữa. Cứ thế để Tống Ngư Yên rời đi. Trần Đức nhướng mày, có vẻ, thay đổi hơi bị lớn thì phải. Sau đó, anh cũng nhấc chân bước theo cô ấy đi ra ngoài. Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long cứ thế trơ mắt nhìn hai người họ rời đi. Từ đầu đến cuối, cũng không thèm nói thêm câu nào. Diệp Khánh Ngôn và Trịnh Bân cũng đi theo Trần Đức rời khỏi biệt thự. Nhiệm vụ của hai người họ là khiến Tống Ngư Yên nhanh chóng tiếp nhận mọi tài sản mà Tống Thiên Vũ để lại. Bốp! Tống Thiên Hổ đập một phát lên bàn trà, nói, anh cả, tại sao không ngăn con bé lại? Ngăn lại, Tống Thiên Long đáp, nơi này vẫn là nhà họ Tống, không thể quá đáng quá được, không thì người ngoài sẽ nói thế nào? Hơn nữa, mấy người cũng đừng quên, chú ba tốt của chúng ta còn để lại một đám vệ sĩ. Nếu nơi này mà xảy ra chuyện thật thì tôi với chú cũng chẳng thoát nổi đâu. So với cái tính nóng nảy của Tống Thiên Hổ thì Tống Thiên Long lại bình tĩnh hơn nhiều. Bọn họ chỉ đến thử trước, coi Tống Ngư Yên như thế nào, nếu con bé không gượng dậy nổi thật thì tốt quá, bảo nó ký tên sẽ dễ hơn nhiều. Vậy làm sao giờ, Tống Thiên Hổ hỏi. Chờ, Tống Thiên Long bình tĩnh đáp, tiện thể, mời Đại sư Hổ đến luôn. Đại sư Hổ, Tống Thiên Hổ nghe thấy cái tên ấy thì giật mình, anh mời ông ta hả? Ừ, Tống Thiên Long nói, chú gọi điện cho ông ta đi, hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện này. Được, được, Tống Thiên Hổ có chút kích động, có Đại sư Hổ thì lần này Tống Ngư Yên không ký cũng phải ký. Dù những vệ sĩ kia có tụ lại thì cũng chưa chắc là đối thủ của ông ta. Tống Ngư Yên đi ra ngoài xong, bèn lên một chiếc xe hơi màu đen, dẫn theo Trần Đức chạy đến một tiệm chụp ảnh trong thành phố. Vừa đi tới cửa thì cô ấy bỗng dừng lại nói, có mang theo chứng minh nhân dân không? Có, lấy ra đây. Trần Đức lấy chứng minh ra. Tống Ngư Yên chẳng nói chẳng rằng cầm lấy. Trần Đức buồn bực, không biết sốt cuộc cô ấy muốn làm gì. Anh chờ ở đây đi. Tống Ngư Yên cầm chứng minh, bước vào tiệm, chưa đến 10 phút đã bước ra. Cùng lúc đó, trong tay lại có thêm hai cuốn sổ màu đỏ. Cầm lấy. Cô ấy cầm một cuốn và chứng minh trả lại cho anh. Giấy kết hôn. Trần Đức nhìn thấy ba chữ màu đỏ trên cuốn sổ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Má nó, cái mẹ gì đây? Cầm chứng minh đi cái là có thể kết hôn à?
Anh cầm lấy cuốn sổ, mở ra, phút chốc đã thấy tấm hình chụp trông rất thân thiết của cả hai. Rõ ràng tấm hình đó là ảnh chụp mà ban nãy anh và Tống Ngữ Yên dừng lại, rồi giao chứng minh cho cô ấy. Nhưng lại bị Photoshop thành ảnh cưới trên giấy kết hôn. Kết hôn, vậy mà đã kết hôn. Trần Đức cạn lời. Anh đang định nói gì thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Ngữ Yên đã vang lên bên tai. Trước khi bố mất có bảo tôi kết hôn với anh, tôi chỉ hoàn thành mong muốn của bố mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều. Sau này, anh cần làm gì thì cứ làm thế. Cô ấy không có tình cảm gì với Trần Đức, tuy anh ta đã cứu mạng mình, nhưng cô ấy lại hận không thể cùng chết với Tống Thiên Vũ vào ngày hôm đó. Cô ấy đã không có lòng biết ơn với Trần Đức, huống chi là yêu hay thích. Trần Đức bĩu môi, chỉ có thể nói nhà họ Tống vẫn rất ghê gớm, một mình Tống Ngữ Yên là có thể làm xong giấy kết hôn, rõ ràng là không phải làm bằng con đường bình thường. Trước mắt, anh cũng không còn cách nào, suy cho cùng cũng chẳng thể kéo Tống Ngữ Yên đi kết hôn. Đành nói, vậy đi, giờ chúng ta đã là vợ chồng hợp pháp, sau này em phải gọi tôi là ông xã. Còn tôi, đành phải gọi em là bà xã vậy. Hai, người đẹp trai quá cũng mệt, còn bị kéo đi kết hôn. Tống Ngữ Yên cạn lời, người này đúng là mặt dày mà. Cô ấy liếc Trần Đức một cái, rồi đi về phía bãi đậu xe. Lúc này, một chiếc xe khác chạy tới, Trịnh Bân và Diệp Khánh Ngôn ngồi trên xe vội vàng bước xuống, nói. Cô Tống, có thể nói chuyện một lát không? Khỏi, lấy giấy tờ bố tôi để lại ra đây, giờ tôi sẽ ký luôn, Tống Ngữ Yên bình tĩnh nói. Mấy ngày nay, cô ấy vẫn luôn nhốt mình trong phòng để suy nghĩ một vấn đề, Tống Thiên Vũ đã qua đời, sau này cô ấy phải làm sao bây giờ? Mãi đến hôm nay, Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ đến mới khiến cô ấy tỉnh táo lại. Điều duy nhất cô ấy cần phải làm chính là bảo vệ những gì mà bố để lại. Bất kể là tài sản hay là nhà họ Tống, đều không thể để vuột mất nó từ trong tay mình được. Trịnh Bân vui vẻ, vội lấy một xấp giấy tờ từ trong túi ra, Tống Ngữ Yên đọc sơ một lượt, sau đó bắt đầu xoẹt xoẹt ký tên mình lên. Bản hợp đồng này ít nhất phải có giá hơn vài tỷ, mà nay lại được ký kết ngay bên lề đường. Sau đó, Trịnh Bân bèn dẫn Tống Ngữ Yên đến các phòng làm việc, thông qua các cơ quan nhà nước, tiếp nhận tài sản. Diệp Khánh Ngôn vẫn luôn ở bên cạnh cô ấy. Trần Đức lại không hứng thú mấy, anh ngồi trên xe, bắt đầu tu luyện âm dương kinh. Sau khi trải qua một trận chiến ở nước ngoài, hình như dòng khí ở trong cơ thể anh đã trở nên nhiều hơn. Từ đó tới nay, âm dương kinh cũng chỉ còn lại tờ cuối cùng. Một khi Trần Đức hiểu được tờ cuối cùng đó và tu luyện thành công, vậy thì di chứng còn sót lại của anh cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Từ khi tu luyện âm dương kinh, mấy ngày nay anh cứ cảm thấy đau đầu, dường như có thứ gì đó được miêu tả sinh động trong đầu. Trực giác mách bảo anh, chỉ có tu luyện xong âm dương kinh thì cơn đau kia mới biến mất. Anh cũng quyết tâm sẽ tìm hiểu xong nó trong đêm nay. Một tiếng sau, cuối cùng Trịnh Bân cũng dẫn Tống Ngữ Yên làm xong thủ tục, việc còn lại sẽ giao cho Diệp Khánh Ngôn và anh ta làm tiếp. Còn Trần Đức và Tống Ngữ Yên thì lên đường về nhà. Chẳng mấy chốc đã sắp trở lại biệt thự. Vừa bước vào cửa đã thấy Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ, cùng lúc đó, trong nhà cũng có thêm một người đàn ông mặc áo dài màu xám, trời thì nóng mà ông ta còn mặc bộ đồ đó, rồi đội mũ, ngồi giữa nhà. Tống Thiên Hổ đang mặt mày kính cẩn tự mình rót nước cho ông ta. Mà Tống Thiên Long cũng đứng bên cạnh, cả đại sảnh chỉ có mình ông ta là ngồi trên sofa. Tống Ngữ Yên lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nói, mấy người còn chưa chuẩn bị đi à? Khi giọng nói lạnh lùng của cô ấy vang lên thì người đàn ông mặc áo dài màu xám đó mới ngẩng đầu lên, ông ta không ngẩng còn đỡ, vừa ngẩng đã khiến người ta giật mình vì khuôn mặt của người này thật sự rất đáng sợ. Má trái của ông ta hoàn toàn bị lõm xuống, trông như bị ai đó đào đi một miếng thịt, có thể nhìn thấy cả xương cốt dưới da. Ngay cả mắt trái cũng biến mất, mà má phải lại lành lặn không bị gì. Ông ta là một ông lão khoảng 60 tuổi. Chỉ với gương mặt như vậy và cái cảm giác âm u, lạnh lẽo trên người cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi. Song, có một điều kỳ lạ là nếu đã nhìn một lần, lại khiến người ta muốn nhìn lần thứ hai. Cảm giác cực kỳ mâu thuẫn. Tống Ngữ Yên hoảng sợ, rồi nhanh chóng nhận ra người này. Đại sư Hồ, ông muốn nhúng tay vào chuyện của nhà chúng tôi ư? Đúng vậy, nể mặt mẹ Tống Thiên Long, Hồ Thái Huyền tôi cũng không thích mắc nợ ai. Món nợ này thiếu 20 năm, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội trả, nên tôi không muốn từ bỏ.
Tống Ngữ Hiên hít sâu một hơi, đáy mắt lại càng trở nên lạnh lẽo, bố vừa qua đời, hai bác đã sốt ruột như vậy, ngay cả Hồ Thái Huyền cũng mời tới. Ông ta mà đến thì cô ấy quả thật không nắm chắc có thể thoát được chuyện hôm nay. Vì, ông ta cũng không phải người thường. Thân phận của Hồ Thái Huyền cực kỳ đặc biệt, chưa nói đến nhà họ Hồ đằng sau lưng ông ta là một thế lực đứng thứ ba trên bảng xếp hạng tỷ phú ở thành phố Tần. Hơn nữa, bản thân ông ta cũng rất đặc biệt. Ông ta tôn sùng võ thuật, và cũng có thành tựu rất lớn trên con đường đó. Hồ Thái Huyền từng đánh một trận với Vương Thông vệ sĩ của Trương Tử Đằng, ông ta chỉ dùng một chưởng đã đánh Vương Thông người đang ở đỉnh cao võ thuật ngất xỉu. Phải biết rằng, Vương Thông chính là vệ sĩ do Trương Thiên Dương tự mình tìm. Thực lực của ông ta cực kỳ mạnh, một quyền có thể đánh chết một con heo. Và cũng cực kỳ nổi tiếng trong giới võ thuật. Một người như thế lại không đỡ nổi một chiêu của Hồ Thái Huyền thì có thể hiểu ông ta phải mạnh đến nhường nào rồi đó. Giờ, hai người Tống Thiên Long mời ông ta đến, Tống Ngữ Hiên quả thật có chút áp lực. Đại sư Hồ, ông đại diện cho nhà họ Hồ hay là tự bản thân ông? Tôi nợ người ta, đương nhiên là tự mình trả, không liên quan gì đến nhà họ Hồ hết. Hồ Thái Huyền trầm giọng nói với vẻ hết sức chân thành, tôi không thích ra tay với phụ nữ, cô nhóc, hy vọng cô có thể tự mình hiểu lấy. Cũng may, nếu không đại diện cho nhà họ Hồ thì chuyện này vẫn có thể giải quyết được. Tống Ngữ Hiên nhìn về phía Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ nói. Bác cả, bác hai, khi bố còn sống đã đối xử với hai người rất tốt, giờ xác của ông ấy còn chưa lạnh, hai người đã ép tôi nhường quyền, không thấy xấu hổ sao. Ngữ Hiên, hai bác cũng vì nhà họ Tống thôi, con còn trẻ, chưa nói đến chuyện các cổ đông có phục hay không, trong công ty có rất nhiều chuyện là con cũng không giải quyết được. Tống Thiên Long cầm lấy hợp đồng nói, ký đi, con yên tâm, sau khi ký thì con vẫn là cô cả của nhà họ Tống. Ha ha, Trần Đức không khỏi cười khẩy. Lời nói ấy của Tống Thiên Long có ma mới tin, chỉ với những điều khoản xét nét trên hợp đồng thôi thì một khi Tống Ngữ Hiên ký tên, e rằng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tống ngay. Lúc ấy, cô ấy cũng chẳng thể cãi lại hay còn con đường sống nào nữa. Hiển nhiên, Tống Ngữ Hiên cũng hiểu được điều đó. Nếu đã cạch mặt nhau thì cô ấy cũng không khách sáo nữa. Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ, hai bác trở về đi, các người không thể lấy được những gì mà bố tôi để lại đâu. Người đầu, tiễn khách. Tống Ngữ Hiên vừa nói, bên ngoài đã có bốn người đàn ông bước vào. Họ đều là bốn vệ sĩ do Tống Thiên Vũ tỉ mỉ lựa chọn cho Tống Ngữ Hiên. Bốn người đó là kẻ tài ba trong giới võ thuật, cao 1m8, cơ thể vạm vỡ, mặt mày lộ vẻ tàn nhẫn. Không phải dạng tầm thường. Bọn họ đi đến trước mặt Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ, nói, thưa hai người, mời đi. Bốn hậu bối này, biết điều chút thì đừng xen vào chuyện này, mau từ chức về nhà đi. Lúc này, hai người Tống Thiên Long còn chưa kịp nói gì, Hồ Thái Huyền đã mở miệng, đừng để tôi phải ra tay, không thì tự gánh lấy hậu quả đó. Ông cụ này, già rồi thì về nhà nghỉ dưỡng đi, tới đây khoác lác cái gì? Mời ông nhìn cho rõ. Nơi này là nhà họ Tống, một vệ sĩ lạnh lùng nói. Nếu không muốn tự đi thì chúng tôi đành mời mấy người ra ngoài vậy. Bốp, anh ta vừa nói xong đã ra tay với đám vệ sĩ và luật sư do Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ dẫn đến. Họ quả thật rất mạnh và phối hợp cực kỳ ăn ý. Người do Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ dẫn đến đều giống như những con hổ giấy, chưa đến 15 phút đã bị quăng ra ngoài cửa. Giám đốc Long, giám đốc Hổ. Người dẫn đầu lại mở miệng nói, hai người đều là nhân vật tai to mặt lớn, chắc cũng không hy vọng chúng tôi tự mình ra tay đâu nhỉ. Đại sư Hồ, sắc mặt Tống Thiên Long âm u, ngó Hồ Thái Huyền. Hậu bối bây giờ đúng là được nước làm tới, ánh mắt Hồ Thái Huyền lộ ra vẻ kiêu ngạo, đứng dậy nhìn bốn người. Nếu đã không biết điều, vậy Hồ Thái Huyền tôi sẽ thay bố mẹ dạy cho mấy người một bài học vậy. Hồ Thái Huyền vừa nói xong đã vươn năm ngón tay gập lại chộp một cái. Vèo, một tiếng xé gió cực kỳ chói tai vang lên, thoáng chốc đã chộp lên vai một vệ sĩ, rồi dùng sức kéo. Xoẹt, tức thì, quần áo trên vai vệ sĩ kia, kể cả da thịt lập tức bị xé rách. Một miếng thịt trực tiếp bị Hồ Thái Huyền kéo xuống, xương bả vai cũng thiếu một nửa. Năm ngón tay của ông ta giống như một cái vuốt ưng, trực tiếp xé một miếng thịt xuống. Á, giây tiếp theo, người vệ sĩ kia lập tức trợn to mắt, hoảng sợ hét lên. Bả vai anh ta đã máu me đầm đìa. Đau, đau đến không thở nổi. Cả người anh ta lung lay, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy,
ông già, tôi sẽ đánh gãy tay ông. Thoáng chốc, anh ta và ba người nữa cùng ra tay. Bốn người họ được Tống Thiên Vũ chọn là vì có sự phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng nhau lớn lên và huấn luyện nên rất hiểu nhau. Một người cầm dao đâm thẳng về phía bả vai Hồ Thái Huyền, ánh đao lóe lên sự sắc lạnh. Một đao ấy dữ dội như vũ bão, nhanh như tia chớp. Người thứ hai giơ chân quét ngang, tấn công phần dưới của Hồ Thái Huyền, một chiêu ấy trông thì bình thường, nhưng lại có sự biến hóa tài tình và được tập luyện không biết bao nhiêu lần, nên tuyệt đối không tầm thường. Người thứ ba giơ nắm tay đấm thẳng vào gáy Hồ Thái Huyền, một đấm kia cực kỳ mạnh mẽ, nặng tựa ngàn cây di. Một khi đánh trúng, ít nhất cũng bị chấn động não. Bốn người họ cùng nhau ra tay, phối hợp hoàn mỹ, lần lượt là từ trên, dưới, trái, phải tấn công Hồ Thái Huyền, ngăn cản mọi đường lui của ông ta. Bất kể ông ta xông về phía nào thì đều sẽ bị đánh trúng. Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long thấy vậy, chợt thay đổi sắc mặt, tấn công cỡ đó thì sao có thể né được. Tiêu rồi. Trong lòng hai người sốt ruột không thôi, lẽ nào hôm nay sẽ thua sao? Tống Ngữ Yên bình tĩnh nhìn mọi thứ, sau khi trải qua đợt ám sát kinh khủng kia, sức chịu đựng của cô ấy đã mạnh hơn rất nhiều, đã không còn là cô nhóc của lúc trước. Có thể nói, sau đêm ấy, Tống Ngữ Yên đã thay đổi thành một người khác, không lúc nào là không lộ ra vẻ lạnh lùng từ chối mọi người xung quanh đến gần. Bất kể là lúc nào hay ở đâu, cô ấy đều sẽ cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo, sẽ không luống cuống, khóc lóc như đêm hôm đó. Không giải quyết Hồ Thái Huyền thì Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ sẽ không từ bỏ ý định. Thế nên, cô ấy sẽ không ngăn cản bốn người kia. Anh cảm thấy bốn người của tôi thế nào? Bỗng, Tống Ngữ Yên mở miệng hỏi Trần Đức. Cũng được. Trần Đức lấy bình rượu ra uống một ngụm, rồi nhận xét, tiếc là sẽ thua. Hử. Tống Ngữ Yên đang định nói gì thì Hồ Thái Huyền bỗng mở miệng, bốn người các cậu đúng là phối hợp ăn ý đấy, có thể nói là hoàn mỹ, đáng tiếc. Hồ Thái Huyền chưa nói xong đã ra tay, tốc độ cực kỳ nhanh, gần như không thể nhìn thấy được động tác của ông ta, rồi nắm lấy con dao găm đang đâm về phía bả vai mình. Đúng thế, mũi dao, lưỡi dao, thân dao đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay. Nhưng bàn tay của ông ta lại chẳng hề bị thương, cứ thế nắm chặt lấy. Vệ sĩ cầm dao giống như đâm vào một bức tường, không thể đâm thêm dù là một tí xíu. Không thể nào, con người anh ta co rụt lại, phải biết rằng, sức mạnh của một chiêu ấy chắc phải nặng tựa trăm cây di chứ đùa. Sức mạnh cỡ đó lại bị một ông già nắm trong tay. Hơn nữa, ông ta nắm lưỡi dao, nhưng lại không bị thương. Sao có thể làm được vậy? Á! Ngay sau đó, vệ sĩ đó chợt hét lên vì Hồ Thái Huyền đã giật lấy con dao, nắm lấy tay anh ta. Rồi thuận tay bẻ một cái, cả cánh tay anh ta lập tức phát ra một tiếng rắc, trực tiếp bị bẻ gãy. Bốp! Gần như cùng lúc đó, một chân của vệ sĩ khác cũng đá thẳng vào cẳng chân của Hồ Thái Huyền. Đáng tiếc, cảnh ông ta bị ngã sấp xuống cũng không xuất hiện. Ông ta vẫn sừng sững như một ngọn núi, hoàn toàn chẳng coi một đá ấy ra gì. Trong 0,1 giây đó, Hồ Thái Huyền đã cầm con dao găm kia, trở tay đâm vào bả vai của người cầm đầu. Phụt, cũng là vị trí bị Hồ Thái Huyền kéo mất một miếng thịt, lúc này, bị dao găm đâm sâu vào, xương bả vai của anh ta trực tiếp bị chặt đứt. Xong, Hồ Thái Huyền cũng không quay đầu lại, ném một quyền ở đằng sau, rồi chộp lấy tay anh ta, dùng sức vung một cái. Cả người vệ sĩ kia trực tiếp bị vung lên, xoay 180 độ từ đằng sau đến đằng trước, bịch một tiếng nện lên người vệ sĩ gạt chân ông ta. Á! Động tác của ông ta quá nhanh. Mọi thứ chỉ xảy ra trong vòng chưa đến 10 giây, bốn người đã hét lên thảm thiết, nhẹ nhất cũng là gãy xương, không đứng dậy nổi. Còn Hồ Thái Huyền thì vẫn vững như Thái Sơn, đứng sừng sững tại chỗ, mở miệng nói. Phối hợp ăn ý đó, tiếc là, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối thì mọi thứ đều là uổng phí. Ông, vệ sĩ cầm đầu hoảng sợ nhìn chằm chằm Hồ Thái Huyền, ông không phải người thường, là, võ giả. Cậu còn biết võ giả à, trên mặt Hồ Thái Huyền lộ vẻ kinh ngạc, có điều giây lát đã trở nên khinh bỉ, đúng thế, tôi là võ giả, nếu đã biết, còn chưa cút. Võ giả, người bình thường là không thể biết được. Chỉ có rất ít người biết sự tồn tại của họ, mà dù họ có biết, cũng rất khó mà gặp được. Sự chênh lệch giữa họ giống như là một chuyên gia với em bé lên ba. Mà em bé thì sẽ không bao giờ biết đến chuyên gia là người như thế nào. Mặc dù biết thì cũng khó mà gặp được. Người thường,
không có công pháp truyền thừa thì chẳng thể nào trở thành võ giả. Vì vậy, truyền thừa cực kỳ quý giá, dẫn đến võ giả cũng hết sức hiếm thấy. Vệ sĩ này không ngờ mình lại chọc tới một võ giả, anh ta biết sự đáng sợ của họ, nên giờ sắc mặt cũng trở nên hết sức khó coi, âm u như bầu trời đêm. Cô chủ, anh ta nhịn đau, nhìn Tống Ngữ Yên nói, e rằng chúng tôi không thể thực hiện mong muốn của chủ tịch Tống, đại sư Hồ này là người mà chúng tôi không thể chọc nổi. Vệ sĩ cầm đầu nói xong bèn dẫn theo ba người khác xấu hổ rời khỏi nhà họ Tống. Có võ tham gia vào chuyện này thì họ đã không còn tư cách nhúng tay vào. Sắc mặt Tống Ngữ Yên lập tức trở nên khó coi, trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng loạn. Lẽ nào, mình không thể bảo vệ được những gì mà bố để lại thật ư? Cô ấy không cam lòng. Võ giả. Cô ấy cũng biết sự tồn tại của họ, hồi trước đôi khi có nghe thấy Tống Thiên Vũ nhắc tới, nhưng không ngờ Hồ Thái Huyền lại là loại người đó. Cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao Hồ Thái Huyền có thể chiến thắng Vương Thông. Võ giả ư? Trần Đức lộ ra vẻ khó hiểu, đó là gì? Sao anh chưa từng nghe nói đến? Ha ha, đại sư Hồ quả nhiên là đại sư Hồ, ở trước mặt ông, mấy con kiến ấy hoàn toàn chẳng là cái đinh gì. Tống Thiên Hồ cười to, khen, không ngờ đại sư Hồ lại là võ giả cao quý. Lo làm chuyện của mấy người đi, đại sư Hồ chẳng muốn nói chuyện với loại người như Tống Thiên Long, Tống Thiên Hồ. Nếu không phải hồi xưa thiếu người ta thì hôm nay ông ta sẽ không đến đây. Ngữ Yên, con ký tên đi, Tống Thiên Long nói với Tống Ngữ Yên, bác hy vọng con đừng ép hai bác dùng sức mạnh để bắt con ký tên. Tống Ngữ Yên ngồi trên sofa, im lặng không nhúc nhích, gương mặt lạnh lùng có hơi trắng bệch. Hay là, để tôi tới thử ông già kia, Trần Đức nhướng mày, anh cũng muốn xem thử rốt cuộc võ giả là cái quỷ gì. Không được, anh quá yếu, Tống Ngữ Yên mở miệng. Từ chối yêu cầu của Trần Đức, trong lòng lại thầm bất lực. Vốn dĩ, thực lực của Trần Đức chính là con bài chưa lật cuối cùng của cô ấy. Song, giờ trong lòng cô ấy lại chẳng chút tự tin. Mặc dù đêm đó, Trần Đức đã thể hiện ra khả năng kinh người, nhưng khi đối mặt võ giả, anh ta có mạnh thì có tác dụng gì? Cô ấy biết rõ, người bình thường và võ giả hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp. Cô ấy, không cam lòng. Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long. Hai người tính cộng hành nào? Mà dám bắt nạt người của nhà họ Hàn tôi, đúng lúc này, bên ngoài bỗng có một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào. Hắn ta cao to, để mái tóc húi cua, mắt phượng, sống mũi cao. Chẳng ai biết hắn ta đến đây từ bao giờ, bỗng dưng đã xuất hiện ngoài cửa, ánh mắt trời chiếu vào, kéo dài bóng hắn ta trên mặt đất. Mặt mày hắn ta lạnh tanh, toát lên vẻ kiêu căng. Rõ ràng hắn ta cao xấp xỉ Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ, nhưng lại như một quan tòa, nhìn xuống hai người. Cậu là ai? Tống Thiên Long nhìn chằm chằm đối phương, vẻ mặt khó coi nói, mà dám xông vào nhà họ Tống. Nghe cho kỹ, tôi họ Hàn, tên Công Quyết, là thuộc hạ của cậu chủ Hàn Tùng. Hàn Công Quyết bước từng bước một vào, à, đúng rồi, có lẽ hai ông không biết tôi và cậu chủ nhà tôi, có điều. Chắc hai ông sẽ biết Hàn Nguyệt Tiên. Hàn Nguyệt Tiên. Cái tên ấy vừa xuất hiện thì ngoài Trần Đức ra, ánh mắt của mọi người có mặt ở đây đều thay đổi. Đặc biệt là Tống Ngữ Yên, người bình tĩnh lạnh lùng như cô ấy, khi nghe thấy cái tên đó cũng run lên, trong đôi con ngươi lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long, Hồ Thái Huyền đều sửng sốt. Hàn Nguyệt Tiên cũng không phải ai khác, bà ấy chính là vợ của Tống Thiên Vũ, mẹ Tống Ngữ Yên. Là người phụ nữ đã rời khỏi nhà họ Tống hơn 20 năm trước. Rõ ràng là người này chính là người của nhà mẹ đẻ Hàn Nguyệt Tiên. Nhưng sao người nhà bà ấy có thể đến đây? Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long, hai ông can đảm đấy. Tuy Tống Ngữ Yên không có quan hệ gì với nhà họ Hàn, nhưng trên người cô ấy cũng có dòng máu nhà chúng tôi, nên há là người mà các người có thể bắt nạt. Hàn Công Quyết đi lên trước, giơ tay tát một phát lên mặt Tống Thiên Hổ, sau đó trở tay tát lên mặt Tống Thiên Long. Chát chát hai tiếng. Hai người không kịp né, trên mặt lập tức xuất hiện hai dấu tay đỏ tươi. Mày chán sống hả? Tống Thiên Long giơ tay định đánh trả, Tống Thiên Hổ cũng tức giận đá một phát về phía Hàn Công Quyết. Hàn Công Quyết hừ lạnh, nắm lấy cổ tay Tống Thiên Long, vặn một cái. Rắc! Thoáng chốc, bàn tay của ông ta không những chẳng thể đánh xuống, mà cả cánh tay còn bị vặn gãy. Tống Thiên Hổ thì bị Hàn Công Quyết nhấc chân đá lùi lại mấy bước. Nhờ có Hồ Thái Huyền đỡ mới chật vật ngừng lại được. Hai tên rác rưởi,
Hàn Công Quyết cười khẩy. Nhóc con, tôi khuyên cậu một câu, làm người thì phải biết điệu thấp chút, không thì, Hồ Thái Huyền bước lên trước, nắm lấy tay Tống Thiên Long giúp ông ta bẻ lại cánh tay bị trật khớp, rồi nhìn sang Hàn Công Quyết, nói, có lẽ sẽ chết rất thảm đó. Nể mặt cậu là người nhà họ Hàn, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Cậu đi đi, nếu muốn giúp cô nhóc kia thì về gọi người lớn trong nhà đến. Một tên người hầu, vẫn chưa đủ tư cách để tôi ra tay. Khi Hồ Thái Huyền nói chuyện, một bên má của ông ta giật giật, trông vừa dữ tợn lại đáng sợ. Nhưng mà, câu kia của ông ta lại chẳng ảnh hưởng đến Hàn Công Quyết xíu nào. Hắn ta chẳng những không lùi lại, trái lại còn khinh bỉ nói, Hồ Thái Huyền, hồi xưa ông già khốn kiếp nhà ông không chết trong tay người nhà họ Hàn, mà chỉ bị xé xuống nửa bên má là may mắn lắm rồi. Nay còn dám ở đó sủa hả? Hừ, xem ra cậu không muốn đi rồi, Hồ Thái Huyền bị chạm vào vảy ngược, lập tức nổi giận, vung tay lên, một thanh đao dài 30cm chợt xuất hiện, thân đao ánh lên nửa bên má bị thối giữa của ông ta. Ánh đao quá nhanh, nhanh đến nỗi như một tia chớp lóe lên giữa bầu trời. Hàn Công Quyết đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, mãi đến khi thanh đao kia cách hắn ta mấy cm thì mới nhúc nhích. Cơ thể hắn ta ngửa ra sau, y như bị gãy xương, rồi thuận thế giơ chân lên đá lên cằm Hồ Thái Huyền. Thoáng chốc, Hồ Thái Huyền đã bay lên không. Chỉ một đá đơn giản đã khiến cả người ông ta bay lên khỏi mặt đất, bắn ngược ra 3-4 mét, rồi nện thẳng lên bàn trà. Rầm. Mặt đá cẩm thạch lập tức gãy đôi, Hồ Thái Huyền đau đến nỗi mặt mày tái nhợt. Phần eo trực tiếp bị gãy xương. Cậu, không thể nào, Hồ Thái Huyền không nén nổi hoảng sợ nhìn Hàn Công Quyết. Hàn Công Quyết thế mà cũng là một võ giả. Mà hắn ta chỉ là một tên thuộc hạ, tương đương với một tên người hầu. Thế thì sao có thể là võ giả được? Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long lập tức hoảng sợ. Đại sư Hồ, thua. Thế nhưng bốn tay vệ sĩ của Hồ Thái Huyền lại bị Hàn Công Quyết đánh bại. Hai người bất giác dùng mình. Ánh mắt Tống Ngữ Yên cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Hàn Công Quyết còn mạnh hơn Hồ Thái Huyền, lại nói, dù là một người bình thường, cô ấy cũng có thể nhận ra rằng người này mạnh hơn Hồ Thái Huyền rất nhiều. Hồ Thái Huyền, ông nói không sai, làm người nên khiêm tốn một chút, nếu không sẽ chết rất thảm. Hàn Công Quyết bước đến trước người Hồ Thái Huyền, từ trên cao nhìn xuống, giơ chân dẫm lên cổ ông ta. Trong mắt Hồ Thái Huyền tràn đầy sợ hãi. Ông ta muốn phản kháng thế nhưng lại phát hiện sức của Hàn Công Quyết quá lớn. Chân hắn ta hệt như một tảng đá lớn đặt trên cổ ông ta, khiến ông ta không cách nào nhúc nhích được. Bất giác, Hồ Thái Huyền cảm thấy khủng hoảng. Chỉ tiếc, thứ cảm xúc sợ hãi này đã đến quá muộn. Chân Hàn Công Quyết từ từ dẫm mạnh xuống, sức mạnh khổng lồ tựa như hồng thủy mãnh thú ào ào tuôn ra, khiến Hồ Thái Huyền ngạt thở, hai tay vung vẫy bắt lấy hắn ta. Nhưng cuối cùng, ông ta dần lịm đi trong nỗi sợ cùng cự. Hàn Công Quyết đã thẳng tay giết chết ông ta. Ban ngày ban mặt, giữa thanh thiên bạch nhật lại không chút kiêng nể mà ra tay giết người. Cứ như hắn ta vừa giết một con kiến chứ không phải con người. Việc này, Tống Thiên Hổ sững sờ, tuy ngoài mặt ông ta hung ác, nhưng đến hiện tại chỉ biết há hốc mồm mà nhìn. Tống Thiên Long cũng không khá hơn, cả người ông ta run lẩy bẩy, môi khô nứt. Trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ma quỷ. Tên này chính là ma quỷ. Ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy lại giết chết một người lợi hại như thầy Hồ. Có khi nào bọn họ cũng chết ở đây không? Lúc này, lưng hai người họ đã ướt sũng. Tim đập thình thịch. Hai người đứng chết chân tại chỗ như bị đóng cọc, không dám nhúc nhích lấy một cái. Tống Ngữ Yên cũng rất căng thẳng, tuy nhiên, cô ấy đã từng đối mặt với cái chết. Một đêm kia, cô ấy đã chết rồi, thế nên hiện tại cũng không có quá nhiều bối rối. Tại hiện trường, chỉ có Trần Đức là vẫn giữ thái độ như cũ, sắc mặt anh không hề thay đổi, ánh mắt vẫn hờ hững trước sau như một, không để tâm đến bất kỳ điều gì, dường như không có thứ gì khiến anh quan tâm. Dù trước mắt có người vừa bị giết chết, Hàn Công Quyết cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long. Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của hắn ta. Rốt cuộc hai người họ cũng không chịu nổi loại áp lực khủng bố này, hốt hoảng quỳ sụp xuống. Cậu Hàn, xin lỗi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi không nên ép buộc Ngữ Yên, Tống Thiên Long run rẩy nói. Cậu Hàn, tôi sai rồi, Tống Thiên Hổ trước đó ngang ngược, giờ ngay cả một câu cũng không nói được trọn vẹn.
hai người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi quỳ trước mặt một kẻ nhỏ hơn mình, thiếu điều dập đầu với hắn ta. Các người cứ quỳ ở đó đi, ngoan ngoãn một chút, tôi tới đây không phải tìm các người, Hàn Công Quyết lên tiếng, hắn ta cũng không biết người nhà họ Tống sẽ đến vào hôm nay, tất cả cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Dù Tống Ngữ Hiên đã bị nhà họ Hàn vứt bỏ, nhưng không phải loại như Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ hay Hồ Thái Huyền có thể khi nhục. Xử lý bọn họ chỉ là tiện tay. Tống Ngữ Hiên, Hàn Công Quyết nhìn sang Tống Ngữ Hiên. Tống Ngữ Hiên yên vị trên sofa, đôi chân thon dài trắng như bạch ngọc luôn khiến người ta phải chú ý, gương mặt lạnh lùng hờ hững không vì có người chết mà lộ vẻ bối rối, anh tới tìm tôi. Đúng. Hàn Công Quyết nói, cậu chủ của tôi còn đang chờ bên ngoài, cho cô một phút, đem tất cả giấy tờ bất động sản và các tài liệu kinh doanh của nhà họ Tống ra đây. Gì chứ? Trong mắt Tống Ngữ Hiên lóe lên sự tức giận, theo như di ngôn của bố, cô ấy đã sớm đoán được mẹ và nhà ngoại có bất hòa. Thế nên khi Hàn Công Quyết xuất hiện, cô ấy cũng không cảm thấy mừng rỡ hay phấn khích gì cả. Có điều, cô ấy thật sự không ngờ cái tên Hàn Công Quyết này vừa há mồm liền đòi giấy tờ nhà đất cùng tài liệu kinh doanh. Ngay cả Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ cũng không khỏi mím môi khi nghe thấy yêu cầu này. Má nó! Người nhà họ Hàn còn ác hơn bọn họ. Bọn họ chỉ muốn nhà họ Tống cùng với quyền lên tiếng trong tập đoàn Dược Thiên Vũ. Còn nhà họ Hàn thì thẳng thừng đòi chiếm tài sản nhà họ Tống và tập đoàn Dược Thiên Vũ làm của riêng. Giấy tờ bất động sản cùng tài liệu kinh doanh. Mấy thứ đồ này là mạch máu đó. Lấy chúng không chỉ cướp đoạt quyền lợi của Tống Ngữ Hiên mà là cướp đi tất cả, dù bọn họ có là cổ đông thì cũng bị xóa sổ hoàn toàn. Nhà họ Hàn thật độc ác. Vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào hang cọp, sắc mặt Tống Ngữ Hiên vô cùng khó coi, là cậu chủ nhà anh bảo anh đến hay là nhà họ Hàn phái anh đến? Cô không cần biết chuyện này, cô chỉ cần biết, năm đó nếu không có Hàn Nguyệt Tiên thì nhà họ Tống chỉ là một công ty nho nhỏ, tiền của các người, đất, và cả quyền lực đều do Hàn Nguyệt Tiên mang đến từ nhà họ Hàn, hôm nay, Tống Thiên Vũ đã chết. Nhà họ Hàn đương nhiên muốn thay Hàn Nguyệt Tiên thu hồi những thứ này. Anh nói bậy. Tuy Tống Ngữ Hiên không hiểu quá nhiều về mẹ mình, thế nhưng cô ấy lại rất rõ sự phát triển của nhà họ Tống. Nhà họ Tống ba đời cố gắng, tích lũy từng chút một đi lên, có địa vị như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào những quyết sách sáng suốt của ông nội và bố cô ấy Tống Thiên Vũ. Đúng là mẹ có mang đến nguồn lực cho gia tộc, nhưng dù không có thì nhà họ Tống cũng có thể đi đến ngày hôm nay. Bậy hay không bậy, nhà họ Hàn tự có phán xét, Hàn Công Quyết lạnh lùng đáp. Đương nhiên. Hắn ta biết rõ chân tướng trong chuyện này. Nhà họ Hàn muốn nhân dịp nhà họ Tống nội loạn, dùng danh nghĩa Hàn Nguyệt Tiên để chiếm lấy gia sản của nhà họ Tống. Con muỗi tuy nhỏ nhưng cũng có thịt. Cô Tống, nếu không muốn nối gót lão già Hồ Thái Huyền kia thì tôi khuyên cô nên ngoan ngoan nghe lời đi. Hàn Công Quyết nói, tính tình cậu chủ nhà tôi không tốt lắm, nếu như chờ lâu quá vẫn chưa thấy tôi quay lại, cậu ấy sẽ đích thân đến đây, khi đó phát sinh chuyện gì e là khó nói trước được. Vậy anh giết tôi đi. Tống Ngữ Hiên vẫn ngồi yên tại chỗ, sâu trong mắt cô ấy vụt qua tia không cam lòng, nhưng lại không có sợ hãi. Cô ấy bình tĩnh nhìn Hàn Công Quyết. Hàn Công Quyết giật mình, không ngờ Tống Ngữ Hiên lại có khí phách như vậy. Cô là người nhà họ Hàn, muốn giết cũng không đến lượt tôi, có lẽ cô không sợ chết, thế nhưng... Hàn Công Quyết nhìn về phía Trần Đức, hắn thì sao? Anh muốn giết anh ấy thì phải bước qua xác tôi, Tống Ngữ Hiên vô thức nói. Ngay chính cô ấy cũng kinh ngạc vì những lời này, cô ấy hoàn toàn không nghĩ mình sẽ nói ra như vậy. Chậc, đúng là trên đời này chỉ có bà xã là tốt, đàn ông có vợ như có bảo vật mà, Trần Đức nhếch mép cười vô lại, anh biết ngay là trong lòng bà xã vẫn có anh mà. Tống Ngữ Hiên trầm mặc, đã đến lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói mấy lời này chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết kẻ đứng trước mặt thật sự sẽ giết người hay sao? Tuy nhiên, bà xã, em coi thường anh quá đấy, Trần Đức thờ ơ nói, em cảm thấy tên này trâu bò lắm à? Nói không phải chứ, một khi hắn ta dám ra tay với anh, đảm bảo hắn ta sẽ phải quỳ xuống cầu xin anh đừng chết, em có tin không? Tống Ngữ Hiên, Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ không khỏi co giật khóe miệng. Ha ha, xem ra mày cũng tự biết mình đấy. Mày là chồng cô Tống à, Hàn Công Quyết nói, tao cho mày một cơ hội, khuyên cô ta đi. Ngại quá. Trần Đức lấy ra một cái chai sắt, ngửa cổ uống rượu,
rồi chép miệng nói, tao không cần cơ hội này. Những lời này khiến bầu không khí trong sảnh bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn tiếng hít thở. Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ thở hổn hển, nhìn Trần Đức bằng ánh mắt khó coi. Đúng là không biết tốt xấu. Ngay cả Hồ Thái Huyền cũng phải chết, điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa Hàn Công Quyết là một võ giả, hơn nữa còn là một võ giả máu lạnh. Lúc này nói ra mấy lời như vậy, muốn chết à? Có chết thì cũng chết một mình, đừng kéo chân bọn họ. Ánh mắt Tống Ngữ Yên lộ vẻ bối rối, cô ấy thật sự lo cho Trần Đức, vốn dĩ chuyện nhà họ Tống không liên quan đến anh. Bộ anh ta không nói không được à? Ha ha! Hiển nhiên, Hàn Công Quyết không ngờ Trần Đức lại dám nói những lời này, trong mắt hắn ta lộ rõ sự bất ngờ. Theo lý mà nói, một thanh niên còn trẻ như vậy hẳn là đã sớm bị dọa mất hồn khi thấy người chết mới đúng. Hắn ta không khỏi liếc nhìn Trần Đức, xem ra mày cũng không tầm thường. Cảm ơn đã cổ vũ, Trần Đức nói, thật ra tao cũng sợ mà, rượu tiếp thêm can đảm cho người hoảng sợ, không thấy tao uống rượu à? Người hoảng sợ? Hàn Công Quyết cười lạnh, mày đúng là không biết thân biết phận gì cả, trong mắt tao, mày so với người hoảng sợ còn không bằng, mày. Chỉ là con sâu cái kiến trong đám sâu kiến, có biết cái gì gọi là sâu kiến không? Là thứ có thể một cước giẫm chết đấy, Hồ Thái Huyền vốn đã là con sâu cái kiến, mà mày. Còn không bằng ông ta. Mày dựa vào cái gì mà dùng chữ người hả? Chậc, Trần Đức thở dài, mày cũng chỉ là một thằng người ở của nhà họ Hàn mà thôi, lấy gì để kiêu ngạo chứ, không biết khiêm tốn chút à? Phải trưởng thành như tao đây này, biết điều một chút. Nụ cười trên môi Trần Đức dần biến mất, trong mắt anh lóe lên tia sáng lạnh, cho mày một giây, lập tức cút. Muốn chết? Thình lình, Hàn Công Quyết ra tay. Một con sâu cái kiến trong đám sâu kiến lại dám bảo hắn ta cút. Sao hắn ta có thể nhịn cho được? Nhất định phải giết chết tên này, nếu không, ngày sau làm thế nào để đám sâu kiến này phục tùng hắn ta được? Động tác của Hàn Công Quyết cực nhanh, mặc dù Trần Đức đứng cách hắn ta 3 mét. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, hắn ta đã xuất hiện trước người anh. Sắc mặt Tống Ngữ Yên lập tức thay đổi, cô ấy muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Lúc này đây, cô ấy mới phát hiện, đối với Hàn Công Quyết ngay cả tư cách để hắn ta bước qua xác mình, cô ấy cũng không có. Trần Bát Hoang, anh cẩn thận, Tống Ngữ Yên vô cùng hoảng sợ. Nắm ngón tay Hàn Công Quyết quặp lại thành chảo, chộp về phía yết hầu Trần Đức. Với sức mạnh của hắn ta, một chiêu này đủ để bóp nát yết hầu kẻ ngông cuồng trước mặt. Trần Bát Hoang à, đúng là lãng phí cái tên. Trong mắt Hàn Công Quyết, tên Trần Bát Hoang này chắc chắn sẽ không thoát khỏi công kích của hắn ta. Bởi vì, Trần Bát Hoang chỉ là một người của thế tục. Nói ngắn gọn, đó là người thường. Một con sâu cái kiến mặc cho những võ giả như bọn họ chà đạp, dù có giết chết cũng không phải đền mạng. Mà con sâu cái kiến thì sao trốn thoát được? Thế nên, hắn ta có lòng tin chỉ một chiêu có thể xóa sổ được Trần Đức. Trần Đức đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Con sâu cái kiến có thể chết trong tay tao. Đó là phúc phận của mày, Hàn Công Quyết cho rằng Trần Bát Hoang đã bị dọa sợ, trên mặt hắn ta lộ vẻ mỉa mai cùng miệt thị. Ồ! Bỗng nhiên, Trần Đức ồ lên một tiếng, ngay sau đó, anh ngước mắt nhìn thẳng vào Hàn Công Quyết. Đôi mắt kia vô cùng bình thản và tỉnh táo, sâu không thấy đáy. Khiến người ta khó mà đoán được. Một ánh mắt khiến Hàn Công Quyết kinh sợ, cảm giác bất an chợt trào lên. Tuy nhiên, hắn ta cũng không dừng tay, mà càng thêm dùng sức. Một con sâu cái kiến lại khiến lòng hắn ta xao động, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, đúng như những gì Hàn Công Quyết tưởng tượng, năm ngón tay của hắn ta chộp lấy cổ Trần Đức. Kế đó, hắn ta bóp mạnh. Trong tích tắc, sắc mặt Hàn Công Quyết thay đổi. Hắn, kinh hoàng, phát hiện, năm ngón tay mình không rách nào đâm rách ra thịt người trước mắt. Sao có thể? Hắn ta vô thức dùng thêm sức, sức mạnh toàn thân cùng tụ lại ở bàn tay. Sức mạnh tương đương 150 kg. 150 kg có thể phá nát một tảng đá lớn, bẻ cong sắt thép, nào phải chuyện đùa. Đừng nói là người, dù là một đống sắt cũng bị hắn bóp méo. Nhưng Trần Đức vẫn không hề hấn gì, thản nhiên đứng đó. Hàn Công Quyết hoảng sợ nhìn anh, cứ như gặp quỷ, sao có thể? Võ giả chỉ có chút bản lĩnh đó à? Đúng là làm người ta thất vọng, Trần Đức bĩu môi. Võ giả?
Xưng hô oai phong biết bao nhiêu. Cứ như nhân vật chính vậy, vừa ra đã giết chết Hồ Thái Huyền, rồi tỏ thái độ khinh thường cái này, miệt thị cái kia. Kết quả, thứ nổ này ấy à. Quả thật khiến Trần Đức thất vọng cực độ. Trong lúc nói chuyện, Trần Đức bỗng nhiên ra tay bắt lấy cánh tay Hàn Công Quyết kéo khỏi cổ mình. Kế đó, anh dùng sức giật mạnh. Răng rắc, xoạt. Cả cánh tay Hàn Công Quyết cùng ống tay áo cứ thế bị Trần Đức kéo ra. Đúng vậy, không phải bị chém, cũng không phải bị cắt, mà là tươi sống xé rách. Hồ Thái Huyền đã nói với mày là không khiêm tốn sẽ chết rất thảm. Sao mày không nghe hả, trong tay còn cầm cánh tay đang run rẩy của Hồ Công Quyết, Trần Đức vẫn bình thản như cũ, âm u nói. Lời nói nhẹ nhàng hờ hững của Trần Đức vừa dứt thì một tiếng hét chói tai vang lên, đó là tiếng hét của Hàn Công Quyết. Cánh tay của hắn ta đột nhiên bị xé đứt, loại đau đớn đó còn đau hơn khi bị chém bằng dao hay rìu gấp mấy lần. Như thể bị ai đó dùng búa đập vào tim, mặt hắn ta đỏ bừng, đồng tử chi chít tơ máu đỏ ngầu. Cánh tay bị bẻ gãy lìa, máu chảy dài xuống, bầu không khí nồng nặc mùi máu tanh. Trong đại sảnh, ngoài tiếng hét của Hàn Công Quyết, không còn một âm thanh nào khác. Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long đều đã ngây người, sững sờ nhìn Trần Đức, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn họ đã biết Tống Ngữ Yên có vị hôn phu từ lâu. Nhưng, bọn họ chưa từng coi trọng người thanh niên này, thậm chí hoàn toàn phớt lờ anh. Lúc này, biểu cảm của hai người bọn họ giống như ăn phải ruồi. Bọn họ tưởng Hàn Công Quyết mới là người ngăn cản bọn họ. Nhưng bây giờ có vẻ như ngay cả khi không có Hàn Công Quyết, bọn họ cũng sẽ thất bại. Đây là vụ làm ăn đã được định sẵn thất bại. Hai người đó đều vô cùng hối hận, hôm nay dù kết quả thế nào thì những ngày tháng sau này của bọn họ cũng sẽ rất khó khăn. Tống Ngữ Yên ngồi vắt chéo, để lộ đôi chân thon dài trắng muốt, dưới hàng lông lông mi xinh đẹp động lòng người là đôi mắt trong veo với cảm xúc phức tạp. Nhưng, sắc mặt cô ấy vẫn lạnh lùng không biểu cảm như cũ. Vững vàng ngồi ở trên điếu ngư đài không nói một lời, nhìn mọi thứ trước mặt như một nữ vương. Mày, rốt cuộc mày là ai? Hàn Công Quyết giống lên, hắn ta nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, Trần Đức ném cánh tay của Hàn Công Quyết xuống đất, từ đầu đến cuối, tay anh không dính một giọt máu, đôi chân cũng chưa hề di chuyển nửa bước. Hàn Công Quyết nhìn cánh tay của mình, vô cùng tức giận, đồng thời vô cùng sợ hãi. Trần Bát Hoang. Đại não của Hàn Công Quyết vội vàng tìm kiếm cái tên này, muốn biết người này thuộc về gia tộc nào và thế lực nào. Chỉ là, cuối cùng vẫn không nghĩ ra có danh môn vọng tộc nào họ Trần, có một người tên là Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang, mày có biết, tao là người nhà họ Hàn không? Hàn Công Quyết nhặt cánh tay của mình lên, chỗ bị thương vô cùng đau đớn, hắn ta giống lên, nếu mày đánh tao bị thương, người nhà họ Hàn sẽ giết mày. Cậu chủ nhà tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu. Ồ, mày bảo hắn đến đây, Trần Đức nhướng mày, tao cũng muốn xem thử cậu chủ nhà mày có giết chết tao hay không. Két két. Đột nhiên, bên ngoài cửa có một loạt tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đất. Giây tiếp theo, một chiếc Land Rover bá đạo chạy qua bồn hoa, gạch lát nền, bãi cỏ rồi vội vã lao tới. Dưới trục bánh xe, gạch lát nền bị vỡ, bồn hoa đổ sập, cỏ ngổn ngang. Để lại những vết hằn sâu đến chục cm. Dầm. Cuối cùng, đâm thẳng vào cửa lớn của biệt thự, bất chấp lái xe vào đại sảnh. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tất cả mọi người trong đại sảnh đều trở nên cực kỳ khó coi. Đây là nhà họ Tống. Xông vào như thế này, bánh xe đó không phải đè đất nhà họ Tống, mà là đang đánh vào mặt nhà họ Tống. Đây là khinh thường, miệt thị, không xem nhà họ Tống ra gì. Ngay cả Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long cũng tức giận không kém, siết chặt nắm đấm. Tống Ngữ Yên và Trần Đức liếc mắt nhìn về phía chiếc Land Rover. Trên chiếc xe đó, có hai người đang ngồi. Một người đàn ông trạc tuổi Trần Đức và một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Người trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ. Người lớn tuổi ngồi ở ghế lái. Cậu chủ, Hàn Công Quyết vừa nhìn thấy nam thanh niên ngồi ở ghế phụ, hắn ta cố nén cơn đau. Quỳ xuống trước chiếc Land Rover, cúi đầu, cả người run lên, thực xin lỗi, cậu chủ, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vô dụng. Nam thanh niên ngồi ở ghế phụ liếc nhìn Hàn Công Quyết và cánh tay bị gãy kia, lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay cả một chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không xử lý được thì không xứng đi theo hắn. Trên ghế lái,
Tài xế bước xuống xe, cung kính giúp Hàn Tùng mở cửa, thanh niên nọ cao ngạo bước xuống. Hắn đeo một chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay, thắt lưng LV, quần áo đều được đặt may, mọi thứ trên người hắn đều là hàng hiệu xa xỉ. Hắn không thèm để ý đến Hàn Công Quyết, mặc hắn ta đang quỳ dưới đất, đi đến ghế sofa ngồi xuống, sau đó di chuyển ánh mắt về phía Tống Ngữ Yên. Khoảnh khắc nhìn rõ cô ấy, trong mắt hắn hiện lên một tia tham lam. Đôi khi sắc đẹp cũng là một cái tội, vẻ đẹp của cô ấy đã khơi dậy một suy nghĩ nào đó trong đầu hắn ta. Tống Ngữ Yên, để tôi tự giới thiệu trước, tôi tên là Hàn Tùng, bố tôi và mẹ cô là anh em ruột, theo quan hệ thế gian, cô nên gọi tôi một tiếng anh họ. Hàn Tùng chậm rãi nói, có điều cô chỉ là người bị nhà họ Hàn bỏ rơi, cho nên không xứng gọi tôi là anh họ. Tống Ngữ Yên không nói. Lúc này, im lặng là cách tốt nhất để ứng phó với đối phương. Nói thật, nhà họ Hàn của tôi ở Giang Bắc, chỉ cần dẫm chân một cái là có thể lật trời. Hàn Tùng tôi căn bản không quan tâm đến chút tài sản này của cô chút nào. Nếu không phải do nhà tôi sắp xếp, tôi chắc chắn sẽ không đến một nơi như thành phố Tần này. Hàn Tùng nói thật, chỉ một nhà họ Tống nhỏ bé, hắn không thèm để mắt đến, thậm chí còn tỏ vẻ khinh thường khi tới đây. Muốn trách thì trách bố cô, rảnh rỗi đi lại với người nhà họ Hàn làm gì. Lừa người nhà họ Hàn làm vợ thì phải trả giá. Tống Ngữ Yên, sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Tôi không biết cô làm thế nào để đánh bại Hàn Công Quyết, nhưng tôi khuyên cô nên ngoan ngoãn nghe lời, giao ra những thứ tôi muốn. Cánh tay của Hàn Công Quyết xem như là thù lao để đổi lấy những thứ đó. Nếu không, nhà họ Tống đều phải chết, đến một con chó cũng không sống nổi. Khi nói ra những lời này, Hàn Tùng nói rất hờ hững, tựa như giết người không phải là chuyện gì to tát. Anh có thể giết, tôi sẽ không ngăn cản anh, Tống Ngữ Yên cười khẩy, cuối cùng lên tiếng, nhà họ Hàn ở Giang Bắc, quả thực mạnh hơn nhà họ Tống tôi. Tống Ngữ Yên không ngờ mẹ cô thực sự là người của nhà họ Hàn ở Giang Bắc. Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long cũng sửng sốt không kém. Giang Bắc lớn hơn thành phố Tần gấp 3 lần, ở đó có rất nhiều danh môn vọng tộc. Trong số đó, nhà họ Hàn ở Giang Bắc đứng đầu trong số các danh môn vọng tộc này. Nhà họ Hàn dậm chân, Giang Bắc rung động 3 lần, đây không phải là chuyện đùa, ngay cả thị trưởng thành phố Giang Bắc cũng phải nể mặt nhà họ Hàn. Không ai ngờ Hàn Nguyệt Tiên lại là người của nhà họ Hàn ở Giang Bắc. Nhà họ Tống, tập đoàn dược phẩm Thiên Vũ, e là chỉ giống như hạt cát trong sa mạc của nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn rất mạnh, nhưng đáng tiếc, Hàn Tùng, anh thật sự giết hết người trong nhà họ Tống tôi, ngừng một lát, Tống Ngữ Yên nói tiếp, thật sự cho rằng nhà họ Tống tôi không có ai, nghĩ nhà họ Tống tôi dễ bị ức hiếp sao? Nhà họ Tống tôi xảy ra chuyện thì chắc anh cũng không ra khỏi thành phố Tần và quay về Giang Bắc được đâu. Câu ấy của Tống Ngữ Yên phân tích rất đúng, giết người là phạm pháp, cô ấy cũng không tin Hàn Tùng có gan ra tay. Ồ, vậy hả, Hàn Tùng quay đầu nhìn ông lão lái xe cho mình hỏi, chú Cung, võ giả giết người sẽ xảy ra chuyện hả? Sẽ, chú Cung ngẫm nghĩ rồi đáp, giết võ giả thì không sao, nhưng giết người thường, đúng là có hơi rắc rối. Có điều. Phế những người này thì vẫn không sao. Được rồi, vậy phế người phụ nữ kia trước đi, chặt chân cô ta xuống để coi cô ta kiên cường, cứng đầu, không sợ chết tới cỡ nào. Hàn Tùng cười, hắn có một đam mê đó chính là thích phá hủy một số thứ hoàn mỹ. Ví dụ như lái xe nghiền nát mọi thứ ở đây, hay chặt bỏ đôi chân tuyệt đẹp khiến người ta mê muội của Tống Ngữ Yên. Chú Cung đã đi theo Hàn Tùng hơn 3 năm nên hiểu rõ sở thích của Hàn Tùng. Vì vậy, không cần hắn nói thì ông ta cũng biết nên làm thế nào. Đôi chân kia của Tống Ngữ Yên thật sự rất đẹp, y như được trời ban vậy, thon dài trắng nõn, nuột nà, không chút tì vết như một tác phẩm nghệ thuật. Nó quả thật quá hoàn mỹ, dù là chú Cung cũng phải cảm thán trước nó. Mà thứ hoàn mỹ như thế thì sao Hàn Tùng chịu nổi? Chú Cung cũng thích nhìn thứ gì đó hoàn mỹ bị phá hủy, nên ông ta cũng có chung sở thích với Hàn Tùng. Chú Cung, cẩn thận tên nhóc kia nhé. Ông ta đang định ra tay thì Hàn Công Quyết đứng cạnh bỗng mở miệng, Trừng Trần Đức nói, cậu ta đã bẻ gãy tay tôi. Trong lòng Hàn Công Quyết cực kỳ hận vì hắn ta đã bị gãy mất một cánh tay, mà với khả năng chữa trị của nền y học hiện nay, muốn nối lại là rất khó. Mặc dù có nối được thì e rằng sau này cũng sẽ có di chứng rất nặng. Thế nên, Trần Đức phải trả giá cho việc này. Chú Cung sửng sốt,
nhìn về phía Hàn Công Quyết chỉ, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vì ông ta biết rõ thực lực của Hàn Công Quyết, mà người có thể bẻ gãy tay hắn ta, đương nhiên sẽ không yếu. Song không ngờ, cậu ta lại trẻ như thế, trông chắc chỉ khoảng 20 thôi nhỉ. Nếu không phải Hàn Công Quyết nhắc nhở thì ông ta sẽ chẳng để ý tới một người như vậy. Không biết Trần Đức đã lười biếng nằm ở chiếc ghế bành bằng gỗ lim từ khi nào, trông anh như một ông già lớn tuổi, thanh thản đong đưa chiếc ghế dựa, con người lộ vẻ biếng nhác, chẳng hề để ý như đang xem trò hay. Hàn Tùng cũng chú ý tới anh, hắn còn tưởng người đánh bị thương Hàn Công Quyết đang núp trong tối, vì vừa bước vào cửa thì cũng không thấy có cao thủ nào hết. Ai ngờ, người đánh Hàn Công Quyết bị thương lại là một người như vậy. Thấy cái vẻ lạnh nhạt kia của Trần Đức, hắn cũng khá là gai mắt, chú Cung, làm thịt hắn trước đi. Vâng, thưa cậu, chú Cung đáp, sau đó khinh bỉ nói, Hàn Công Quyết, nói sao nhỉ, dù gì cậu cũng là một võ giả, vậy mà lại bị một thằng nhóc đánh bị thương. Cậu chủ nuôi cậu, còn không bằng nuôi một con chó nữa. Hàn Công Quyết định cãi lại, nhưng không nói nên lời. Vì bất kể thế nào thì sự thật cũng là hắn ta đã bị hạ gục. Hơn nữa, còn thua một cách thảm hại. Quan trọng nhất là chú Cung mạnh hơn hắn ta từng đánh với chú Cung, mà chú ta chỉ dùng chưa đến một nửa sức mạnh đã có thể hạ gục mình một cách dễ dàng. Có thực lực mới có quyền lên tiếng, hắn ta không dám cãi lại, càng không dám lên tiếng. Nhóc con, đứng dậy tiếp chiêu đi, đôi mắt nham hiểm của chú Cung nhìn chằm chằm Trần Đức nói, để tôi xem thử rốt cuộc cậu lợi hại cỡ nào. Trần Đức liếc chú Cung từ trên xuống dưới, tôi ấy à, có thể ngồi sẽ không đứng, có thể nằm, tuyệt đối sẽ không ngồi. Một ông lão sắp xuống mồ như ông, dựa vào cái gì bảo tôi đứng dậy. Trần Đức chậm gì gì nói với vẻ không chút để ý. Tống Thiên Hổ, Tống Thiên Long nhìn mà ngơ ngác, má nó chảnh thật sự. Cậu ta không sợ chết hả? Câu ấy giống như đụng đến vảy ngược của chú Cung, đúng là ông ta đã già, không còn nhiều thời gian để sống nữa. Hơn nữa, điều ông ta sợ nhất cũng là cái chết. Được, cậu không dậy chứ gì. Vậy tôi sẽ chiều lòng cậu, để cậu nằm chết, chú Cung cười gằn, mặt mày dữ tợn, bước từng bước một về phía Trần Đức. Bước chân của ông ta rất nặng, tựa như muốn dẫm nát sàn nhà. Cộp, cộp, cộp. Cùng lúc đó, trong tay chú Cung chợt xuất hiện một thanh loan đao rất mỏng, dưới tiết trời nóng bức này lại tỏa ra sự lạnh lẽo. Bất cứ ai thấy nó, đều cảm thấy sợ hãi. Tống Ngữ Yên nhìn từ đằng xa còn cảm thấy tim đập nhanh, cô ấy không biết Trần Đức mạnh thế nào, nhưng có thể thấy ông ta chắc chắn là một cao thủ. Cô ấy chợt thở hổn hển, lòng thầm căng thẳng, bàn tay hơi đổ mồ hôi. Tống Ngữ Yên rất muốn kêu Trần Đức chạy đi, xong, đã không còn kịp rồi. Chú Cung lật cổ tay, ra tay. Loan đao lóe lên ánh sáng lạnh, xẹt qua không khí, chém thẳng vào cổ Trần Đức, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thở nổi. 1 mét, nửa mét, 10 cm. Loan đao càng ngày càng gần và phóng to trước mặt Trần Đức, gần như sắp chém thẳng lên cổ anh. Chú Cung như thể thấy được bộ dáng đã chết của Trần Đức, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo đầy tàn nhẫn. Hàn Tùng ở phía xa cũng nở nụ cười lạnh, bất kể là ai. Nhưng dám cản đường hắn đều đáng chết. Xong, kế tiếp, Hàn Tùng không ngờ Trần Đức lại nở nụ cười, rõ ràng có thể thấy được khóe miệng anh chợt cong lên một cách quỷ dị. Cùng lúc đó, ánh mắt của anh cũng trở nên cực kỳ lạnh lẽo tràn ngập sát khí, y như một con quỷ đến từ địa ngục. Gần như khi thanh đao của chú Cung cách cổ anh chưa đến 1 mm thì chợt khựng lại, chỉ bổ về phía trước một xíu thôi là nó có thể cắt đứt cổ Trần Đức, cướp đi tính mạng anh rồi. Thế nhưng, thanh đao ấy lại ngừng lại, giống như chém vào một bức tường vô hình. Tay của chú Cung thì lại đang run lên. Chú Cung, chuyện gì thế? Hàn Tùng lạnh lùng nói, ngừng cái gì mà ngừng, còn không giết chết cậu ta đi. Tôi, chú Cung hoảng sợ nhìn chằm chằm Trần Đức đang nằm trên chiếc ghế bành, không phải ông ta muốn ngừng lại và chém xuống, mà là lúc này, thanh loan đao của ông ta đang bị hai ngón tay kẹp lấy. Đúng thế, chính là bị kẹp lấy. Thanh loan đao mỏng manh kia đang bị một ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy. Chỉ với hai ngón tay đã không thể làm ông ta dùng sức để chém tiếp thêm 1 mm nữa. Cậu ta cần phải có sức mạnh đáng sợ thế nào mới có thể dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao. Huống chi, đao của ông ta rất trơn, còn mỏng, kèm theo cái đà chém tới cực kỳ mạnh. Không ngoa chứ ông ta dám nói với sức mạnh của mình, cộng thêm đặc tính của thanh loan đao thì dù một tấm thép chắn trước mặt cũng có thể bị chém làm đôi.
Thế nhưng, lúc này, nó lại bị hai ngón tay kẹp lấy, không thể nhúc nhích mảy may. Quan trọng hơn là, thanh niên trước mặt lại đang ngồi. Một người ngồi và một người đứng cùng dùng sức, sự chênh lệch ấy hoàn toàn như trời với đất. Thoáng chốc, chú cùng biết ngay mình đã gặp phải cao thủ, mà còn là một cao thủ chỉ mới 20 có thể giết chết ông ta. Chú cung không nén nổi dùng mình một cái. Hai ngón tay của Trần Đức khẽ dùng sức, chỉ nghe keng một tiếng, thanh loan đao ở đầu ngón tay đã gãy làm đôi. Bầu không khí như đọng lại, đầu óc chú cung trống rỗng, con người co rút lại, tim đập thình thịch. Ông ta không thể tưởng tượng nổi Trần Đức mạnh cỡ nào. Khi ông ta đang ngơ ngác thì Trần Đức như ảo thuật giật lấy nửa thanh loan đao còn lại của chú cung. Vũ khí của ông ta bị bẻ làm đôi, rồi còn bị Trần Đức cướp lấy. Chặt chân của bà xã tôi, chỉ bằng mấy người, Trần Đức nhìn Hàn Tùng bằng ánh mắt hết sức bình tĩnh, lạnh lùng nói. Anh vừa nói xong, thanh loan đoàn bị gãy trong tay đã phóng ra như một mũi tên, bay thẳng về phía Hàn Tùng. Thanh loan đao kia bay vút qua không trung, Hàn Tùng lập tức cảm thấy tê cả da đầu, dùng mình một cái. Hai nửa loan đao ngày càng phóng to và rõ ràng hơn trong mắt hắn. Hàn Tùng sợ đến nỗi muốn hét lên và đứng dậy chạy đi. Phụt! Hắn còn chưa kịp làm gì thì thanh loan đao đó đã đâm phập vào chân, xuyên qua làn da, cơ bắp, khớp xương, máu tươi lập tức bắn ra. Á! Một cơn đau điếng truyền khắp cả người, Hàn Tùng hét lên, hằn cả gân xanh. Hắn quỳ rạp xuống đất, đau đớn kêu gào. Nhìn thấy máu, ánh mắt hắn lộ vẻ dữ tợn như nổi điên. Mấy năm nay, Hàn Tùng đã từng thấy máu rất nhiều lần, nhưng đều là của người khác, chẳng có giọt nào là của mình hết. Nhà hắn rất có điều kiện, từ khi sinh ra đã có vô số của cải, đó giờ còn chưa từng bị đứt tay bao giờ. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn đổ máu. Đã thế còn chảy nhiều như vậy. Tiếng hét thảm ấy khiến chú cung lập tức tỉnh táo lại, ông ta bằng vào bản năng trung thành với nhà họ Hàn và phản ứng khi gặp nguy hiểm chợt siết chặt nắm tay, đấm thẳng một quyền lên đầu Trần Đức. Vèo! Nắm tay kéo theo một tiếng gió rít chói tai, thể hiện sức mạnh cực kỳ khủng bố. Có điều, đúng lúc này, Trần Đức cũng giơ tay lên, không chút e ngại, đấm thẳng ra một quyền chống lại một quyền của ông ta. Sau đó, hai nắm tay đấm thẳng vào nhau. Bốp! Rắc! Tiếng va chạm và gãy xương đồng loạt vang lên. Sự chênh lệch của cả hai là quá lớn. Ngay khi nắm tay của hai người đấm vào nhau, có thể thấy được năm ngón tay của chú cung đã vặn vẹo, gãy. Cả bàn tay gấp thành 180 độ, sưng vù. Khuỷu tay và bả vai cũng bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên qua da thịt lòi ra ngoài. Bịch, bịch, bịch. Chú cung không ngừng lùi lại, ông ta không có hét lên, nhưng gương mặt lại vặn vẹo y như cái bánh quai trèo. Ông ta có thể cảm giác được xương cánh tay của mình đã bị gãy thành nhiều đoạn. Giờ cánh tay của ông ta đã tràn đầy máu tươi, hoàn toàn bị phế. Không còn cách nào chữa được. So với Hàn Cung Quyết cũng chẳng tốt hơn là bao. Không thể nào mạnh như vậy được, trong lòng chú cung hết sức rung động, thanh niên trước mặt thật sự quá mạnh. Ban nãy, một quyền của ông ta như là đấm vào một tấm sắt, sức mạnh ẩn chứa bên trong như một con voi, con hổ, không thể suy xuyển hay địch lại, cực kỳ khủng bố. Chú cung thật sự không tin nổi một thanh niên lại mạnh tới cỡ đó, lòng thầm sợ hãi. Cũng không thể trách ông ta kinh ngạc như vậy. Chỉ tại ông ta chưa thấy sức mạnh đáng sợ nào như thế. Ghế bành vẫn chậm chậm đung đưa, rốt cuộc Trần Đức cũng đứng lên, đi tới trước mặt Hàn Tùng. Quỳ xuống, dập đầu, sau đó cút. Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Hàn Tùng, hắn im lặng, bình tĩnh lại. Sinh ra trong một gia đình giàu có, nên hắn cũng không phải một thành ngu. Chú cung là võ giả và là người mạnh nhất bên cạnh hắn, cũng do bố hắn dựa vào mối quan hệ. Rồi còn tiêu rất nhiều tiền mới mời được. Tuy Hàn Công Quyết chỉ là võ giả bình thường, mới tập tễnh bước vào ngưỡng cửa võ giả, nhưng đối phó với người thường thì thật sự là dư sức. Xong, hai người lại yếu ớt, không chịu nổi một đòn của thanh niên trước mặt. Hắn không biết sao Hàn Công Quyết gãy tay, nhưng Hàn Tùng lại thấy rõ cảnh chú cung bị đánh lùi lại, còn gãy tay, xương vù lên, xương cốt xuyên qua da thịt đâm ra ngoài. Đến tận giờ thì sao hắn lại không biết người này mạnh đến nhường nào? Ở trước mặt thanh niên này, hắn không có vốn liếng để mà hống hách. Xin hỏi tên của cậu là, Hàn Tùng nhịn đau, nhìn chằm chằm Trần Đức như trên mặt anh có dính gì đó, suy yếu nói, cậu có biết tôi là người của nhà họ Hàn không? Tôi tên Trần Bát Hoang,
Nhà họ Hàn ở Giang Bắc à? Quả thật có nghe nói. Trần Đức liếc hắn, có ít hiểu biết đến mấy thì anh vẫn biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc. Đây là một gia đình giàu có chân chính, có lịch sử nhiều đời, căn cơ cực kỳ vững chắc. 10 cái nhà họ Tống cộng lại cũng chưa chắc so được với nhà họ Hàn. Có thể nói, nhà họ Hàn có thể một tay che trời ở một khía cạnh nào đó tại Giang Bắc. Một con quái vật lớn như vậy thì sao Trần Đức có thể không biết được? Hàn Tùng nhận được câu trả lời khẳng định từ Trần Đức bèn khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc thì chuyện kế tiếp sẽ dễ giải quyết hơn rồi. Lần này, tôi đại biểu nhà họ Hàn đến lấy một thứ ở nhà họ Tống. Không phải tôi muốn, mà là nhà họ Hàn cần. Có điều, tôi có thể khiến người của nhà họ Hàn không đến đây nữa. Hàn Tùng lại nói, nhưng với điều kiện là tôi không chịu bất cứ nhục nhã gì, hơn nữa, cậu cũng phải xin lỗi tôi. Sinh ra trong nhà họ Hàn nên có một số việc hắn không thể làm được, ví dụ như xin lỗi hay quỳ xuống. Một khi Hàn Tùng quỳ xuống nhận sai, chuyện này mà đến tai những bậc cha chú trong nhà thì đời này hắn chỉ có thể trở thành một người bình thường trong dòng tộc mà thôi. Tuy người bình thường trong nhà họ Hàn cũng giàu hơn người bên ngoài gấp 10, gấp trăm lần. Thế nhưng, hắn không chỉ muốn thế. Sự ganh đua của một thanh niên tài giỏi trong nhà họ Hàn khiến hắn không thể chịu nhục. Nếu người này biết nhà họ Hàn ở Giang Bắc thì hắn tin chắc rằng đối phương sẽ đồng ý với mình. Dù sao, hắn đã nhún nhường đến mức này, đối phương cũng không có lý do gì để từ chối. Bởi vì, mặc dù anh mạnh đấy, nhưng ở trước mặt một dòng tộc khổng lồ thì cũng chỉ như tờ giấy thôi. Điều này giống như một tướng quân thời cổ, bọn họ có sức mạnh vô địch, nhưng cũng chỉ là một vị thần dưới trướng vua. Muốn giết họ, cũng chỉ là một câu của vua mà thôi. Trần Đức, đồng ý đi. Trần Đức, nói xin lỗi thì chuyện hôm nay sẽ được giải quyết. Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ đứng cạnh khuyên hết nước hết cái, gặp phải nhà họ Hàn, họ vốn đã hết sức tuyệt vọng. Mà giờ, thấy một tia hy vọng, họ lập tức tỉnh táo lại. Hai người thà rằng Tống Ngữ Yên quản lý cả nhà họ Tống, cũng không muốn bị nhà họ Hàn nuốt hết. Cả hai không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ Trần Đức, hối anh xin lỗi. Đắc tội nhà họ Hàn sẽ không có kết quả tốt đâu. Trần Đức, cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Ngữ Yên chứ. Trần Đức, nói xin lỗi là xong hết mọi chuyện rồi. Hai người đều vô cùng lo lắng, nếu không phải không đánh lại Trần Đức thì đã sớm đè đầu anh xuống, ép anh xin lỗi rồi. Tống Ngữ Yên định nói gì, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Cô ấy biết Trần Đức rất mạnh, đặc biệt là khi đánh gãy tay Hàn Công Quyết, Tống Ngữ Yên đã nghĩ anh cực kỳ mạnh, thậm chí còn nghĩ rằng mình đã đánh giá cao anh. Ai ngờ. Kết quả vẫn quá xem nhẹ anh. Giờ đây, cô ấy phải công nhận mắt nhìn người của bố. Trước đây, cô ấy chẳng thể nào nghĩ rằng nhà họ Tống phải dựa vào người tên Trần Bát Hoang này để ngăn cơn sóng dữ. Có điều, cô ấy cũng không mong Trần Đức đối đầu với nhà họ Hàn. Tuy anh mạnh đó, nhưng cô ấy đã từng nghe thấy Tống Thiên Vũ nhắc đến sự đáng sợ của họ rất nhiều lần. Bây giờ nghĩ lại, Tống Thiên Vũ nhắc tới nhà họ Hàn với cô ấy. Chắc là đã biết sớm muộn gì mình cũng gặp phải họ, nên nhắc mình đừng đối đầu với người ta. Giao dịch này thế nào, Hàn Tùng khá hài lòng với thái độ của Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ. Hắn nhìn Trần Đức bằng ánh mắt tràn ngập tự tin. Không được, Hàn Tùng vừa hỏi xong thì Trần Đức đã mở miệng đáp một cách hết sức dứt khoát. Anh chỉ có một lựa chọn đó là quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi. Sau đó, cút đi. Trần Đức cực kỳ cứng rắn, không có bàn bạc gì nữa. Cái gì mà nhà họ Hàn ở Giang Bắc, biết thì sao? Anh cũng không phải người sợ rắc rối. Cậu, xác định, Hàn Tùng nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn vốn tưởng rằng giao dịch này sẽ thành công, lại bị Trần Đức thẳng thừng từ chối, nên hết sức kinh ngạc. Nhóc con, cậu có biết mình đang làm gì không vậy? Chú cung chừng Trần Đức, như nổi điên quát, dám chống lại cậu chủ, cậu chán sống rồi hả? Trong lòng chú cung cũng hết sức kinh ngạc và hoảng sợ, kinh ngạc với khí thế mạnh mẽ. Không sợ trời không sợ đất của cậu ta, lại hoảng sợ trước thực lực đáng sợ khiến ông ta thầm lo lắng ấy. Hàn Tùng nhìn chằm chằm Trần Đức, chờ anh thay đổi quyết định. Tiếc là Trần Đức vẫn không dao động, cặp mắt kia vẫn nhìn thẳng vào hắn. Hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, cả đại sảnh chợt chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy từng tiếng hít thở. Mãi một lúc lâu sau, Hàn Tùng mới trầm giọng nói, cậu có biết nếu tôi quỳ xuống, dập đầu thì nhà họ Hàn sẽ biết ngay. Khi ấy, kể cả nhà họ Tống và cậu đều sẽ chết không?
Hàn Tùng thật sự không muốn dập đầu, một khi làm thế, tiếng tăm và tài nguyên mà hắn tích lũy bấy lâu nay trong dòng tộc sẽ vì chuyện này mà thành công dã tràng. Vậy thì sao, anh không muốn quỳ hả? Được rồi, để tôi giúp anh. Trần Đức vừa nói xong đã đá một phát vào hai chân Hàn Tùng. Một cơn đau điếng từ hai chân truyền khắp cả người, Hàn Tùng vốn bị thương, lúc này bèn trực tiếp quỳ xuống. Sau đó, Trần Đức nắm lấy đầu hắn, đập thẳng xuống đất. Anh dứt khoát khiến Hàn Tùng dập đầu trước mặt mọi người. Bốp! Một tiếng vang nặng nề quanh quẩn trong sảnh, cái trán của Hàn Tùng lập tức đập thẳng xuống sàn. Thoáng chốc, trán hắn đã đổ máu, rồi chảy xuống khắp mặt. Bốp! Lại một cú đập, Hàn Tùng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng như muốn ngất, nhưng lại không ngất nổi. Da thịt rách bươm, rõ ràng có thể thấy xương trán hắn nứt ra một cái khe khá sâu. Nếu Trần Đức lại đến một lần nữa, đầu của Hàn Tùng chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dừng tay, mày dừng tay, Hàn Tùng đau đớn kêu lên, tao. Tự tao làm. Ha ha. Lúc này, Trần Đức mới buông hắn ra, xem ra mày vẫn đủ thông minh. Âm thanh ma quỷ vang vọng bên tai khiến Hàn Tùng giật nảy mình, hiện tại hắn đã hoàn toàn choáng váng. Một kẻ từ nhỏ đến lớn sống trong an nhàn như hắn đã khi nào bị nhục nhã, khi dễ như hôm nay. Thế nhưng lần này hắn không thể không khuất phục. Dầm, dầm, dầm. Cố nén đau đớn dữ dội, Hàn Tùng dập đầu ba cái với Tống Ngữ Yên. Tuy nhiên, ba cái dập đầu này tạo ra âm thanh nhẹ hơn rất nhiều so với để Trần Đức ra tay. Tống Ngữ Yên, thật, thật sự xin lỗi, Hàn Tùng cắn răng nặn ra từng chữ trong cổ họng. Cậu chủ, mau đứng dậy, chúng ta đi, chú cung cố nén đau đi đến trước người Hàn Tùng, run rẩy đỡ hắn dậy. Có điều, vừa đứng lên, Hàn Tùng lại quỳ sụp xuống. Chân hắn thật sự rất đau, căn bản không đứng lên nổi. Hàn Công Quyết, còn không mau qua đây, chú cung thét lên. Hàn Công Quyết hấp tấp bước đến, hai người đỡ hai bên tay Hàn Tùng đi về phía chiếc Land Rover. Sâu trong mắt Hàn Tùng tràn đầy căm hận, sát ý cùng phẫn nộ. Cả người hắn run lên bần bật, hệt như một con dã thú sắp bộc phát. Thù này, hắn nhớ kỹ. Hắn thề, tên thanh niên này sẽ phải trả một cái giá đắt. Một cái giá gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần. Chờ một chút. Đột nhiên, Trần Đức lên tiếng. Ba người lập tức dừng bước. Phút chốc, trong mắt Hàn Tùng lóe lên tia tàn nhẫn, nhưng nhanh chóng biến mất và thay vào đó là sợ hãi cùng bối rối. Hắn có cảm giác nổi gai ốc. Chiếc Land Rover của bọn mày chạy một mạch từ bên ngoài vào biệt thự khiến tao thấy cực kỳ ngứa mắt. Hàn Tùng, mày đập nát nó đi. Tự tay mày đập, không cho phép người khác giúp đỡ. Hàn Tùng sững sờ, hắn không ngờ Trần Đức lại để mắt đến xe của mình. Chiếc Land Rover này là hàng giới hạn. Cả cái Giang Bắc này chỉ có hắn mới có một chiếc Land Rover đã độ lại như vậy, và cũng chỉ hắn mới có biển số xe khủng bố như thế. Có thể nói là dù biển số hay xe cũng đều đại biểu cho Hàn Tùng, là bộ mặt của hắn. Nếu chuyện phải quỳ xuống dập đầu ngày hôm nay bị truyền ra ngoài, thì cùng lắm chỉ có người nhà họ Hàn, hắn và hai tên tay sai của mình biết được. Nhưng nếu đập nát xe thì chắc chắn cả Giang Bắc đều sẽ biết. Đến lúc đó, xem như thể diện của hắn hoàn toàn mất sạch. Mặt mũi nhà họ Hàn cũng bị ném đi. Khi đó, chắc chắn gia tộc sẽ trút giận lên hắn. Hàn Tùng không thể gánh nổi kết cục như vậy. Không thể đập chiếc xe này, Hàn Tùng nhìn thẳng vào Trần Đức, cắn răng nói thật, quỳ xuống dập đầu với mày còn có thể hòa giải, nhưng nếu đập nó, xem như mày chính thức đắc tội tao, cũng hoàn toàn làm mất lòng nhà họ Hàn. Một khi đắc tội với nhà họ Hàn, dù là lên trời xuống đất thì mày cũng chỉ có con đường chết. Cậu Hàn, Trần Đức nói đùa đấy, cậu ta không muốn cậu đập thật đâu, lúc này, Tống Thiên Long lên tiếng. Ông ta biết có đôi khi một chiếc xe mang ý nghĩa đại diện cho một thứ gì đó. Đắc tội Hàn Tùng không đáng kể đến, nhưng nếu thật sự đắc tội nhà họ Hàn, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Ông ta không thể không lên tiếng. Cậu Hàn, cậu đi đi, Trần Đức chỉ nói đùa mà thôi, Tống Thiên Long hai bước làm ba đi đến trước người Hàn Tùng, khom người cung kính, nào có giống rồng, mà thật sự là một con lươn, hoàn toàn mất đi sự ngạo nghễ khi bức bách Tống Ngữ Yên. Có điều, không ai để tâm đến ông ta. Trần Đức không lên tiếng, ba người Hàn Tùng nào dám nhúc nhích. Bầu không khí phút chốc trở nên xấu hổ. Ngữ Yên, con mau khuyên cậu ta đi, Tống Thiên Hổ ngước khuôn mặt dầu dĩ, cẩn thận nói với Tống Ngữ Yên,
nếu thật sự đắc tội nhà họ Hàn, chúng ta... Ông im đi, Tống Ngữ Yên cắt ngang lời Tống Thiên Hổ, chuyện đã đến nước này, cô ấy chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với Trần Đức mà thôi. Khí thế của Tống Ngữ Yên rất mạnh, lại có Trần Đức làm chỗ dựa, tiếng quát lạnh lùng của cô ấy khiến Tống Thiên Hổ run lên, không dám nói thêm một chữ nào nữa. Muốn sống thì nhất định phải đập xe, Trần Đức vẫn luôn giữ im lặng cuối cùng cũng mở miệng, nhà họ Hàn. Không chọc đến tao thì thôi, nếu dám, diệt là được. Một câu nói như ngũ lôi oanh đỉnh. Hàn Tùng sững sờ. Tên này là ma quỷ sao? Ai cho hắn can đảm nói ra những lời như vậy? Nhà họ Hàn có thực lực như thế nào cơ chứ? Ắt hẳn những người biết đến sự tồn tại của bọn họ đều sẽ rõ. Diệt nhà họ Hàn. Suốt một khoảng thời gian dài, các gia tộc, doanh nghiệp ở Giang Bắc không bị nhà họ Hàn tiêu diệt đã sớm thắp nhang cầu nguyện, vậy mà Trần Đức lại nói muốn diệt nhà họ Hàn. Sắc mặt Hàn Tùng tái nhợt hệt như người chết, không có một chút máu. Trần Đức đúng là ngông cuồng, ngang ngược, khiến tim hắn không khỏi đập nhanh hơn. Hắn hiểu được tên này không hề nói đùa. Dường như hắn ta không hề sợ nhà họ Hàn. Thực tế, chuyện hắn có sợ nhà họ Hàn hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là nếu Hàn Tùng không đập xe thì không có cách nào sống sót rời khỏi chỗ này. Việc đã đến nước này, tên thanh niên trước mặt nói muốn lấy mạng hắn tuyệt đối không phải đùa. Hàn Tùng trầm mặc thật lâu, cuối cùng cùng lên tiếng, giọng hắn khàn đặc, tao đập. Hắn cầm lấy một cái ghế dài trong sảnh, nhắm mắt đập xuống mui chiếc Land Rover. Rầm, rầm. Động cơ xe lõm xuống, đèn vỡ nát, cửa kính xuất hiện vết rạn như mạng nhện. Hết cái này đến cái khác, Hàn Tùng vì mạng sống mà dùng hết toàn lực đập chiếc xe yêu quý của mình, khiến người xem không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chiếc Land Rover này là hàng giới hạn, hơn nữa còn được tân trang, giá trị từ trong ra ngoài ít nhất cũng hơn 8 triệu. Một phút sau, chiếc Land Rover đã hoàn toàn mất đi vẻ ngạo nghễ lúc đến, khắp nơi toàn là lỗ thủng, nát đến không thể nát hơn, cứ như vừa trải qua một vụ tai nạn thảm khốc. Hàn Tùng cảm thấy rất mệt. Không chỉ thân thể mệt, mà tâm càng mệt hơn. Xe bị đập nát. Hắn thật sự không tưởng tượng nổi sau khi trở lại nhà họ Hàn sẽ phải đối mặt với những gì. Hắn thở hổn hển nói, vậy đã được chưa? Để lại 10 triệu, sau đó cút đi. Trần Đức thờ ơ nói. Được. Lúc này, Hàn Tùng không hề do dự, lập tức lấy ra một tấm thẻ, đặt lên bàn, trong này có 20 triệu. Hắn không dám tiếp tục phản bác, muốn giữ mạng chỉ có thể nghe theo. Chuyện sau này thì để sau này tính. Tóm lại không thể chết ở đây được. Cút đi. Hai chữ này như tiếng vọng của thiên nhiên, ba người Hàn Tùng, Hàn Công Quyết cùng chú Cung như được đại xá, lập tức chui vào Land Rover, lần này Hàn Tùng đích thân lái xe, chật vật rời khỏi nhà họ Tống. Giờ phút này, Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ đều sững sờ. Hàn Tùng cứ thế cụp đuôi bỏ chạy. Hai người họ thật không dám tin. Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Trần Đức. Cậu có biết cậu đang làm gì không hả? Tống Thiên Long giận đến mức giơ chân, đó chính là nhà họ Hàn đấy. Đúng, hôm nay cậu có bản lĩnh lớn, bắt chẹt được Hàn Tùng. Nhưng ngày mai thì sao? Ngày kia thì sao? Nhà họ Tống không đắc tội bọn họ nổi đâu. Thằng nhóc đáng chết, nhà họ Tống không phải của cậu, sao cậu có thể làm ẩu vậy hả? Tống Thiên Hổ cũng cực kỳ lo lắng, bởi lẽ từ trước đến nay, những thứ nhà họ Hàn vừa ý đã có bao giờ thất thủ. Lần này Hàn Tùng phấn khích mà đến, thê thảm mà về, thoạt nhìn có vẻ như nhà họ Tống thắng, nhưng trên thực tế. Sắp có chuyện lớn rồi. Nhà họ Hàn nhất định sẽ báo thù. Tống Thiên Long, Tống Thiên Hổ, không đợi Trần Đức lên tiếng, Tống Ngữ Yên đã mở miệng. Cô không gọi hai người này là bác, mà gọi thẳng tên, nơi này là nhà của tôi, dù Trần Đức không thể làm chủ thì cũng không đến lượt các người làm chủ. Còn thầy Hồ kia, Tống Ngữ Yên liếc nhìn xác Hồ Thái Huyền đang nằm trên mặt đất, chuyện ngày hôm nay, các người định xử lý thế nào? Ngay lập tức, hai người đứng sững ra. Đúng rồi. Hiện tại, việc bọn họ cần quan tâm không phải tương lai nhà họ Hàn sẽ làm những gì, mà là phải giải quyết chuyện của Hồ Thái Huyền như thế nào. Người nhà họ Hồ chết vì chuyện của bọn họ, việc này nên giải thích với nhà họ Hồ như thế nào đây? Làm sao giải thích với Cục Cảnh sát thành phố Tần? Hai người đau cả đầu. Ngữ Yên, con nhất định phải giúp chúng ta. Chúng ta cũng vì nhà họ Tống mà thôi, không hề có một chút tâm tư nào khác. Tống Thiên Long lộ vẻ cầu khẩn. Hiện tại, chỉ có Tống Ngữ Yên mới có thể giúp bọn họ.
Bởi vì nơi này là nhà họ Tống, và cũng là nhà của cô ấy. Có rất nhiều chuyện, chỉ cần cô ấy lên tiếng là có thể giải quyết được. Cô ấy chỉ cần nói ra người nhà họ Hồ là bị nhà họ Hàn giết chết, đến lúc đó, dù có muốn gây rối thì nhà họ Hồ cũng không tìm đến bọn họ. Muốn tôi giúp, được thôi, chúng ta có thể giao dịch, giọng Tống Ngữ Yên không có chút cảm xúc, vẻ mặt không hề gợn sóng, cô ấy thản nhiên nói, hôm nay, hai người đến tìm tôi để ký hợp đồng đúng không? Tôi cũng không làm khó dễ các người, chỉ cần đổi lại bên A và bên B trong hợp đồng, rồi ký, tôi sẽ giúp các người giải quyết chuyện ngày hôm nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thiên Long cùng Tống Thiên Hổ khựng lại, bọn họ thật sự không ngờ Tống Ngữ Yên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Ngữ Yên, Tống Thiên Hổ nói, bác là người nhìn con lớn lên đấy, khi còn nhỏ con còn cưỡi lên cổ bác, chẳng lẽ con đã quên? Đúng vậy, Ngữ Yên, khi còn bé bác cả từng đưa con đi công viên trò chơi, con nói bác cả còn thân hơn là bố con, nói ngày sau sẽ xem bác như bố ruột. Con nói mà không giữ lời à? Tống Thiên Long cũng không chịu thua kém, bắt đầu chơi chiêu bài tình cảm. Hai người tranh nhau nói, kể ra những chuyện giữa bọn họ và Tống Ngữ Yên khi cô ấy còn bé. Tống Ngữ Yên im lặng lắng nghe. Nói gì đi nữa cô ấy cũng là mẫu y người phụ nữ, sao có thể không nhớ rõ những chuyện đó chứ? Có điều, cô ấy biết rõ lần này không thể mềm lòng, chuyện quá khứ đều đã qua, bác cả và bác hai cũng từng nói cả đời sẽ trợ giúp bố tôi. Mãi mãi cùng tiến cùng lùi với ông ấy, rồi còn bảo sẽ che chở tôi cả đời, tương lai tôi chính là chủ tịch tập đoàn Dược Thiên Vũ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống, thế nhưng... Tống Ngữ Yên hỏi lại, các người có làm được không? Suốt mấy ngày qua, các người đã làm những gì chẳng lẽ trong lòng mình không rõ sao? Thi cốt Tống Thiên Vũ còn chưa lạnh, ông ấy qua đời chưa đến nửa tháng, cách thời điểm tang lễ chấm dứt cũng chỉ mới một tuần mà thôi. Vậy mà bọn họ đã chờ không nổi, muốn tranh quyền đoạt lợi. Tống Ngữ Yên tuy rằng lương thiện và ngây thơ, nhưng cô ấy không hề ngốc. Câu hỏi của cô ấy khiến Tống Thiên Hổ và Tống Thiên Long á khẩu. Mấy ngày qua, hai người bọn họ đã làm những gì, đương nhiên trong lòng họ biết rõ. Bọn họ chỉ còn thiếu việc mở cuộc họp cổ đông, tuyên bố từ nay về sau tập đoàn Dược Thiên Vũ thuộc về bọn họ nữa thôi. Các người chỉ có hai con đường. Ký tên hoặc khiêng Hồ Thái Huyền đến nhà họ Hồ, nói với bọn họ là do người của nhà họ Hàn ra tay, mong là bọn họ sẽ tin. Tống Ngữ Yên dừng lại một chút, rồi nói thêm, tôi cho các người 5 giây suy nghĩ. Bác đồng ý. Cuối cùng, Tống Thiên Long cũng đồng ý, dường như chỉ trong phút chốc, ông ta đã già đi rất người, uể oải ngồi phịch xuống ghế sofa. Ông ta thật sự không ngờ lần này đến đây, chẳng những không lấy được gì, còn rời đá đập lên chân mình. Hơn nữa còn đập nát. Không thể thương lượng được nữa. Anh cả, không thể đồng ý được, Tống Thiên Hổ không cam lòng, một khi đồng ý, chúng ta sẽ mất trắng, chẳng lẽ anh không rõ những điều khoản trên hợp đồng sao? Bốp! Đột nhiên Tống Thiên Long vung tay tát vào mặt Tống Thiên Hổ, má nó, mày không đồng ý. Được thôi, muốn chết thì chết một mình, đừng có kéo tao vào. Đồ vô liêm sỉ, lúc trước tao đã bảo mày nên chừa một chút đường lùi. Chính mày nói đã không làm thì thôi, nếu làm phải làm cho đến cùng. Giờ thì hay rồi. Tống Thiên Long trừng mắt với Tống Thiên Hổ, giống lên, con mẹ nó, mày không đáp ứng thì tao sẽ là người đầu tiên giết chết mày. Thứ ngu đần. Tống Thiên Hổ sững sờ. Hiển nhiên, ông ta không ngờ Tống Thiên Long lại đột ngột ra tay đánh người. Hai mắt ông ta trợn trừng. Tống Thiên Hổ, mày vẫn không rõ tình hình à, không đợi ông ta lên tiếng. Tống Thiên Long đã nói tiếp, giờ mày không đồng ý, cuộc đời còn lại của chúng ta xem như xong. Rõ ràng hai người là anh em, nhưng hiện tại Tống Thiên Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đã đến nước này, còn lo tài sản gì nữa? Thân phận có là gì? Tự do cùng mạng nhỏ mới là thứ quan trọng nhất. Chẳng lẽ Tống Thiên Hổ không hiểu sao? Bốp! Đột nhiên, Tống Thiên Hổ vung tay đánh vào mặt Tống Thiên Long, anh nói chuyện thì nói, đánh tôi làm gì? Cái tát này tôi trả lại cho anh đấy. Tống Thiên Hổ không phải người ngu, ông ta đã bị cái tát của anh trai đánh tỉnh. Hiện tại, bọn họ thật sự không có tư cách cò kè mặc cả. Kế đó, ông ta nhìn về phía Tống Ngữ Yên, Ngữ Yên, bác cũng đồng ý. Tống Thiên Long ăn một cái tát, tuy trong lòng có khó chịu, nhưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ xem như đã giữ được. Được. Tống Ngữ Yên thờ ơ đáp, kế đó.
cô ấy lấy điện thoại gọi cho Trịnh Bân, bảo anh ta mang một phần hợp đồng đến. Không bao lâu sau, Trịnh Bân vội vã đi vào biệt thự. Nhìn thấy thi thể Hồ Thái Huyền, anh ta có hơi sững sờ, nhưng sau đó lại vờ như không thấy, đưa hợp đồng đến trước mặt hai người Tống Thiên Long, hai vị, xin hãy ký tên vào đây. Tống Thiên Long cầm hợp đồng đọc một lượt, không khỏi thở dài. Phần hợp đồng này có nội dung y hệt như cái mà bọn họ đã mang đến, chỉ là thay đổi hai bên A và B mà thôi, ngoài ra không sửa đổi gì khác. Hai người cầm bút mà cảm thấy đắng chát. Hai vị, mau ký vào đi, Trịnh Bân cười khẩy, lên tiếng thúc giục. Giờ phút này, anh ta cảm thấy rất hả giận, lúc đến, hai người này hùng hổ biết bao nhiêu, còn mang theo một phần hợp đồng bất bình đẳng thế kia, dù là người ngoài cuộc, anh ta cũng cảm thấy bất công thay Tống Ngữ Yên. Điều khoản trong hợp đồng vô cùng hà khắc, tàn nhẫn và không hề có lối thoát. Thế nên chỉ nhìn qua một lần, Trịnh Bân lại có thể nhớ hết. Giờ thì hay rồi, tất cả đổi ngược, hai lão già này cũng có thể trải nghiệm cảm giác khi bị người khác buộc phải ký vào bản hợp đồng bất công như thế. Hai người Tống Thiên Long liếc nhìn nhau, cuối cùng ký vào, còn ấn dấu tay cùng con dấu chuyên biệt của bọn họ. Trần Đức ngồi trên ghế bành, bình thản uống từng ngụm rượu. Cứ như thứ anh uống không phải rượu mà chỉ là nước giải khát. Anh không nói một lời, chỉ lặng lặng quan sát tất cả, lòng thầm cảm khái. Tống Ngữ Yên đã thật sự trưởng thành. Nếu là trước kia, khi đối phó với hai người Tống Thiên Long, cô ấy chắc chắn sẽ không quyết tâm và hung ác đến thế. Được rồi, Trịnh Bân cẩn thận kiểm tra hợp đồng rồi nói với Tống Ngữ Yên, hợp đồng đã có hiệu lực. Được rồi, anh liên hệ phòng tài vụ. Chuyển cho mỗi người họ 500.000 tệ, sau đó tìm người giúp họ dọn dẹp một chút, rời khỏi nhà họ Tống. Tống Ngữ Yên vẫn còn nhớ ân tình xưa, không đuổi tận giết tuyệt, nếu như sử dụng 500.000 đó hợp lý, tương lai hai người họ cũng sẽ không quá khổ sở. Được. Trịnh Bân sải bước rời khỏi nhà họ Tống. Chúng ta cũng đi thôi. Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ xoay người, đờ đẫn rời khỏi biệt thự, cứ như trời sắp sập rồi, sắc mặt bọn họ quả thật rất khó coi. Đại khái chính là phấn khích mà đến, dầu dĩ mà về. Trước khi đến, hai người họ thật sự không nghĩ kết cục lại như vậy. Chuyện tiếp theo đó rất đơn giản, Tống Ngữ Yên gọi điện báo cảnh sát, chỉ có điều không phải cuộc gọi bình thường mà là một cuộc gọi đặc biệt. Chẳng mấy chốc đã có cảnh sát đến. Sau khi điều tra một phen, người cầm đầu nói với Tống Ngữ Yên, võ giả chỉ cần không giết người thường, chúng tôi sẽ không quản, lập hồ sơ thôi. Cô Tống. Cô nói rõ mọi chuyện một lần nữa đi. Tống Ngữ Yên bình tĩnh thuật lại vụ việc của Hồ Thái Huyền, sau khi cảnh sát lập hồ sơ, liền đưa thi thể ông ta đi. Chuyện diễn ra trước mắt khiến Trần Đức không khỏi kinh ngạc. Suốt mười mấy năm qua, anh lăn lộn khắp các quốc gia, vốn tưởng chuyện mình nhìn thấy đã đủ nhiều, không ngờ trên đời vẫn còn chuyện như vậy tồn tại. So ra, dường như Tống Ngữ Yên đã sớm biết. Sau khi xử lý xong mọi việc, cô ấy quay sang nhìn Trần Đức bằng ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói, chuyện hôm nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, Trần Đức cười híp mắt, việc nhỏ thôi mà, huống chị em còn là vợ của anh. Cảm ơn vì anh đã giúp tôi giải quyết rắc rối trước mắt mà thôi, thoáng chốc, Tống Ngữ Yên lại lần nữa khôi phục thái độ lạnh lùng. Cô ấy bước đến cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài, mặc dù chúng ta có hôn thú, nhưng chẳng qua chỉ là hoàn thành tâm nguyện của bố tôi mà thôi. Đồng thời, cũng để giúp tôi giải quyết một số rắc rối không cần thiết. Ừ, Trần Đức nhếch miệng, đương nhiên anh biết những điều này, tuy từ tận đáy lòng, Tống Ngữ Yên cùng cô gái kia rất giống, tính cách cũng có vài phần tương tự, nhưng chung quy vẫn là hai người. Cô gái trong trí nhớ vừa dịu dàng vừa dí dỏm đáng yêu, lại còn xinh đẹp động lòng người. Còn Tống Ngữ Yên thì sao? Cô ấy cũng xinh đẹp động lòng người, tuy nhiên... Cô ấy lại gánh vác toàn bộ nhà họ Tống cùng tập đoàn Dược Thiên Vũ, chỉ một quyết sách có thể quyết định vận mệnh của mấy ngàn người. Từ khoảnh khắc Tống Thiên Vũ nằm xuống, Tống Ngữ Yên không thể tùy hứng được nữa. Từ nay về sau, nhà họ Tống sẽ do cô ấy gánh vác, một cô gái như thế sao có thể dễ dàng kết hôn cùng người khác chứ? Kết hôn là giả, tuy nhiên, em cũng phải cẩn thận một chút, những người phụ nữ ở bên cạnh anh quá lâu thường sẽ yêu anh đấy, Trần Đức không để tâm, cười cợt nói. Anh có biết hôm nay mình đã đắc tội một gia tộc như thế nào không? Không tiếp tục dây dưa chuyện hôn nhân, Tống Ngữ Yên nói, nhà họ Hàn ở Tây Bắc chỉ cần mở miệng, nhà họ Tống cùng tập đoàn Dược Thiên Vũ sợ là nửa bước cũng khó đi. Trần Bát Hoang,
gan của anh không nhỏ, cũng đem tôi kéo đến bờ vực. Quá khen quá khen. Trần Đức vẫn ngồi trên ghế bành, cái ghế đung đưa một cái, trông anh hệt như một ông già. Từ trước đến nay, Trần Bát Hoang này làm gì cũng có lý do, tôi đắc tội bọn họ đương nhiên là có lý do của mình. Tôi biết, nếu như không đuổi bọn họ đi, nhà họ Tống sẽ thuộc về bọn họ. Tống Ngữ Yên nhíu đôi mày xinh đẹp, quả thật Trần Đức đã giúp cô giải quyết vấn đề mấu chốt, có điều, tương lai nhà họ Tống sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sao anh biết tôi sẽ không giao nhà họ Tống cho bọn họ? Giao cho bọn họ, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất, toàn bộ lãnh đạo tập đoàn chỉ có mình tôi bị thay thế, tôi và anh cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này, e là nhà họ Hàn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tống Ngữ Yên nói nửa thật nửa giả, cô ấy sẽ không giao ra nhà họ Tống, đó chính là di sản mà Tống Thiên Vũ đã gây dựng cả đời, cô ấy quyết không cho phép bất cứ thứ gì bị cướp đi trong tay mình. Nhưng hiện tại, quả thực Tống Ngữ Yên cảm thấy rất đau đầu. Lúc này nhà họ Hàn không buông tha em. Ghế bành thôi lắc lư, Trần Đức ngồi thẳng dậy, em cho rằng trước kia bọn họ sẽ buông tha cho em. Xin lỗi, em sai rồi. Em nghĩ ai là người thuê sát thủ ra tay với bố em? Giọng Trần Đức vô cùng bình tĩnh, không có chút cảm xúc. Nhớ kỹ một câu. Không có năm tháng bình yên, chỉ có người thay em gánh vác tất cả mà thôi. Một câu nói của Trần Đức. Giống như sét đánh ngang tai. Vang vọng trong tâm trí Tống Ngữ Yên. Không có năm tháng êm đềm nào cả, chẳng qua là có người thay mình gánh vác hết mà thôi. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng chứa đựng sự thật của thế giới. Sao cô ấy có thể không hiểu những lời này của Trần Đức là có ý gì? Nhà họ Hàn chưa bao giờ buông tha nhà họ Tống, nhưng chính Tống Thiên Vũ luôn là người dốc hết sức mình để chống đỡ nhà họ Tống. Cho nên cuộc sống trước đây của cô ấy mới có thể bình yên an ổn đến vậy. Trong lòng cô ấy có một sự dao động kỳ lạ, sau sự dao động kỳ lạ này, đáy lòng cô bỗng trở nên lạnh ngắt, ý anh là, hung thủ giết bố tôi chính là nhà họ Hàn. Đúng. Chiếc ghế bành lại một lần nữa lắc lư, nhưng Trần Đức vẫn thờ ơ như cũ. Tập đoàn sát thủ thì chỉ là một tập đoàn mà thôi, cũng giống như một công ty, nhận được đơn hàng mới bắt đầu làm việc. Người đã thuê tổ chức gai độc là một gia tộc cực kỳ lớn, lớn đến mức ngay cả tổ chức gai độc cũng không biết là ai. Chỉ biết thế lực của bọn họ rất lớn mạnh, ngay cả khi tìm được manh mối do tổ chức gai độc động thủ thì cũng có thể che giấu thân phận một cách hoàn hảo. Điều duy nhất tổ chức gai độc biết là người tìm bọn họ, có họ Hàn. Trần Đức không biết quá khứ của nhà họ Tống, vì vậy anh không hiểu rõ người đứng sau là ai. Mãi đến khi người nhà họ Hàn đến đây, anh mới hiểu gia tộc lớn mạnh này chính là nhà họ Hàn. Nhà họ Hàn. Khi Trần Đức nói ra những lời đó, Tống Ngữ Yên đã đoán được vài phần, nhưng khi nghe thấy sự xác nhận của người trước mặt, sắc mặt cô ấy càng tái nhợt hơn, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Mẹ cô ấy là người của nhà họ Hàn. Tại sao nhà họ Hàn vẫn muốn ra tay với bọn họ? Cô ấy không thể hiểu được. Cũng không thể hình dung ra được. Tống Ngữ Yên cảm thấy căm hận người mẹ mà bản thân cô ấy không có chút ấn tượng gì cả. Khi còn rất nhỏ, cô ấy biết sự tồn tại của nhà họ Hàn, nhưng lại chưa từng đến đó, bởi vì cô ấy nghĩ mẹ mình đã mất từ lâu, nhà họ Hàn cũng không bao giờ quan tâm đến cô ấy. Hơn nữa cũng chưa từng tiếp xúc với người của nhà họ Hàn. Trong đầu Trần Đức đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, như có thứ gì đó nổ tung, trong phút chốc, một luồng thông tin cực kỳ phức tạp, giống như lũ lớn, tựa như dã thú, tràn vào ý thức của Trần Đức. Đây là... Trần Đức mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều thay đổi, trước mặt là những cuốn sách xếp chồng lên nhau, tiện tay cầm lên một cuốn, anh liền chìm đắm vào đó. Thông tin trong những cuốn sách này vô cùng phức tạp, so với những điều sử gia đã dạy Trần Đức thực sự chỉ là hạt cát trong sa mạc. Có một số nội dung trong cuốn sách này, anh chưa bao giờ nghe nói đến, chưa bao giờ nhìn thấy. Trong đó, còn ghi rõ những y thuật kỳ môn, kiến thức phong thủy, và các phương pháp bói toán thực thụ. Hết cuốn này đến cuốn khác, Trần Đức không ngừng tiếp thu những kiến thức đó, quên cả thời gian. Có vẻ như một năm đã trôi qua, hình như lại 10 năm. Trần Đức từ từ đọc hết tất cả các cuốn sách, tổng cộng hơn 1.000 cuốn. Khi anh đọc xong cuốn cuối cùng, bỗng, một tiếng nổ vang lên, căn phòng này đang đè ép về phía anh. Thật mạnh! Trần Đức giật mình, trước mặt đã khôi phục như thường, giờ đã 7 tiếng từ khi anh về nhà và cũng là 3 giờ sáng.
Mọi thứ ban nãy chỉ như một giấc mơ, nhưng, Trần Đức dám chắc đó không phải mơ, mà là thật. Giờ phút này, trong đầu anh không những có thêm rất nhiều tri thức mà trong người còn có sức mạnh vô cùng vô tận. Luồng khí vốn không thể sử dụng trong người cũng có thể di chuyển theo suy nghĩ của anh. Không ngờ, trên đời này lại có tu hành thật, Trần Đức thầm cảm thán, trong hơn 1000 quyển sách kia có một quyển là về tu hành. Giờ anh đang ở vận khí cảnh giới thứ hai của tu hành. Chẳng trách Sửu gia thường nói y thuật kỳ môn, lại rất hiếm khi truyền cho mình. Hóa ra, y thuật ấy đều giấu trong âm dương kinh, cuối cùng Trần Đức cũng hiểu được sao Sửu gia lại không truyền y thuật kỳ môn cực kỳ lợi hại cho anh. Đơn giản là vì ông ta không biết, có biết cũng chỉ biết sơ sơ. Y thuật kỳ môn chân chính phải luyện hết âm dương kinh mới có thể hiểu được sự ảo diệu của nó, mà Sửu gia chỉ là dựa vào âm dương kinh kết hợp với y thuật của mình rồi rút ra được một số dẫn dắt và bí thuật. Nếu đã đến, sao không vào? Trần Đức hoàn hồn lại, nhìn về phía cửa, mở miệng nói, bên ngoài gió lớn lắm, đừng để bị cảm. Anh nhàn nhạt nói xong câu đó, nhưng cũng không đi mở cửa, mà bước đến trước bàn ăn, rót một ly nước ấm. Cùng lúc đó, một bóng người trùm kín mít bằng áo đen, chỉ chừa một đôi mắt bước từ ngoài cửa vào. Uống nước không? Trần Đức híp mắt, nhìn đối phương hỏi. Anh đã từng gặp người này. Cô là người phụ nữ đã ra tay giúp đỡ Tống Thiên Vũ vào đêm hôm đó. Không cần, dưới lớp áo đen truyền ra một giọng nữ khàn khàn. Trần Đức nhìn chằm chằm cô một hồi, rồi cười nói, cô Hoàng, chắc cố ý trầm giọng nói chuyện mệt lắm nhỉ. Dễ khiến họng bị thương lắm đó. Hoàng Tố Tố ngẩn người, ánh mắt lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc, sau đó, giọng nói của cô cũng bình thường trở lại, Trần Bát Hoang, cậu là người tiêu diệt gai độc hả? Đúng vậy. Trần Đức gật đầu. Đúng là một mình anh đã tiêu diệt gai độc mà không có ai giúp đỡ hết. Tại sao lại trừ lại một mình tôi? Hoàng Tố Tố hỏi. Bởi vì cô Hoàng rất xinh đẹp, Trần Đức chớp chớp mắt, cô tin cái lý do này không? Không tin. Không tin thì thôi. Trần Đức cười, anh giết ai hay không giết ai thì cũng chẳng cần phải giải thích với người khác vì anh ghét nhất là phải giải thích. Hoàng Tố Tố nói, cậu đúng là không đơn giản. Trần Đức cãi lại, tôi rất đơn giản. Người có thể một mình diệt cả gai độc thì sao mà đơn giản, Hoàng Tố Tố lập tức vặn lại. Tuy tôi đã rời khỏi gai độc, nhưng nơi đó đã dạy cho tôi tất cả bản lĩnh, có ơn với tôi. Cậu diệt họ, lại không giết tôi là một sai lầm. Hoàng Tố Tố nói xong, trong tay chợt xuất hiện một thanh đao vàng óng dài 1 mét vuông, ánh vàng lóe lên, bổ thẳng về phía Trần Đức. Cô hoàn toàn không coi Trần Đức như một người học sinh. Ra tay cực kỳ nhanh và tàn nhẫn. Trần Đức khẽ nhếch môi, ngón tay bắn ra một cái. Keng! Một tiếng vang thanh thúy vang lên, thanh đao trong tay Hoàng Tố Tố lập tức gãy đôi. Sau đó, anh trở tay nắm lấy cánh tay Hoàng Tố Tố, khẽ xoay một cái, rồi đẩy. Hoàng Tố Tố chỉ cảm thấy một sức mạnh không tài nào chống lại được truyền đến từ cánh, cơ thể mềm mại run lên, lảo đảo lùi về phía sau, rồi ngồi bệt xuống đất. Cô giáo xinh đẹp này, là một sát thủ, không đánh vào điểm yếu là một sai lầm đó, Trần Đức cười hì hì nói, không muốn giết tôi thì cần gì phải đến chứ. Hoàng Tố Tố hết sức kinh ngạc, cô biết Trần Đức rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh như vậy. Cô đã dùng hết sức mạnh, xong, đối phương vẫn có thể giải quyết mình như đang đùa với một đứa con nít, chẳng hề tốn một chút sức nào. 2. Hoàng Tố Tố muốn trả thù là giả, mà chỉ muốn xem coi Trần Đức có biết thân phận của mình hay không thôi. Cô thở dài, nói, ngày mai tôi sẽ rời khỏi thành phố Tần, sau này tôi và cậu cứ coi như người xa lạ đi. Nghề nghiệp trước đó của cô cũng chẳng hay ho gì, thân phận đã bị người ta biết được rồi thì đương nhiên không thể ở lại đây nữa. Sau khi nói xong câu ấy, cô bèn rời khỏi nhà họ Trần. Trần Dực không có giữ cô lại, muốn đi hay ở là quyền tự do của Hoàng Tố Tố, anh không có quyền gì để nhúng tay vào hết. Thấy Hoàng Tố Tố rời đi. Trần Đức cũng không buồn ngủ. Anh mặc quần áo tử tế vào, rồi chạy thẳng đến cầu Thiên Hương, tính đến quán Ba Thiên Tuyết xin vài lý rượu uống. Đó là, Liễu Như Nguyệt, cô giáo của Tử Hàm. Vừa đến cầu Thiên Hương, Trần Đức chợt thấy một người phụ nữ hình như đã uống say, lảo đảo bước đến cạnh cầu, rồi không ngờ lại nhảy xuống. Đù! Trần Đức giật mình, không ngờ Liễu Như Nguyệt lại nhảy xuống sông, nhìn quanh không có ai, bấy giờ anh mới dậm chân một cái. Cả người như có khinh công, mỗi bước chân đã bay ra 4-5 mét, 3 bước đã tới cạnh bờ sông, rồi cũng nhảy xuống.
Chẳng mấy chốc, anh lại trồi lên mặt nước, Liễu Như Nguyệt thì bị anh ôm vào trong ngực. Mạng của cô cũng lớn lắm đó. Trần Đức cạn lời, nếu tối nay không có được toàn bộ truyền thừa của Âm Dương Kinh thì anh quả thật chẳng thể vớt cô ấy lên nhanh như vậy. Tối nay, Liễu Như Nguyệt mặc một chiếc váy dạ hội ôm sát lấy dáng người đẫy đà khác xa với bộ đồ giáo viên nghiêm túc cứng ngắc của ngày xưa, lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, gương mặt xinh đẹp kết hợp với bộ quần áo kia khiến cô ấy trông hết sức quyến rũ. Đôi chân thẳng tắp thon dài như lóe sáng dưới ánh đèn đường, bên dưới là một đôi giày cao gót khiến cô ấy trông cực kỳ tao nhã. Vì mới nổi lên từ dưới sông nên mái tóc đen tuyền và cả người đều ướt đẫm, quần áo dán sát vào cơ thể, trông như một người đẹp đang ngủ. Liễu Như Nguyệt uống nhiều nước quá nên đã ngất xỉu, trước mắt phải cứu cô ấy tỉnh lại đã. Anh ôm Liễu Như Nguyệt đi đến một khách sạn, trên đường bị vô số ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào. Đù, thằng nhóc kia may vậy, nhặt được một mỹ nhân xinh thế luôn. Sao tôi lại không gặp được gái xinh như vậy chứ? Xinh ghê, không biết con gái nhà ai, lại sắp bị trà đạp rồi. Trần Đức rất thính nên đương nhiên có thể nghe thấy những tiếng bàn tán ấy. Anh bước nhanh hơn. Tìm một khách sạn gần đó đi vào, đặt cho tôi một phòng. Nhân viên phục vụ trước quầy lộ ra vẻ tôi hiểu được, nhanh nhẹn thuê cho anh một phòng, rồi nói, người anh em, có muốn chút gì khác nữa không? Khác? Anh trai, có muốn cái đó không? Nhân viên phục vụ chỉ vào một loạt đồ dùng phục vụ cho việc ấy trên giá nói, hôm nay giảm giá, anh. Cút! Anh ta chưa nói xong, Trần Đức đã cầm lấy thẻ, xoay người bước đi. Hừ! Nhân viên phục vụ nhìn bóng lưng anh, khinh bỉ nói, giả vờ cái gì chứ, ai không biết là nhặt được phụ nữ. Cả dãy phố Thiên Hương này, hai bên bờ sông đều có đủ loại quán bar, tối nào cũng có không biết bao nhiêu phụ nữ uống say nằm trên đường. Họ có khi là giả vờ say, có khi là say thật. Tóm lại, một khi nằm xuống sẽ có đàn ông đưa các cô đến khách sạn ngủ một đêm. Đêm nào nhân viên phục vụ cũng có thể gặp được người như vậy. Mà người không mua chút đồ như Trần Đức lại cực kỳ kiếm thấy. Trong phòng, Trần Đức thả Liễu Như Nguyệt xuống, cầm lấy tay cô ấy, vận chuyển khí vào người. Sau đó, Liễu Như Nguyệt lập tức ói ra. Cũng không biết cô ấy đã uống bao nhiêu rượu, ói ra toàn là mùi rượu. Khí mạnh có thể hong khô quần áo, cái này đúng là có thể thử, Trần Đức lại vận khí, dây tiếp thay, quần áo Liễu Như Nguyệt bắt đầu bốc hơi, chưa đến một phút. Bộ đồ ướt đẫm của cô ấy đã trở nên khô rang. Chẳng bao lâu sau, Liễu Như Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, thấy mép giường có bóng lưng của một người đàn ông, bất chợt hét lên đầy sợ hãi, anh là ai, đây là đâu? Cô giáo Liễu, là tôi, Trần Đức xoay người lại đáp, nơi này là khách sạn. Anh Trần, ánh mắt Liễu Như Nguyệt chợt bối rối, nắm lấy chăn che khuất cơ thể, anh làm gì tôi rồi? Vậy luôn, Trần Đức cạn lời. Cô Liễu này. Trên người cô còn mặc đồ đó, tôi có thể làm gì cô chứ? Trần Đức khựng một chút rồi nói tiếp, huống chi, ngay cả chết cô còn không sợ thì còn sợ bị người ta xâm hại mình sao? Liễu Như Nguyệt chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, câu ấy của Trần Đức khiến cô ấy nhớ lại chuyện nhảy sông. Cô ấy lập tức im lặng, nhìn chằm chằm Trần Đức. Dù gì đều muốn chết, không bằng trước khi chết nếm thử cái cảm giác sung sướng đê mê, coi như làm người tốt, để người khác cũng sướng. Anh nói đúng. Ngay cả chết tôi còn không sợ thì còn sợ cái này sao? Bỗng nhiên, cô ấy chợt ôm lấy cổ Trần Đức, đôi môi mỏng nước nhắm thẳng về phía anh. Ngừng lại! Trần Đức giơ tay đẩy cô ấy ra, cô Liễu này, cô gặp phải chuyện gì hả? Liễu Như Nguyệt trong ấn tượng của anh là một người phụ nữ khá quy củ, mỗi một lời ăn tiếng nói hằng ngày hay cách ăn mặc đều cực kỳ khéo léo. Thường thì, cô ấy sẽ không giống như hôm nay. Trần Đức rất thích làm tình cùng phụ nữ. Nhưng anh sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nếu gặp phải chuyện gì thì có thể tìm tôi hứa rồi mà, Trần Đức nói một cách hết sức nghiêm túc. Liễu Như Nguyệt ngẩn ra, quả thật là mình đã xảy ra chuyện, bố cô ấy ham cờ bạc, đi vay nặng lãi 500.000 tệ, mà chưa đến một tháng lãi đã lên tới hơn 5 triệu tệ. Khoản nợ cỡ đó, người nhà cô ấy hoàn toàn không trả nổi. Ngay hôm qua, bố thế mà lại bán cô cho những người đó. Mẹ cô ấy biết được chuyện đó, tức đến mức ngất ngay tại chỗ. Chính Liễu Như Nguyệt cũng ngơ ngác, nếu không có gì bất ngờ thì tối nay bọn người đấy sẽ đến tìm mình. Vì đủ loại nguyên nhân như thế, nên Liễu Như Nguyệt mới tức giận đến nỗi đi uống rượu, muốn tự sát. Dù cô ấy có chết,
cũng không muốn bị đàn ông chà đạp. Lúc đó, Liễu Như Nguyệt cũng từng nghĩ đi tìm Trần Đức, nhưng tìm được anh thì sao? Cô ấy là cô giáo của Tử Hàm, nên biết rất rõ người nhà học sinh mình, Trần Đức chỉ là một người bình thường mà thôi, đối mặt với dân xã hội đen thì có cách nào chứ? Vốn Liễu Như Nguyệt cũng không định kể chuyện này ra, nhưng đã đến lúc này rồi, cô ấy cũng muốn tìm một người để trút hết tâm sự. Đây chỉ là việc nhỏ, đám nhãi nhép cho vay nặng lãi ấy làm ra cái chuyện như vậy cũng không cần thiết phải tự sát. Trần Đức dịu dàng cười nói, nếu cô giáo Liễu chết rồi thì Tử Hàm nhà tôi phải tìm ai dạy đây? Cô yên tâm, tôi sẽ ra tay giải quyết những người đó. Chẳng phải cô nói là đêm nay họ sẽ đến đây sao? Lát nữa tôi sẽ theo cô về nhà một chuyến. Anh Trần, những người đó, anh không đánh lại bọn họ đâu, Liễu Như Nguyệt nói, anh đừng nên nhúng tay vào chuyện nhà tôi thì hơn. Ồ, có người mà tôi không đánh lại à? Người đó chắc chưa sinh ra đâu. Cô Liễu à, cô cứ yên tâm đi, không đánh lại, lẽ nào tôi còn không biết chạy sao? Trần Đức cười, có gì mà một đấm của anh không giải quyết được chứ? Nếu có, vậy thì hai đấm. Được rồi, chiều cô chờ tôi trước cửa trường nhé, tôi đến đón cô. Liễu Như Nguyệt thở dài, trong lòng cô ấy cũng chẳng kỳ vọng là mấy, dù là ở mặt nào thì người thường cũng hoàn toàn không thể thắng được họ. Trần Đức muốn đi, cô ấy cũng chỉ có thể đồng ý, đành chắp vá dùng vậy. Ừ, cô nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây, Trần Đức nói một tiếng rồi xoay người rời khỏi. Liễu Như Nguyệt nhìn bóng lưng anh, ánh mắt chợt mê ly, lẽ nào người đàn ông có tấm lưng cao to này thật sự không bị cô ấy quyến rũ sao? Cô ấy đã chủ động như vậy, tại sao anh vẫn thờ ơ? Liễu Như Nguyệt vẫn cho rằng mình cũng khá xinh đẹp, từ khi đi học đến khi đi làm, không biết đã có bao nhiêu người theo đuổi, muốn làm tình với cô. Không ngờ, sẽ có ngày cô ấy bị từ chối. Còn quần áo nữa, sao lại khô vậy nhỉ? Nhân viên phục vụ trước quầy thấy mới hơn 10 phút Trần Đức đã đi ra bèn vui sướng khi người gặp họa, nói, người anh em, sao lại ra nhanh thế? Tôi đã nói là nên mua chút đồ kèm theo mà, dù không mua nổi Viagra thì cũng mua mấy cái Durex dùng, có khi còn lâu hơn so với giờ đó. Anh ta nháy mắt một cái rồi nói tiếp, tôi còn có một đống Indian God Lotion, nếu bôi lên thì giờ anh quay lại còn có thể làm thêm hiệp nữa, muốn không nào? Cút! Trần Đức bước nhanh rời khỏi khách sạn, đi thẳng đến quán Ba Thiên Tuyết. Tối nay, Hạ Thiên Tuyết có việc bận không ở quán, nên anh tìm một góc, gọi mấy ly rượu ngon, chậm rãi nhâm nhi. Cùng lúc đó, cũng tiêu hóa tri thức do âm dương kinh mang đến. Đêm nay, Trần Đức đã gặt hái được rất nhiều, khí chất cả người cũng có chút thay đổi, mơ hồ xuất hiện một nét siêu phàm thoát tục, thu hút người khác. Anh ngồi ở đó cả đêm đã có 7, 8 cô gái bước đến, mời anh nhảy cùng mình. Mãi đến 6 giờ sáng, Trần Đức mới rời khỏi quán bar, rồi lái xe đến tập đoàn Dược Thiên Vũ. Hôm nay là ngày Tống Ngữ Yên chính thức tiếp nhận công ty, thế nên đã mở cuộc họp cổ đông để phân công nhân sự mới. Triều vua nào thì đời thần nấy, đây là điều không chỉ áp dụng cho triều đình thời xưa, mà dù là hôm nay, câu nói đó cũng có thể áp dụng cho công ty do Tống Thiên Vũ để lại. Vì vậy, cần phải đuổi cổ một số lão già ngoan cố. Cuộc họp lần này diễn ra từ sáng tới chiều, trong cả quá trình Tống Ngữ Yên đã thay rất nhiều nhân sự cũng như một số quy định mới. Cô ấy quả thật là một thiên tài làm ăn, mới ngày đầu lên chức đã đe dọa, dụ dỗ, khiến một đám cổ đông ngoan ngoãn nghe lời. Còn Trần Đức thì ngủ gật bên cạnh cả ngày, quả thật như là một hình ảnh đối lập khiến nhiều cổ đông hâm mộ không thôi. Cuộc họp cổ đông hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Nếu mọi người không muốn bước lên vết xe đổ của Tống Thiên Long và Tống Thiên Hổ thì sau này cần phải làm theo lời nói của cô chủ, Diệp Khánh Ngôn tổng kết, sau đó đi theo Tống Ngữ Yên rời khỏi phòng họp. Thật là đáng tiếc, một khuôn mặt xinh đẹp như vậy lại có một vết sẹo, Trần Đức nhìn khuôn mặt kia của Diệp Khánh Ngôn, lắc đầu cảm thán. Diệp Khánh Ngôn trừng Trần Đức một cái, ai không biết vết sẹo trên mặt cô ấy là một nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng mình. Vậy mà Trần Đức lại nói toạc ra. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Trần Đức đã chết cả trăm ngàn lần rồi. Là mặt của tôi, chứ không phải mặt anh. Mặt của tôi làm sao thì mắc mớ gì tới anh. Ơ hay, cái cô này. Trần Đức bó tay, người phụ nữ này vẫn cứng đầu cứng cổ như lúc mới quen, cô có muốn trị mặt của mình không? Chị. Diệp Khánh Ngôn cười lạnh, lẽ nào anh trị được à? Đương nhiên, đừng nói vết sẹo đó của cô, dù có nhiều hơn, tôi cũng có thể trị khỏi. Trần Đức cười hì hì nói.
Ba hoa bốc phét gì vậy? Diệp Khánh Ngôn trợn trắng mắt, vì giúp cô ấy trị vết thương trên mặt, Tống Ngữ Yên đã mất một số tiền lớn để mời chuyên gia về, nhưng vậy cũng chỉ khiến vết sẹo ấy nhạt đi chút thôi. Mười mấy chuyên gia cùng hội chẩn, cuối cùng chỉ có một kết luận, đó là không thể trị khỏi được. Thế mà Trần Đức lại khoác lác là có thể trị được, nên sao cô ấy tin cho được? Hay là chúng ta cá với nhau đi, nếu tôi có thể giúp cô trị hết sẹo thì cô làm với tôi một lần, ok không? Trần Đức y như một tên côn đồ, cả lơ phất phơ nói. Vốn đang chuẩn bị rời khỏi phòng họp thì cả đám cổ đông đều chợt khựng lại, giật giật khóe miệng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Khánh Ngôn. Đám cổ đông dừng lại nhìn Diệp Khánh Ngôn cũng không phải là vì đợi cô ấy trả lời, mà chờ cô ấy xử tên nhóc không biết trời cao đất rộng kia. Diệp Khánh Ngôn là ai? Trước kia, cô ấy chính là thư ký kiêm vệ sĩ của Tống Thiên Vũ, nên rất giỏi võ. Giờ lại trở thành một trong những cổ đông của tập đoàn Dược Thiên Vũ. Thế mà một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lại dám nói chuyện với cô ấy như vậy, thế không phải muốn bị đánh thì là gì? Lâu rồi đám cổ đông chưa thấy Diệp Khánh Ngôn ra tay nên đều có chút phấn khích và chờ mong. Được thôi, chỉ cần anh có thể trị được thì tôi sẽ đồng ý, ai ngờ Diệp Khánh Ngôn lại chợt nở nụ cười, khẽ nói, có điều. Nếu không trị hết được, vậy tôi sẽ cắt cái cổ quý của anh đó. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đũng quần của Trần Đức, giơ tay làm động tác cắt, sau đó vội vàng rời khỏi, đuổi theo Tống Ngữ Yên để báo cáo công tác. Đám cổ đông trợn mắt há hốc mồm, vụ gì đây? Điều này hoàn toàn không phải là phong cách của Diệp Khánh Ngôn. Nhớ khi cô nhóc kia vừa đến, có một cổ đông bước tới chọc ghẹo mấy câu đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, sao hôm nay lại không ra tay? Bọn họ không biết là Diệp Khánh Ngôn cũng rất muốn ra tay, nhưng quan trọng là cô ấy không đánh lại. Trần Đức quá mạnh, cô ấy không phải là đối thủ của anh. Vốn Trần Đức chỉ đùa một chút, ai ngờ Diệp Khánh Ngôn lại đồng ý thật. Anh nhướng mày nói, được thôi, người đẹp Diệp, tôi chờ cô thực hiện lời hứa đó. Cuộc họp vừa kết thúc, Tống Ngữ Yên đã đi đến văn phòng của mình, phòng này là phòng của Tống Thiên Vũ, cô ấy cũng không có thay đổi mọi thiết bị, cách trang trí bên trong, tràn ngập một phong cách cổ kính của Hoa Hạ. Đêm nay, tôi sẽ làm việc ở đây, nếu anh có việc thì có thể đi trước. Tống Ngữ Yên liếc nhìn bàn làm việc và chiếc ghế trị giá mấy chục ngàn tệ trước mặt, rồi ngồi xuống, nhắm mắt, cảm nhận hơi thở còn lưu lại của bố, nghĩ tới từng kỷ niệm của ngày xưa. Trần Đức không nói gì, lặng lẽ rời khỏi văn phòng, rồi đi ra khỏi tập đoàn Dược Thiên Vũ, lái xe đến một nghĩa trang. Nơi này, chôn cất từng đời nhà họ Tống, mộ của Tống Thiên Vũ cũng được đặt ở đây. Tống Thiên Vũ, ông chết vì ngoài ý muốn, mà tôi lại không thể cứu ông, thật sự xin lỗi ông rất nhiều. Trần Đức đứng trước mộ, ánh mắt lập lòe, hôm đó, mọi cơ quan nội tạng trong người Tống Thiên Vũ đều dập nát, đầu cũng vì tông xe mà bị thương nghiêm trọng, kề bên cái chết. Lúc đó, tuy anh có tài chữa bệnh không gì sánh kịp, cũng không thể làm được gì. Nhưng nếu là bây giờ thì Tống Thiên Vũ sẽ không chết. Có được truyền thừa thực sự của âm dương kinh, hiện tại Trần Đức đã mạnh hơn nửa tháng trước rất nhiều. Nói một cách đơn giản, những gì anh biết cách đây nửa tháng chưa bằng một phần triệu so với bây giờ. Những gì Sửu gia truyền thụ chỉ là một ít kiến thức sơ sài trong âm dương kinh, còn anh đã thông qua hơn 1000 cuốn sách đó thực sự có được một loại truyền thừa cổ xưa. Có lẽ đây là định mệnh. Trần Đức bấm ngón tay, một luồng khí trắng theo bia mộ tiến vào bên trong, tặng ông một chút linh lực, bảo vệ bia mộ của ông trường tồn mãi mãi. Đây là tất cả những gì Trần Đức có thể làm. Trời sắp tối, anh đã hứa với Liễu Như Nguyệt sẽ giúp cô ấy giải quyết việc gia đình nên đi đến cổng trường đợi cô ấy. Rất nhanh, Liễu Như Nguyệt xuất hiện trước mặt Trần Đức, cô ấy lái một chiếc xe QQ, ăn mặc nghiêm chỉnh rất ra dáng một giáo viên, anh Trần, nhanh lên xe đi. Trần Đức thấy Liễu Như Nguyệt có vẻ rất lo lắng, sắc mặt không tốt lắm, anh bước lên xe hỏi, cô Liễu, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Vâng, mẹ tôi hôn mê, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt ngày càng xấu, huyết áp cũng tăng cao. Tôi phải nhanh chóng quay lại đưa bà ấy đến bệnh viện ngay, Liễu Như Nguyệt lo lắng nói. Cô đừng lo, có tôi ở đây, mẹ cô sẽ không sao đâu, Trần Đức trấn an đối phương. Liễu Như Nguyệt im lặng không nói. Trong lòng cô ấy không muốn Trần Đức dính vào mớ hỗn độn này. Những kẻ cho vay nặng lãi và cho vay trực tuyến không phải là đám người dễ đối phó. Trần Đức chẳng qua chỉ là phụ huynh của một đứa trẻ, anh bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, sao có thể đấu với đám người đó.
Cô ấy hối hận vì đã đồng ý đưa Trần Đức đi cùng, trong lòng thầm quyết định nếu có chuyện gì xảy ra, nhất định phải bảo Trần Đức đi trước. Nhà của Liễu Như Nguyệt ở rìa phía nam của thành phố Tần, là một tiểu khu bình thường, khoảng cách đến trường chỉ mất nửa giờ lái xe, rất nhanh cô ấy đã có mặt tại nhà của mình. Trên đường đi, Trần Đức biết được rằng, bố của Liễu Như Nguyệt là Liễu Thế Hải còn mẹ cô là La Ngọc Xuân. Ban đầu, gia đình cô ấy thành lập một công ty Internet nhỏ, lợi nhuận mỗi năm thu về hàng triệu tệ, trải qua cuộc sống tiểu tư sản. Chỉ là Liễu Thế Hải đột nhiên nghiện cờ bạc, trong vòng 3 tháng đã tiêu hết sạch tài sản của gia đình, còn vay nợ trên mạng 500 ngàn và các khoản vay nặng lãi khác, giờ lãi ngày càng chồng chất, khoản nợ ngày một tăng lên, gia đình cô ấy không tài nào gánh nổi. Vừa bước vào cửa, Trần Đức liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, cả căn nhà đều bốc khói, ngồi bên cạnh người đàn ông là một phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt. Bố! Người đàn ông đó không ai khác chính là Liễu Thế Hải, khi Liễu Như Nguyệt nhìn thấy ông ta và người phụ nữ bên cạnh, cô ấy kinh ngạc hỏi, người phụ nữ này là ai? À, Như Nguyệt, về rồi sao? Liễu Thế Hải thản nhiên hút một điếu thuốc, liếc nhìn Liễu Như Nguyệt và Trần Đức. Bố không quan tâm người đàn ông con đưa về là ai thì con quan tâm đến người phụ nữ bố đưa về làm gì. Đây là phụ huynh của một học sinh trong trường con, đến đây để giúp con giải quyết những chuyện khó khăn trước mắt. Liễu Như Nguyệt hỏi lại, cô ta là ai? Giải quyết chuyện khó khăn, chỉ với một thằng nhóc như này. Liễu Thế Hải cười khẩy, sau đó kéo người phụ nữ đứng dậy, bố vừa gọi bác sĩ đến khám thử cho mẹ con rồi, bác sĩ nói mẹ con huyết áp cao, sống không được bao lâu nữa. Đây là bạn gái mới của bố, tên là Thân Tú Thanh, mẹ tương lai của con, có thể con nhất thời không chấp nhận được, tạm thời có thể gọi dì. Như Nguyệt à, dì nghe bố con có nhắc đến con, quả nhiên là xinh đẹp mỹ miều. Thân Tú Thanh nhìn Liễu Như Nguyệt từ trên xuống dưới, giống như đang tán thưởng một món hàng, chẳng trách có thể bán được giá tốt. Nói đến đó, cô ta còn đưa tay chạm vào cánh tay Liễu Như Nguyệt. Cô tránh ra. Sắc mặt Liễu Như Nguyệt cực kỳ khó chịu. Cô ấy đẩy Thân Tú Thanh ra, tâm trạng kích động nói, Liễu Thế Hải, ông đúng là đồ khốn nạn, mẹ tôi còn chưa chết mà ông đã tìm một ả đàn bà khác rồi, gian phu dâm phụ các người chắc chắn là đã ở bên nhau từ lâu rồi đúng không? Liễu Như Nguyệt, mày ăn nói kiểu gì đấy, khuôn mặt Liễu Thế Hải đanh lại, dữ tợn nói, tên của tao mà mày cũng dám gọi. Tao và cô ấy đã sớm ở bên nhau thì sao? Đến lượt một đứa danh con như mày lên tiếng à? Thế Hải, đừng nóng giận. Chúng ta là gian phu dâm phụ cũng không thành vấn đề, sau này không phải nó cũng là một thân bị ngàn người cưỡi sao? Thân Tú Thanh nhìn Liễu Như Nguyệt, chẳng trách anh Thâm nói chỉ cần anh giao nó ra, không những không cần trả tiền mà còn cho anh thêm 300 ngàn, vóc dáng tuyệt vời như vậy, sau này nhất định sẽ là cái tên đứng đầu của câu lạc bộ. Liễu Thế Hải, Thân Tú Thanh, hai người nhất định sẽ chết thảm, nhất định sẽ chết thảm, lần đầu tiên trong đời Liễu Như Nguyệt trải qua loại chuyện như vậy. Mẹ thì đổ bệnh. Cô ấy thì bị bán. Bố cô ấy không những không cảm thấy có lỗi mà còn đưa một người phụ nữ lạ về nhà. Suy nghĩ của cô ấy vô cùng hỗn loạn, trong lúc rối bời, cô ấy cầm lấy một con dao gọt hoa quả trên bàn cà phê, đâm về phía Thân Tú Thanh. Đồ khốn nạn. Dù gì Liễu Như Nguyệt cũng là phụ nữ, cô ấy còn chưa đến trước mặt Thân Tú Thanh thì Liễu Thế Hải đã túm lấy con dao gọt hoa quả và ném nó sang một bên, chửi rủa. Ông đây nuôi mày lớn đến ngần này. Mày báo hiếu ông đây như vậy hả? Nếu không dạy cho mày một bài học thì tao không phải họ Liễu. Liễu Thế Hải vô cùng tức giận, vung tay ra tát vào mặt Liễu Như Nguyệt. Đánh đi. Dù sao cũng bị bố ruột bán đi rồi, đánh có là gì? Tốt nhất là có thể một tát đánh chết cô ấy, để cô ấy được giải thoát hoàn toàn. Liễu Như Nguyệt cắn chặt răng, hai hàng lệ chảy dài, cô ấy không né tránh, kiên cường chờ đợi cái tát kia giáng xuống. Khuôn mặt của Thân Tú Thanh lóe lên một vẻ đắc ý. Hừ, danh con, đấu với tôi. Xem bố cô có đánh chết cô không. Ngay khi tay của Liễu Thế Hải sắp chạm vào mặt Liễu Như Nguyệt, đột nhiên một bàn tay khác xuất hiện, kẹp chặt lấy tay của ông ta. Ngay lập tức, Liễu Thế Hải giật mình, nghiêng đầu nhìn Trần Đức đang đứng bên cạnh Liễu Như Nguyệt. Này nhóc, đây là chuyện của gia đình bọn tao, tốt nhất là mày đừng xen vào. Trần Đức không đáp. Dùng hành động trả lời Liễu Thế Hải. Lòng bàn tay, dần dần dùng lực. Đột nhiên, một sức mạnh cực lớn ập đến, Liễu Thế Hải chỉ cảm thấy cánh tay như bị kìm sắt kẹp chặt, cơn đau dữ dội khiến ông ta nhịn không được hét lên một tiếng.
Sau đó, Trần Đức chỉ hất một cái đã có thể dễ dàng đẩy ngã ông ta. Mày là ai? Liễu Thế Hải nắm chặt cổ tay, bộ dạng hung dữ nhìn Trần Đức, cho dù anh đã buông tay ông ta ra nhưng cổ tay ông ta vẫn rất đau. Tôi là ai ông không cần biết, ông chỉ cần biết có tôi ở đây thì không đến lượt ông ra vẻ, ánh mắt Trần Đức rất bình tĩnh, như thể anh vừa làm một chuyện quá mức bình thường. Liễu Như Nguyệt nhìn Trần Đức đầy cảm kích, nói, tôi đã nói rồi, anh ấy là phụ huynh của học sinh tôi. Hừ, ai mà tin được, Thân Tú Thanh đỡ Liễu Thế Hải đứng dậy, nói mấy lời kỳ quặc, tôi thấy tên này là người tình nhỏ của cô đúng không? Tằng Tịu với phụ huynh của học sinh, Liễu Như Nguyệt, cô được phết nhỉ, có điều mắt nhìn của cô chả ra làm sao cả, nhiều phụ huynh có tiền lại không tìm, đi tìm một tên nghèo. Bốp, cô ta còn chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị tát vào mặt, cái tát đó khiến cô ta ngồi sụp xuống ghế sofa, nửa khuôn mặt đỏ bừng, giấu năm ngón tay sáng rực đến chói mắt. Liễu Thế Hải nhất thời ngẩn người. Liễu Như Nguyệt trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh trai của Tử Hàm, dữ dội đến vậy sao? Một lời không hợp liền đánh người. Hình như, có vẻ rất là hả giận. Thân Tú Thanh che mặt, ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm Trần Đức, anh. Anh dám đánh tôi? Đánh cô có vấn đề gì sao? Trần Đức tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Thân Tú Thanh, đánh cô một tát thì hả giận một chút. Đánh cô liên tục thì có thể cực kỳ hả giận. Bốp! Nói đến đó, Trần Đức lại giơ tay lên, tát cô ta thêm một tát, tiếp đó đổi tay lại là một tát khác. Vài cái tát liên tiếp giáng xuống, tát sau mạnh hơn tát trước. Chẳng mấy chốc, cả khuôn mặt của Thân Tú Thanh đã sưng lên như đầu heo. Sững sờ! Thân Tú Thanh bị đánh đến nỗi sững sờ. Mày dừng lại, Liễu Thế Hải giận dữ hét lên. Cầm lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn cà phê, đập về phía Trần Đức. Trần Đức không thèm quay đầu lại, một cước đá văng. Dầm! Liễu Thế Hải trực tiếp bay ra xa đập vào tường, đau đến mức không đứng dậy được, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh, Liễu Như Nguyệt ngây người. Cô ấy không ngờ Trần Đức lại bá đạo như vậy. Từ nhỏ đến giờ, cô ấy chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào bá đạo đến thế. Mặc dù người bị đánh chính là bố mình. Nhưng trong lòng cô ấy lại không hề có chút nào thương xót. Loại người này nên bị đánh. Tôi nói rồi, có tôi ở đây, hai người không có tư cách ra vẻ đâu. Trần Đức đánh sướng tay rồi, chút được cơn giận trong lòng, lúc này mới dừng lại, đi đến bên cạnh Liễu Như Nguyệt. Cô Liễu, nhanh đưa tôi đi gặp mẹ cô. Vâng, vâng. Liễu Như Nguyệt sực tỉnh lại sau cú sốc, vội vàng đưa Trần Đức vào một căn phòng. Trong phòng, trên một chiếc giường rộng rãi. Mẹ của Liễu Như Nguyệt đang nằm trên đó, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, răng nghiến chặt lại. Nếu không phải thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tim nhấp nhô thì bà ấy trông chẳng khác gì người chết. Dì ấy bị cao huyết áp. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Trần Đức cũng có thể đoán được tình trạng của La Ngọc Xuân. Đây rõ ràng là do huyết áp quá cao dồn lên não, y học hay gọi là xuất huyết não. Tình trạng của La Ngọc Xuân đã rất nghiêm trọng. Cho dù bây giờ có đưa đến bệnh viện thì cũng không chắc có thể cứu được. Vừa nhìn thấy La Ngọc Xuân, nước mắt Liễu Như Nguyệt liền tuôn trào, ai có thể ngờ một gia đình êm đềm tốt đẹp lại trở nên như thế này vì một con bạc. Đủ loại cảm xúc uất ức dồn dập ập đến khiến Liễu Như Nguyệt ngồi xổm trong góc, khóc nức nở. Cô Liễu, đừng lo lắng, bệnh của mẹ cô không phải hết phương cứu chữa. Trần Đức đi đến bên giường ngồi xuống, lấy ra một vài cây kim bạc. Đâm vào mấy huyệt vị quan trọng trên đầu La Ngọc Xuân. Đồng thời khí trong cơ thể anh cũng theo kim bạc đi vào, làm loãng máu trong đầu bà ấy. Trong vòng chưa đầy 3 phút, huyết áp của La Ngọc Xuân đã hạ xuống một cách hoàn hảo, sắc mặt của bà ấy trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Khi Trần Đức tháo chiếc kim bạc cuối cùng ra, La Ngọc Xuân cũng từ từ mở mắt. Mẹ! Liễu Như Nguyệt phấn khích chạy đến bên giường, ôm lấy La Ngọc Xuân, mẹ! Cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi, hu hu. Con gái, không sao rồi, La Ngọc Xuân vừa tỉnh dậy, sức khỏe không được tốt lắm, thì thào nói, mẹ không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mặc dù trong thời gian này La Ngọc Xuân luôn hôn mê bất tỉnh, nhưng bà ấy vẫn có thể nghe thấy tất cả những chuyện đã xảy ra ở nhà. Biết Liễu Như Nguyệt phải chịu nhiều uất ức như vậy, trong lòng bà ấy cũng cảm thấy đau buồn không kém. Thần y. Cảm ơn cậu, La Ngọc Xuân nhìn Trần Đức, bà ấy biết người thanh niên trước mặt đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, lòng biết ơn khó diễn tả bằng lời,
bởi vì sức khỏe quá yếu không đứng dậy nổi, nếu không bà ấy đã quỳ xuống từ lâu rồi. Ơn cứu mạng lớn bằng trời. Chào dì, cháu tên là Trần Bát Hoang, dì đừng gọi cháu là thần y. Trần Đức mỉm cười với La Ngọc Xuân rồi tự giới thiệu, cháu là phụ huynh của học sinh của cô Liễu, giúp dì chỉ là chuyện nhỏ thôi ạ. Chuyện nhỏ, sao có thể là chuyện nhỏ được chứ? La Ngọc Xuân hiểu rõ tình trạng của mình, nếu không phải Trần Đức, e là không ai có thể cứu được bà ấy. Người như vậy không phải thần y thì là gì? Làm sao có thể, không thể nào. Ngoài cửa, sắc mặt của Liễu Thế Hải cực kỳ khó coi, Trần Đức thật sự đã cứu được La Ngọc Xuân. Ông ta thực sự không dám tin vào mắt mình. Chuyện này có nhanh quá không? Mới đó, còn chưa đầy 5 phút. Cho dù là bệnh cảm lạnh cũng không thể chữa khỏi nhanh như vậy được. Hơn nữa, ông ta đã mời bác sĩ đến khám trước rồi, vị bác sĩ đó lắc đầu bảo không cứu được. Chính vì như vậy nên ông ta mới dám trắng trợn đưa thân Tú Thanh về nhà. Dù sao thì sau khi La Ngọc Xuân chết, ngôi nhà này, ông ta chính là người thừa kế đầu tiên, ít nhất cũng có thể bán được 1 triệu tệ. Bây giờ La Ngọc Xuân đã tỉnh lại, biết được chuyện giữa ông ta và thân Tú Thanh, theo như thỏa thuận đã ký trước đây thì ông ta chắc chắn sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Liễu Thế Hải không cam lòng, nếu như ông ta trắng tay rời đi thì ông ta sẽ hoàn toàn không còn gì cả. Không, ông ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Ông ta lén lút đi đến một góc, lấy điện thoại di động ra gọi, anh Thâm, xin chào, tôi là Liễu Thế Hải, đúng, anh mau tới đây, con gái tôi đã chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi anh đến đón nó đi thôi, vâng, tôi biết rồi, tôi ở nhà đợi anh. Sau khi cúp điện thoại chưa đến 3 phút, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa hỗn loạn. Anh Thâm, anh đến rồi. Liễu Thế Hải dường như nhìn thấy hy vọng, vừa lăn vừa bò ra mở cửa. Nếu như là trước đây khi nhìn thấy anh Thâm, chỉ có sự sợ hãi, không có hy vọng gì, nhưng bây giờ, ông ta chỉ hy vọng nhanh chóng đạt được thỏa thuận với anh Thâm, hốt tiền rồi bỏ chạy. Cái gì mà con gái, bà xã, tất cả đều không quan trọng bằng tiền. Ngoài cửa, 3 người đang đứng. Kẻ cầm đầu mặc áo phông, đeo kính râm, đầu trọc và cao khoảng 1m5. Hắn ta chính là anh Thâm trong lời Liễu Thế Hải, bởi vì quá thấp. Liễu Thế Hải hoàn toàn không dám duỗi thẳng thắt lưng trước mặt hắn ta, chỉ có thể cong eo, sợ sợ sệt sệt. Ôi, anh Thâm, cuối cùng anh cũng đến rồi, thân Tú Thanh dường như sớm đã nhận ra anh Thâm, trực tiếp lao về phía hắn ta. Anh Thâm cũng nhìn thấy người phụ nữ giống như đầu heo kia, vô thức đẩy ra, cô con mẹ nó là ai? Dám động vào ông đây? Là tôi, anh Thâm, Tú Thanh, thân Tú Thanh che mặt, hu hu. Mẹ kiếp! Sao cô lại biến thành bộ dạng này? Anh Thâm và thân Tú Thanh có quen biết nhau thật, thân Tú Thanh cùng hắn ta gài bẫy mới lừa được Liễu Thế Hải tình nguyện đi đánh bạc, từ đó tán ra bại sản. Đương nhiên, 2 người này dĩ nhiên sẽ không nói sự thật, Liễu Thế Hải chỉ nghĩ rằng anh Thâm và thân Tú Thanh là quan hệ bạn bè. Cũng chính vì vậy, ông ta mới nguyện ý từ bỏ La Ngọc Xuân và ở bên thân Tú Thanh. Ở bên cô ta tương đương với việc có một hậu trường vững chắc như anh Thâm. Phải biết rằng, anh Thâm phụ trách 3 sòng bạc gần đó, nếu sau này ông ta đến sòng bạc, có ai mà không nể mặt ông ta cơ chứ? Khuôn mặt của thân Tú Thanh như đầu heo, anh Thâm đã không nhận ra ngay lập tức. Anh Thâm, hu hu, anh phải làm chủ cho tôi, chúng tôi. Chúng tôi bị người ta đánh, thân Tú Thanh khóc lóc ỉ ôi nói. Mẹ nó, ai mà to gan như vậy, dám động vào người của ông đây, anh Thâm cau mày, hắn ta tiến đến ghế sofa ngồi xuống. 2 tên đàn em đứng sau lưng, Liễu Thế Hải cung kính đứng bên rót trà. Con gái ông và người bắt nạt Tú Thanh đâu, anh Thâm khó chịu nói, đưa chúng nó đến đây. Vâng, vâng, tôi đi ngay. Liễu Thế Hải rót trà xong, đi về phía căn phòng La Ngọc Xuân 3 người đang ở với vẻ mặt u ám. Trong phòng, 3 người đương nhiên nghe thấy động tĩnh bên ngoài, sắc mặt La Ngọc Xuân rất khó coi, lúc còn trẻ không hiểu sao bà ta lại gả cho một người đàn ông như vậy. Trong lòng cảm thấy thật hối hận. Bà ta yếu ớt nói, con gái, bác sĩ Trần, 2 người mau đi đi, có thể chạy thì chạy đi, ở đây giao cho tôi, một bệnh nhân như tôi, họ không dám làm gì đâu. Không, mẹ, con sẽ không rời bỏ mẹ đâu, Liễu Như Nguyệt lắc đầu, lúc này cô bỏ mẹ thì khác gì một con cầm thú chứ. Anh Trần, chuyện ở đây không liên quan đến anh, chuyện hôm nay, cảm ơn anh, tôi sẽ giúp anh kéo dài thời gian, anh chạy đi.
Liễu Như Nguyệt đã từng nhìn thấy thủ đoạn của anh Thâm, đừng nhìn hắn ta thấp bé nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Lúc đầu khi đánh Liễu Thế Hải, hắn ta đã dùng thắt lưng của mình đánh ông ta, bây giờ trên người của Liễu Thế Hải vẫn còn sẹo. Có thể cứu được La Ngọc Xuân, Liễu Như Nguyệt đã rất biết ơn Trần Đức rồi, chuyện này không liên quan đến Trần Đức, cô thật sự không muốn liên quan đến anh. Yên tâm đi cô giáo Liễu, tôi có nói sẽ giúp hai người giải quyết rắc rối, Trần Đức thản nhiên nói, mấy người đó không đủ tư cách lộng hành như vậy. Ồ, vậy sao, lúc này, bên ngoài cửa, giọng nói của Liễu Thế Hải đột nhiên vang lên, ông ta chế nhạo, thằng nhóc, mày đúng là có chí khí, ha ha, anh Thâm muốn gặp mày, mày còn không cút ra đây. Còn có mày, Liễu Như Nguyệt, đồ ăn cây táo rào cây sung. Cô giáo Liễu, đừng sợ, chúng ta ra ngoài xem, dì à, dì cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, Trần Đức nở một nụ cười tự tin, anh lập tức bước ra khỏi cửa. Nụ cười đó rơi vào trong mắt Liễu Như Nguyệt, không hiểu sao cô lại có cảm giác vô cùng an toàn, trái tim đang hoảng loạn cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cô lặng lẽ đi theo Trần Đức ra ngoài. Bên ngoài cửa, anh Thâm bưng một tách trà, nghe thấy tiếng bước chân, hắn ta cũng không ngẩng đầu nhìn lên, tự mình nếm thử trà do Liễu Thế Hải rót. Anh Thâm, bọn họ đến rồi. Liễu Thế Hải đến bên cạnh anh Thâm, thận trọng nói. Nếu đã đến rồi, còn không quỳ. Anh Thâm từ từ nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, vừa nói vừa nhìn người trước mặt. Lời vừa dứt, tách trà trong tay đột nhiên rung lên và rơi xuống đất kèm theo một tiếng bịch. Đôi mắt đó nhìn thẳng vào Trần Đức. Khóe miệng hắn ta bất giác giật giật. Bà mẹ nó! Sao lại gặp phải vị gia này rồi? Hắn ta có chút không dám tin. Sao lại trùng hợp như vậy? Chỉ hơn nửa tháng trước, tại Thiên Hương Kiều, trong Lục Hoán Kim, hắn ta từng gặp qua Trần Đức. Ngày đó, hầu hết các thủ lĩnh của thành phố Tần đều đến, đích thân hắn ta đến đó để bảo vệ cho phỉ tứ, phần lớn số đó đều là các doanh nhân lớn. Cũng ngày đó, lão đại của hắn, phỉ tứ gia, đã cúi gập người 90 độ trước chàng trai trẻ này và gọi anh ta là đại ca. Mà đám đàn em như hắn ta, càng phải gọi là đại ca lớn. Bắt đầu từ tối hôm đó, hắn ta đã khắc sâu hình bóng người thanh niên đó trong tâm trí, thề rằng dù thế nào đi nữa, sau này sẽ không thể đắc tội với anh. Gặp được anh, nhất định phải nịnh nọt làm anh vui lòng. Ai mà ngờ được, mới nửa tháng thôi, hắn ta lại gặp được anh nơi đây. Anh Thâm sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Trần Đức với dáng vẻ thất thần. Anh Thâm, Liễu Thế Hải cảm thấy không thể giải thích được, không biết ông chủ này bị làm sao, thận trọng nói, anh không sao chứ. Anh Thâm không những choáng váng mà trên trán mồ hôi lạnh còn chảy ròng ròng. Giống như đang ngồi trên thảm đầy kim. Vị đại ca lớn trước mắt, hắn ta nào có tư cách để ngồi chứ? Ngay lập tức, hắn ta vội vàng đứng dậy, đang định nói gì đó thì thân Tú Thanh đã đổ thêm dầu vào lửa nói, anh Thâm, chính là hắn ta đã đánh tôi, nhanh giúp tôi báo thù, giết chết thằng chó này đi. Trần Đức đứng đó với ánh mắt kỳ quái, anh cũng nhận ra anh Thâm, cái người gọi là anh Thâm này, không phải chỉ là một tên tiểu đệ đứng sau phỉ tứ ngày đó hay sao? Thậm chí còn không có tư cách để nói chuyện với anh. Không ngờ ở đây lại được người ta gọi một tiếng anh. Anh có chút buồn cười. Về phần Liễu Như Nguyệt, cô ấy càng căng thẳng hơn, nắm tay đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tạp chủng, đây là anh Thâm của bọn tao, sao nào, sợ rồi chứ gì, thân Tú Thanh thấy Trần Đức không nói gì, vẻ mặt kỳ quái, còn cho rằng anh đang sợ hãi. Cô ta đắc ý nói, lông còn chưa mọc đủ mà dám đi quản chuyện nhà người khác. Con mẹ nó đúng là thứ không biết điều. Anh Thâm, Liễu Thế Hải cũng nói, thằng danh này ngăn cản con gái tôi bán cho anh, liên quan mẹ gì đến nó chứ, anh Thâm, nhanh giết chết thằng chó này đi. Tiểu tạp chủng, thằng chó chết, bà mẹ nó, này thì tạp chủng này. Đột nhiên, anh Thâm giơ chân đá vào bụng thân Tú Thanh, tiếp đó, hắn ta nhặt cái gạt tàn thuốc trên bàn trà đập vào đầu Liễu Thế Hải và gầm lên. Đồ chết tiệt, muốn chết phải không, ông đây đưa chúng mày đi một đoạn. Liễu Thế Hải, thân Tú Thanh hai người sững sờ. Cái quái gì thế? Đánh nhầm người rồi à? Tại sao đột nhiên tấn công hai người bọn họ? Anh Thâm, thân Tú Thanh đáng thương nhìn về phía anh Thâm. Anh Thâm, anh đánh chúng tôi làm gì? Liễu Thế Hải vẻ mặt đau đớn, đầu chảy máu nhuộm ướt tóc, màu đỏ tươi chói mắt. Hai tên đàn em của anh Thâm và Liễu Như Nguyệt cũng có chút bất ngờ và ngạc nhiên. Đây là đang phát điên, tự đánh người của mình à?
chỉ có trong lòng anh thâm sáng như gương, nhìn thì có vẻ bình lặng nhưng thực chất hiện tại hắn ta cực kỳ sợ hãi. Vị trước mặt này là đại ca lớn của hắn ta đấy. Thân Tú Thanh và Liễu Như Nguyệt hai con lợn ngu ngốc này dám đắc tội Trần Đức, đây đúng là tự mình tìm cái chết mà. Anh thâm run bần bật, thận trọng đến trước mặt Trần Đức, vẻ mặt sợ hãi, sau đó trịnh trọng cúi gập đầu 90 độ nói, em là Triệu Thâm, xin chào đại ca lớn. Đại ca lớn. Ba chữ này, tràn ngập vẻ kính sợ và trang trọng. Anh thâm không ngẩng đầu lên mà cứ cúi đầu như vậy. Không phải hắn ta không muốn đứng lên, mà bởi vì Trần Đức không nói, hắn ta không có dũng khí. Một lúc sau, toàn bộ phòng khách yên tĩnh, tất cả mọi người đều kinh hãi. Da đầu tê dần. Đại ca lớn. Anh thâm vậy mà lại gọi thằng nhóc kia là đại ca lớn. Hắn, rốt cuộc là người như thế nào? Liễu Như Nguyệt há to miệng. Chẳng trách anh lại có tự tin có thể giải quyết chuyện này, đây, là chỗ dựa của anh sao? Anh trai của Tử Hàm, lẽ nào cũng là một thành viên của thế giới ngầm? Khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Thân Tú Thanh tràn đầy kinh hãi. Cô ta với thân phận là đàn em bí mật của anh thâm, sớm đã được nghe về chuyện ở Thiên Hương Kiều ngày hôm đó rồi. Đại ca lớn, ngoài 20 tuổi, Phì Tứ cũng phải gọi một tiếng đại ca. Lẽ nào, chính là người thanh niên đang đứng trước mặt này? Thân Tú Thanh như bị sét đánh, ánh mắt tuyệt vọng. Lúc anh thâm nói với cô ta về đại ca lớn, đã cảnh cáo vài lần. Rằng cô ta đừng bao giờ khiêu khích đến vị đó, nếu không tự tay hắn ta sẽ xử lý cô ta. Xong rồi, toàn thân Thân Tú Thanh run lên. Liễu Thế Hải trong lòng càng thêm hỗn loạn, đại ca lớn cách xưng hô này, làm ông ta không biết nó có ý nghĩa là gì. Đại ca của đại ca anh thâm. Ông ta vô cùng hối hận. Tên nhóc này, tại sao không sớm nói ra thân phận của mình, cứ ở đó mà giả bộ, đợi bây giờ vả mặt ông ta sao? Nếu ông ta sớm biết thân phận của Trần Đức, chắc chắn sẽ không bao giờ hung hăng như vậy. Xem ra anh còn nhận ra tôi, Trần Đức sửng dưng nhìn chằm chằm vào anh thâm. Đương nhiên, cho dù tiểu thâm có quên mất bố mẹ như thế nào cũng không bao giờ quên đại ca lớn, anh thâm cúi đầu, chân thành nói. Anh đứng lên đi. Anh thâm giống như được giải thoát, lập tức duỗi thẳng eo, hắn ta rất khôn khéo, vội vàng nói, đại ca lớn, hai người này phải giải quyết thế nào? Tôi rất khó chịu với họ, Trần Đức nói. Tôi hiểu, anh thâm quay đầu, ra lệnh cho hai tên đàn em, đem bọn họ ra sau, đánh cho một trận, từ nay không bao giờ được xuất hiện ở thành phố Tần nữa. Dạ. Hai tên đàn em lập tức động thủ, rất nhanh. Bên ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét như giết heo, khiến người ta nghe thấy mà tê dại đầu óc. Liễu Như Nguyệt mở miệng muốn cầu xin cho bố mình, nhưng khi nghĩ đến những gì ông ta đã làm, đành bỏ cuộc. Người như vậy, không xứng đáng làm bố chút nào. Càng không xứng đáng làm chồng. Bao nhiêu năm qua, ông ta chưa bao giờ có chút trách nhiệm nào của người làm bố. Có lẽ, đã đến lúc cắt đứt quan hệ. Chỉ một câu nói đơn giản của Trần Đức đã thật sự quyết định tương lai của hai người, từ nay về sau họ sẽ không bao giờ được xuất hiện ở thành phố Tần nữa. Anh thâm sau khi giải quyết xong chuyện này đã gửi lại toàn bộ số tiền mà Liễu Thế Hải đã thua cược, tất cả giao lại cho Liễu Như Nguyệt. Dầm! Đột nhiên! Lúc này, cửa lớn được đẩy ra. Bên ngoài có mười mấy người mặc vest đen xông vào. Những người này đều rất dữ tợn, đầu đinh và có hình xăm trên cơ thể. Khí thế khá lớn, Liễu Như Nguyệt sợ đến mức co người lại. Người đứng đầu có khuôn mặt vuông vắn, sống mũi cao, lông mày rậm, khoảng 30 tuổi. Có điều, một cánh tay của hắn ta đã bị chặt đứt, vừa đi hắn vừa hét lớn, con mẹ nó, Triệu Thâm, hóa ra mày đang ở đây, đi với ông đây một chuyến, hôm nay tao sẽ cho mày biết ai là người mày có thể chọc, ai là người không thể. Là mày. Anh Thâm thấy người tới, sắc mặt lập tức trầm xuống, Bạo Long. Tao vẫn còn công chuyện ở đây, mày ra ngoài đợi tao, lát nữa tao ra. Hừ, cho mày tiền cũng chạy không thoát, ông đây ở dưới sân bóng rổ tầng dưới đợi mày, cho mày một phút, nếu không xuống, tao sẽ đích thân lên tìm, đến lúc đó một người ở đây cũng đừng hòng thoát được. Bọn họ vừa đi, sắc mặt Triệu Thâm càng ngày càng xấu, không khỏi nặng nề thở dài, anh Trần, để anh phải chê cười rồi. Có chuyện gì vậy, Trần Đức hỏi. Cái người Bạo Long vừa nãy. Một tiếng trước vừa đến khu phía nam của tôi đánh bạc, gian dối nên bị tôi chặt đứt một cánh tay, ai biết được hắn lại là em trai của lão đại thế lực ngầm phía bắc.
Tôi cũng vừa mới biết, xem ra là đang muốn tìm tôi báo thù. Lão đại khu Bắc, Trần Đức chau mày. Vâng, thành phố Tần có 4 băng nhóm lớn, chia thành Đông Tây Nam Bắc, phía Nam, Ân Thập Nương, phía Bắc, Long Tiếu Hổ, phía Đông, La Lùn, phía Tây, Phương Nham Sơn. Phía Đông đã bị Phương Nham Sơn thôn tính, Long Tiếu Hổ muốn học theo hắn ta, muốn thôn tính chúng tôi, thời gian gần đây bọn chúng luôn tìm cách gây rắc rối cho chúng tôi. Triệu Thâm cau mày, ánh mắt lộ ra tia tàn ác nói, có điều, anh Trần, anh yên tâm. Tôi sẽ không bao giờ để bọn chúng cướp được một tấc đất của phía Nam, cùng lắm là dùng cái mạng của ông đây đổi lấy mạng của hắn. Thời gian quá gấp, Triệu Thâm không ngờ bọn họ sẽ tìm được nơi này, nên chưa kịp báo cho đại ca cử người đến. Vì vậy, giờ chỉ có thể dựa vào hắn ta và mấy anh em khác cố gắng chống đỡ. Có điều, hắn ta cũng không muốn liên lụy những người anh em đáng tin cậy của mình, nên định một mình đi gặp. Đưa vũ khí cho tôi, Triệu Thâm nói với một tên đàn em. Người nọ cõng một cái túi dài, nghe thấy Triệu Thâm nói thế lập tức thả túi xuống, mở khóa kéo, lấy một thanh đao sắc bén đưa cho hắn ta. Ngoài ra, còn có một miếng vải trắng. Tay phải Triệu Thâm nắm đao, tay trái cầm miếng vải quấn chuôi đao vào tay phải, rồi thắt nút, hai người các cậu ở trong đây bảo vệ đại ca lớn, tôi ra ngoài gặp người của Bạo Long. Đại ca! Hai tên đàn em ngẩn ra, rồi cùng mở miệng nói, tụi em đi với anh. Đi cái con khỉ! Các cậu không được đi. Triệu Thâm nói, bảo vệ đại ca lớn mới là việc quan trọng nhất, hai cậu phải ở lại đây. Nhớ, nếu tôi không về được thì các cậu phải quay về giúp đỡ chú hai thay thế vị trí của tôi. Vâng, hai người lập tức quỳ xuống. Bọn họ biết rõ chuyện gì sắp xảy ra và cũng biết chuyến này của Triệu Thâm có 80-90% là sẽ không về được. Hai người họ vốn là dân quê, đến thành phố Tần bị người ta lừa mất chứng minh, mất tiền. Nếu không có Triệu Thâm giúp thì đã sớm đói chết ở ven đường rồi. Thế nên, họ cực kỳ trung thành với Triệu Thâm. Cả hai đỏ hốc mắt, một người trong đó nói, đại ca, hay là... Chúng ta báo cảnh sát đi. Gọi giúp đỡ là chắc chắn không kịp rồi, giờ cách duy nhất chính là báo cảnh sát, may ra còn có một tia hy vọng. Khóc cái gì mà khóc, sao cho giống một thằng đàn ông coi, Triệu Thâm cười, chửi. Hai cậu như vậy là định khiến tôi bẽ mặt trước mặt đại ca lớn à? Hơn nữa, đừng nhắc tới việc báo cảnh sát, chuyện giang hồ là của giang hồ, nếu báo cảnh sát thật thì dù Triệu Thâm tôi có vào tù cũng sẽ bị người cười cho thối mũi, rồi bị đánh chết thôi. Lẽ nào hai cậu không hiểu quy tắc à? Nếu không có quy tắc thì không thể tạo thành một quốc gia. Giới chính trị có quy tắc của giới chính trị, chốn giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Một khi bước vào giang hồ, còn định phá hủy quy tắc ấy thì kết quả sẽ cực kỳ thảm, sống không bằng chết, bất kể đi đến đâu cũng bị người khác chế giễu, đánh đập và giết hại. Triệu Thâm bước vào giang hồ nhiều năm, nên đương nhiên sẽ không phá hủy quy tắc ấy. Bên ngoài khu nhà, trong một sân bóng bỏ hoang, hơn 100 người đứng xung quanh, cười đùa rôm rả bàn luận cái gì đó. Đa số họ đều có hình xăm trên người, tụ tập cùng một chỗ hút thuốc, bất chợt khiến người ta cảm thấy áp lực. Những người dân thường đi ngang qua thấy họ đều trốn ra xa. Bạo Long cụt tay phải ngồi trên một chiếc ghế mây giữa sân bóng, giơ tay trái lên rít một ngụm thuốc lá, mặt mày dữ dằn, kiêu ngạo ngồi chếm trệ như một tên đại ca. Anh Bạo Long, hắn ta đến rồi, lúc này, một tên đàn em bên cạnh hắn ta bỗng nói. Giữa hàng hiên cách đó không xa, một bóng người hơi lùn đang bước tới nơi này, tay phải hắn ta dùng một miếng vải trắng quấn lấy một thanh đao. Người này đương nhiên là Triệu Thâm. Hắn ta vừa xuất hiện, hơn 100 người kia lập tức đứng dậy, ùa đến giữa sân, chẳng mấy chốc, đã bao vây lấy hắn ta. Đối mặt với hơn 100 người kia, Triệu Thâm cũng không hoảng sợ, bước chân vững vàng, thong dong đi đến trước mặt Bạo Long, khí thế trên người cũng chẳng hề kém cạnh ai. Bạo Long, tao đến rồi, nói đi, mày muốn gì? Hay cho một tên Triệu Thâm, can đảm đấy chứ? Chẳng trách lùn vậy mà phì tứ lại xem trọng mày, Bạo Long không có đứng dậy, vẫn ngồi trên ghế, bình tĩnh nói. Tao cũng chẳng muốn gì, mày chém đứt một bàn tay của tao, tất nhiên phải có bồi thường chứ nhỉ. Mày muốn bồi thường gì, Triệu Thâm hừ lạnh, định chém chết tao hay sao? Nếu mày muốn khiến khu Nam và khu Bắc đánh nhau chết sống thì cứ việc ra tay. Dù sao hôm nay tao chém chết một thằng cũng đủ, hai thằng thì là lời to, kiểu gì cũng chẳng thiệt. Mẹ nó, Triệu Thâm, mày cho rằng tao không dám ra tay với mày chắc, Bạo Long nổi giận nói,
đại ca của tao là anh đại ở khu Bắc, mày tính thứ gì? Mày cho rằng mày chết thì Ân Thập Nương sẽ đứng ra chắc. E rằng mày là ai cô ta cũng không biết nữa là. Hôm nay, tao chỉ muốn chút bồi thường thôi, mày phải quỳ xuống dập đầu dâng trà cho tao trước mặt chúng đàn em của tao, rồi để lại hai bàn tay thì tao sẽ thả mày đi. Sắc mặt Triệu Thâm lập tức sa sầm xuống. Tên Bạo Long này rõ ràng là muốn giết hắn ta. Nếu hôm nay Triệu Thâm quỳ xuống, dập đầu dâng trà cho Bạo Long thì đó không chỉ là khiến hắn ta, mà còn có đại ca Phí Tứ cùng những người anh em, đàn em và toàn bộ thế lực ngầm ở khu nam của thành phố Tần bẽ mặt. Một khi hắn ta quỳ xuống thì phải ăn nói thế nào với Phí Tứ? Với anh em trong bang hội đây, đến lúc đó, e rằng hắn ta không những sẽ trắng tay, mà còn có thể bị các anh em chế giễu. Tuy Triệu Thâm học ít, nhưng vào giang hồ, cũng biết chữ nghĩa viết như thế nào. Có cái con khỉ. Bạo Long vừa nói xong, Triệu Thâm lập tức chửi ầm lên, mày muốn ra tay thì bảo mấy thằng chó săn của mày nhanh cái tay lên, không thì cũng đừng lãng phí thời gian của tao. Kèm theo đó là từng vệt nước miếng bắn thẳng lên mặt Bạo Long. Người này cũng khá thú vị đó chứ, Trần Đức đứng ở cửa sổ trên lầu thấy cảnh ấy cũng không khỏi bật cười. Anh có hơi bất ngờ, không ngờ một người quản lý sòng bạc và cho vay nặng lãi như Triệu Thâm lại có tình có nghĩa và ngay thẳng như vậy. Nể mặt Ân Thập Nương, hôm nay tôi sẽ cứu anh một mạng vậy. Dưới lầu, sắc mặt đám đàn em của Bạo Long lập tức thay đổi, ai cũng nổi giận, trước mặt hơn trăm người họ mà Triệu Thâm dám chẳng coi ai ra gì. Hành động ấy như đang tát chan chát lên mặt của họ vậy. Còn Bạo Long lại lộ ra vẻ mặt khó coi như nuốt phải ruồi bọ, dạ dày co thắt, trong cơn giận dữ, cầm lấy khăn tay do đàn em đưa tới, không ngừng lau. Ai ngờ càng lau càng mắc ói. Hắn ta lấy một chai nước khoáng, dội thẳng lên mặt, vất vả lắm mới rửa sạch được. Triệu Thâm đứng cạnh lại cười ha ha. Cười con mẹ mày, Triệu Thâm, mày không muốn quỳ xuống chứ gì. Hôm nay tao nhất định phải bắt mày quỳ, Bạo Long nổi điên, gân xanh hẳn lên, tức giận hét, lên hết cho tao, đánh gãy hai chân nó. Đánh chết bà nó đi. Hắn ta hét lên, hơn trăm người cuối cùng cũng không nhịn nổi, cầm vũ khí xông lên. Nào là côn sắt, côn điện, đao, đủ loại vũ khí, thoáng chốc, đều nhắm thẳng vào chân Triệu Thâm. Được lắm. Trong mắt Triệu Thâm lộ ra vẻ tàn nhẫn, thanh đao trong tay gặp ai là chém. Phụt, phụt, phụt. Phút chốc, đã có 5-6 người bị Triệu Thâm chém bị thương, có điều trên chân cũng có một vết thương sâu hóng khiến hắn ta không thể không quỳ xuống. Cùng lúc đó, một tên đàn em khác xông lên, ôm chặt lấy bàn tay cầm đao của Triệu Thâm. A! À, Triệu Thâm hét lên, hắn ta rất khỏe, dù bị thương nhưng người bình thường cũng không thể giữ chặt hắn ta lại. Mắt thấy Triệu Thâm sắp giãy thoát, xong, đúng lúc này lại có hai tên khác xông tới, giữ chặt lấy cánh tay hắn ta. Mà chỉ với sức một mình Triệu Thâm thì không thể giãy ra. Lại có ba người xông tới, cởi bỏ miếng vải trên tay Triệu Thâm, cướp lấy thanh đao trong tay hắn ta. Sau đó, mọi người dùng sức giữ chặt tay chân hắn ta, rồi đè nằm sấp xuống dưới chân Bạo Long. Bạo Long rũ mắt nhìn Triệu Thâm, giống như là trả thù khạc 4-5 ngụm liên tiếp lên mặt hắn ta xong mới dừng lại. Triệu Thâm, mày có biết là mày chẳng là cái đinh gì trước mặt tao, ngay cả con chó cũng không bằng không hả? Còn dám ỉ người nhiều, chặt đứt tay tao. Mẹ nó, mày không biết ai có thể chọc, ai không thể chọc hả? Bạo Long, mày có ngon thì chém chết tao đi, đừng ở đó mà lải nhải. Triệu Thâm dùng sức giãy giụa, đáng tiếc đối mặt nhiều người như vậy, mọi sự cố gắng của hắn ta đều vô ích. Cuối cùng hắn ta đành từ bỏ, trừng Bạo Long quát. Mày giỏi thế sao không chém chết tao đi? Ha ha, mày chỉ là một thằng rác rưởi thôi, không, không có đại ca mày thì mày còn chẳng được coi là rác rưởi nữa là. Cùng lắm chỉ được xem như một đống cứt chó thôi. Mẹ nó, còn dám cứng mỏ à? Bạo Long quát đàn em, nâng nó lên, đừng để nó nằm, bắt nó quỳ cho tao. Mấy tên đàn em lập tức làm theo lời Bạo Long, nhưng Triệu Thâm giãy quá mạnh nên dù làm thế nào cũng không thể khiến hắn ta quỳ. 5-6 người cũng bị Triệu Thâm giãy đứng lên, suýt nữa khiến hắn ta thoát được. Chát! Bạo Long tát một cái lên mặt Triệu Thâm, sau đó chậm rãi đứng dậy. Mẹ nó, mày muốn giãy à? Mang thanh đao kia đến đây. Bạo Long vươn tay trái. Đàn em lập tức đưa một thanh đao cho hắn ta và nó cũng là đao của Triệu Thâm. Bạo Long cầm thanh đao, đi đến trước mặt Triệu Thâm, tàn nhẫn nói, Triệu Thâm,
mày đã dùng chính thanh đao này chém đứt tay tao, nên hôm nay tao cũng muốn dùng nó chém chân mày, chém tới khi nào mày quỳ mới thôi. Bạo Long, thằng chó nhà mày, có ngon thì chém chết tao đi. Triệu Thâm không ngừng giãy giụa, giờ hắn ta bị người đè lại, nếu nói không sợ là giả, trong lòng quả thật lo lắng không thôi. Xong, hắn ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước Bạo Long. Ở trong lòng hắn ta, Bạo Long chẳng được tích sự gì cả, chỉ là một thằng vô dụng dựa vào anh trai để hoành hành hống hách mà thôi. Người như vậy, không đáng để Triệu Thâm quỳ xuống, càng không đáng để hắn ta cúi đầu. Từ khi bước vào giang hồ lăn lộn, Triệu Thâm đã sớm nghĩ tới sẽ có ngày này, tuy trong lòng rất lo sợ, nhưng vẫn thà chết chứ không chịu phục. Chém chết mày, làm thế hời cho mày quá, hôm nay tao cứ muốn mày quỳ xuống trước mặt tao đó. Bạo Long giơ đao lên, chém thẳng vào đùi Triệu Thâm. Triệu Thâm hoảng sợ, nhắm chặt mắt lại theo bản năng. Xong, tuy trên đùi có chút đau, nhưng không phải là cơn đau thấu tim như bị chém. Á, á, á. Trong lúc hắn ta đang khó hiểu thì giọng điệu chế giễu của Bạo Long chợt vang lên bên tai, Triệu Thâm, mày cũng biết sợ à? Tao còn tưởng rằng mày không sợ thật ấy chứ. Mày mà không sợ thì nhắm mắt làm gì? Ha ha. Triệu Thâm mở mắt ra, cuối cùng cũng biết tại sao lại không bị thương, vì Bạo Long đã dùng sống đao chứ không phải lưỡi đao. Ban nãy chỉ dọa mày thôi, để coi mày can đảm thế nào. Giờ xem ra cũng chỉ thế thôi, Bạo Long cười cợt, nói một cách đầy tự tin. Hắn ta chỉ là định chơi đùa với Triệu Thâm vì trong lòng cực kỳ hận Triệu Thâm, có thể nói là hận thấu xương. Triệu Thâm chặt đứt tay phải của hắn ta, nên Bạo Long hận không thể chém hắn ta ra làm tám khúc. Không phải là hắn ta không dám giết Triệu Thâm, mà chỉ muốn tra tấn, khiến Triệu Thâm thử cái cảm giác tuyệt vọng khi bị chặt đứt tay chân. Ban nãy là sống đao, dọa mày thôi, có điều giờ. Mày sẽ không may mắn vậy đâu. Bạo Long lộn cổ tay, sống đao và lưỡi đao lập tức đổi vị trí cho nhau. Trong lòng Triệu Thâm có cả trăm ngàn câu văng tục không thốt nổi nên lời, muốn chém thì chém đi, dọa hắn ta như vậy thú vị lắm hả? Dù tâm lý Triệu Thâm có cứng cỏi, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn thì bị dọa như vậy, chân cũng hơi run run. Run cái gì, đừng run, không phải mày trâu bò lắm hả? Ha ha! Bạo Long đắc ý cười, hắn ta muốn chính là như thế. Muốn Triệu Thâm bị chém đứt tay đứt chân trong nỗi sợ hãi cùng cực. Vèo! Giây tiếp theo, Bạo Long lại ra tay, lần này là không dùng sống đao, mà là lưỡi đao. Lưỡi đao sắc bén chém thẳng về phía đùi Triệu Thâm. Bạo Long nở nụ cười đầy đắc ý và tàn nhẫn, hắn ta như thấy được cảnh Triệu Thâm quỳ xuống trước mặt mình rồi dập đầu cầu xin tha thứ. Lưỡi đao cách chân Triệu Thâm ngày càng gần. Nụ cười của Bạo Long cũng càng trở nên đắc ý. Triệu Thâm nhắm chặt mắt. Xong, thoáng chốc. Keng. Một tiếng vang chói tai vang lên, cơn đau trong tưởng tượng cũng không ập đến. Triệu Thâm mở mắt, chỉ thấy thanh đao trong tay Bạo Long đã rớt xuống đất. Mà bên cạnh nó còn có hai ngón tay, một ngón cái và một ngón trỏ. Hai ngón tay kia đang rỉ máu. Ngoài ra, còn có một con dao gọt hoa quả. Trên con dao gọt hoa quả dính đầy máu. Rõ ràng là hai ngón tay đó đã bị con dao gọt hoa quả cắt đứt. À, cùng lúc đó, trên sân bóng rổ vang lên một tiếng thét chói tai. Bạo Long ngã xuống đất, nắm chặt tay, lăn lộn trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Lúc này, hai mắt hắn ta trợn trừng, vô cùng đau đớn, hàng loạt cơn đau thi nhau ập đến khiến hắn ta chịu không nổi, cả người run bần bật. Anh Bạo Long! Anh Bạo Long, anh sao vậy? Một đám đàn em vội vàng chạy đến, đỡ Bạo Long dậy, thấy bàn tay trái của Bạo Long đang chảy máu nhỏ giọt, còn thiếu mất hai ngón tay, cả đám đều trợn tròn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc nãy, bọn họ chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Ngay sau đó, liền thấy Bạo Long ném con dao dựa xuống đất rồi gào thét. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 3 giây. Anh Bạo Long. Một tên đàn em vội vàng lấy khăn trắng ra quấn chặt vết thương của hắn ta. Nhất thời, cả đám đàn em đều hoảng sợ vây quanh. Bạo Long lảo đảo trở lại ghế mây, sắc mặt u ám cực kỳ khó coi, dường như sắp bốc khói đến nơi. Hắn ta hét lớn, là đứa nào ném dao, đứa nào làm. Cút ra đây cho ông. Đứng trên mặt đất, sắc mặt Triệu Thâm vô cùng bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Này,
chỉ có tao đang đứng ở đây, mày còn hỏi là ai làm, mày bị mù hả? Ngay khi Bạo Long nói xong, một giọng nói thờ ơ vang lên từ bên ngoài đám đông. Giây tiếp theo, hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía người vừa lên tiếng. Bao gồm cả Triệu Thâm. Lọt vào tầm mắt hắn ta là một nam thanh niên. Trông khoảng độ chỉ mới ngoài 20. Khuôn mặt góc cạnh, tóc đầu đinh, ăn mặc giản dị. Trên tay anh còn cầm một bình rượu. Có vẻ như đang uống rượu. Ở đằng xa, anh đang chậm rãi đi về phía bên này, bước chân thong thả thoải mái, tựa như không hề nhận thấy bầu không khí căng thẳng ở đây. Đại ca, lớn, Triệu Thâm trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói ra ba chữ này. Không ngờ người cứu hắn ta vào lúc nguy cấp lại là đại ca lớn của hắn ta, Trần Bát Hoang. Nói thật là, trong lòng Triệu Thâm, nam thanh niên này cũng chẳng khá hơn Bạo Long là bao, chắc chắn là dựa vào một số mối quan hệ đặc biệt nào đó mới có thể trở thành đại ca lớn. Mặc dù hắn ta rất kính trọng vị đại ca lớn này, nhưng thực tế chỉ là đang nể mặt phì tứ, kính trọng phì tứ. Nào ngờ, thời khắc quan trọng này, vị này lại đến đây giúp đỡ. Trong lòng Triệu Thâm khá xúc động. Chỉ là, đến đây cũng có tác dụng gì. Nơi này có hơn 100 người. Hai, hắn ta là một côn đồ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng vẫn không phải là đối thủ của đám người này. Một thanh niên hơn 20 tuổi đến đây có tác dụng gì. Trong lúc hắn ta đang suy nghĩ, Trần Đức ngày càng đến gần hơn. Dường như trên người anh có một loại khí chất rất đặc biệt, rất ngầu. Khi anh đến gần, đám côn đồ đứng vây xung quanh bên ngoài bất giác đứng sang một bên nhường đường cho anh đi. Anh một đường thẳng tiến về phía Triệu Thâm, nhẹ nhàng không có gì cản trở, anh có sao không? Không sao, Triệu Thâm cười khổ, đại ca lớn, anh không nên đến đây. Nếu tôi không đến, không phải thuộc hạ của thập nương sẽ mất đi một người cực kỳ trung thành sao? Nhưng mà, yên tâm đi, Trần Đức ngắt lời hắn ta, anh nở một nụ cười sau đó nhấp một ngụm rượu trong bình. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi, anh đứng một bên nhìn là được. Ha! Ha 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 ha! Đột nhiên, một chàng cười vang lên, tiếng cười này cực kỳ khoa trương. Người phát ra tiếng cười đó chính là Bạo Long. Hắn ta không ngờ, người dùng một con dao hoa quả cắt đứt hai ngón tay của mình lại là một thằng nhóc. Một thằng nhóc hơn 20 tuổi, vắt mũi chưa sạch. Bây giờ, thằng nhóc này còn dám xuất hiện trước mặt hắn ta. Hơn nữa còn huênh hoang ra vẻ, không xem ai ra gì. Bạo Long vừa tức vừa giận vừa cười chế nhạo. Tức giận là vì ngón tay của hắn ta, cười chế nhạo là vì thằng nhóc trước mặt thật sự không biết tốt xấu gì cả. Bạo Long cười đến nỗi chảy nước mắt, phải một lúc lâu sau mới dừng lại, hắn ta đưa tay lau nước mắt, thú vị thật, con mẹ nó thú vị thật đấy, chừng này tuổi rồi, thật là loại người nào cũng dám khiêu khích ông dây nhỉ, đệt mẹ. Nhóc con! Mày còn là đại ca lớn của hắn cơ à? Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống gọi tao là bố, gọi đến khi tao vui thì có lẽ tao có thể giảm nhẹ chỉ chặt 10 ngón tay của mày, không cần mạng quèn của mày nữa. Bạo Long nhìn bàn tay đang chảy máu, sắc mặt vừa u ám vừa kỳ quái, nghe cho rõ đây, tao chỉ cho mày thời gian 10 giây. Bạo Long nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Đôi mắt hắn ta đằng đằng sát khí. 10 giây. Hắn ta không hề nói đùa. 10 giây sau, nếu người trước mặt không quỳ xuống, kết cục sẽ rất thảm. Đại ca lớn, không được quỳ, Triệu Thâm thấp giọng nói, cho dù có quỳ thì bọn chúng cũng không bỏ qua cho chúng ta. Triệu Thâm rất ít tiếp xúc với Bạo Long nhưng hắn ta đã nghe kể về Bạo Long. Sở dĩ tên này có biệt danh là Bạo Long, chính là vì hắn ta cực kỳ tàn ác, thích chơi đùa khiến đối phương chết trong tuyệt vọng. Hắn ta lo rằng Trần Đức không thể chịu được áp lực, thực sự quỳ xuống trước mặt Bạo Long. Đây là đại ca lớn của bọn họ đấy. Một khi anh quỳ xuống, thế lực ngầm của bọn họ ở phía nam thành phố Tần sẽ không ngóc đầu lên được nữa. Trần Đức vỗ vỗ vai Triệu Thâm, ra hiệu hắn ta cứ yên tâm. Sau đó, ánh mắt anh nhìn về phía Bạo Long, mày có biết, lần trước có người bảo tao quỳ xuống, bây giờ cỏ trên mộ đã cao 3 mét rồi không? Ngay sau khi từ câu nói này vang lên, trong đám đông, có người giật mình kinh hãi. Thằng nhóc này, điên rồi. Bạo Long đã sắp nổi cơn thịnh nộ, nếu thật sự chọc giận hắn ta thì trường hợp bị băm thành trăm mảnh cũng có khả năng lắm. Đến nước này còn dám ngông cuồng như vậy, tên này là đồ ngốc sao?
Xem ra mày cũng giống như Triệu Thâm, ngu muội không thức thời, Bạo Long gần như bất lực, hắn ta không nhìn Trần Đức, mà nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đã mất ngón trỏ và ngón cái, hung ác nói, băm nát tất cả 10 ngón tay của hắn ta. Vừa dứt lời, hơn 100 người, tất cả đều bắt đầu hướng về phía Trần Đức và Triệu Thâm. Trong tay bọn họ đều cầm vũ khí. Giết chết hắn. Không biết ai đã hét lên một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, những người có khoảng cách gần Trần Đức nhất đã bắt đầu ra tay. Từ mọi hướng, dao dựa, côn sắt, rìu và nhiều loại vũ khí khác nhau đồng thời giáng về phía Trần Đức và Triệu Thâm. Sắc mặt Triệu Thâm trắng bệch. Như này nếu bị băm thật thì chắc chắn sẽ biến thành pa tê mất. May là hắn ta cũng không phải dạng tầm thường, lên sẵn tư thế, nghiến răng lấy tinh thần, sẵn sàng chuẩn bị vật lộn với cái chết. Có điều, đúng lúc hắn ta vừa định ra tay thì bỗng ngây người. Bởi vì, vị đại ca lớn bên cạnh đã lên trước rồi. Hơn nữa, còn cực kỳ khốc liệt. Chỉ thấy anh đang siết chặt lưỡi dao của một con dao dựa, lưỡi dao nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng lại không hề khiến anh bị thương. Sau đó, anh bẻ nhẹ một cái, con dao đó liền gãy làm đôi. Đây chỉ là động tác đầu tiên của anh, tiếp theo, bàn tay đó đã nắm lấy một người khác. Bộp, có thể thấy rõ ràng thời điểm bàn tay hạ xuống, năm ngón tay kia trực tiếp bóp chặt xương vai của đối phương. Chỉ có một âm thanh vỡ nát vang lên. Xương vai của người đàn ông đó đã hoàn toàn vỡ vụn. Triệu Thâm sững sờ. Tay không nghiền nát xương cốt. Sao mà làm được vậy? Tiếp theo đó, Triệu Thâm hoàn toàn choáng váng, chỉ thấy những đối thủ xung quanh lần lượt bay ra xa, binh khí trong tay đều tan tành, tiếng gào thét vang lên không ngừng. Chưa đầy 10 giây, bốn phương tám hướng, đã có 30-40 người ngã xuống. Tên nào tên nấy cũng đang ôm chặt các bộ phận khác nhau mà kêu gào thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí có người đã bất tỉnh nhân sự. Triệu Thâm không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Hắn ta chỉ thấy người đầu tiên ngã xuống thế nào, còn lại hoàn toàn không nhìn thấy rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ mới sững sờ một lúc, khi định thần lại, trước mắt đã ngã xuống hơn mấy chục người. Đây là thần sao? Triệu Thâm kinh hãi, tuy rằng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn ta biết tất cả chuyện này đều là do đại ca lớn của hắn ta làm. Lúc này, Triệu Thâm thật sự phục rồi. Phục sát đất. Cuối cùng hắn ta cũng hiểu tại sao nam thanh niên này chỉ mới hơn 20 tuổi đã có thể làm đại ca lớn. Không phải nhờ mối quan hệ nào cả. Cũng không phải đi cửa sau gì đó. Hoàn toàn là nhờ sức mạnh của bản thân. Sức mạnh thực sự. So với Trần Bát Hoang, Triệu Thâm là cái thá gì? E là ngay cả giác còn không bằng. Ít nhất, hắn ta không thể đánh gục nhiều người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đừng nói những người này sẽ phản kháng. Cho dù là có hơn 40 người xếp hàng đợi hắn ta chém thì hắn ta cũng mệt chết đi được. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Triệu Thâm tuyệt đối sẽ không tin có người có thể làm được chuyện này trong 10 giây. Hắn ta nghi ngờ bản thân đang mơ. Nhưng khung cảnh trước mắt lại vô cùng chân thực. Tất cả những chuyện này đều là sự thật. Cách đó không xa, Trần Đức đã dừng lại, Triệu Thâm nhận thấy tay phải của anh vẫn đang cầm một bình rượu, tay đó không hề dính máu. Còn tay trái. Lại dính đầy vết máu, vô cùng kinh hãi. Đây, một lần nữa, Triệu Thâm lại sững sờ. Lẽ nào, những tên này, đại ca lớn chỉ cần dùng một tay đã có thể hạ gục tất cả sao? Triệu Thâm sững sờ, tam quan của hắn ta hoàn toàn được làm mới, hắn ta không ngờ trên đời này có tồn tại những người kinh khủng như vậy. Còn ai nữa? Sau khi nhấp một ngụm rượu, Trần Đức đứng giữa đám người kia, nhìn xung quanh một lượt, giọng điệu vẫn bình thản như thường. Chỉ là, mấy chục tên côn đồ còn lại không còn bình tĩnh nữa. Cả đám đang bao vây Trần Đức, nhưng lại đứng cách anh hơn 2 mét, tay cầm vũ khí, nhưng lại run bần bật. Giờ phút này, xem ra không phải bọn họ đang bao vây Trần Đức, mà là Trần Đức đang bao vây bọn họ. Chạy thì không được mà đánh cũng không xong. Trong lòng ai nấy cũng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến tột độ. Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn họ có thể thấy rõ, trên người những kẻ vừa ngã xuống đều bị thương ở mức độ khác nhau, nhiều bộ phận trên cơ thể của bọn họ đều bị vỡ vụn, xuất hiện những lỗ máu nhỏ. Những lỗ máu kia được tạo thành chỉ với năm ngón tay của nam thanh niên trước mặt. Tình cảnh này gây đả kích quá lớn khiến tất cả đều tái mặt vì sợ hãi,
không ai dám xông lên phía trước. Không còn ai nữa sao? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Trần Đức lại vang lên, nếu đã như thế, vậy thì tất cả quỳ xuống cho tao. Im lặng. Sự im lặng đến chết người. Một câu nói của Trần Đức khiến không khí xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng như sắp ngừng lại. Hơn 60 tên côn đồ tay cầm vũ khí, đưa mắt nhìn nhau. Quỳ con mẹ mày, đứng ngây ra đó làm gì, lên hết đi, một mình hắn có thể đánh thắng 60 người bọn mày hả? Bạo Long cũng có chút hoảng hốt, nhưng hắn ta không thể tỏ ra sợ hãi, lớn tiếng quát, giết chết hắn cho tao. Lên! Hắn ta vừa ra lệnh, đám côn đồ đó như được tiêm máu gà, bất giác xông lên. Ha ha! Trần Đức cười khẩy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu. Đồng thời, tên côn đồ đầu tiên lao lên đã ở trước mặt anh. Tên đó đang cầm một cái rìu. Chiếc rìu đen lóe sáng dữ dội, chém vào người Trần Đức. Chỉ là, giây tiếp theo, chiếc rìu đột ngột dừng lại ở khoảng cách nửa mét so với Trần Đức. Ngay sau đó, chân của chủ nhân đang cầm chiếc rìu, bắt đầu từ từ rời khỏi mặt đất. Trên cổ của hắn ta, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một bàn tay. Bàn tay đó túm chặt cổ tên côn đồ, dùng sức nhấc hắn ta lên. Nhấc lên cao hơn nữa. Dường như đang tuyên bố điều gì đó. Trần Đức ném mạnh một cái, tên côn đồ đó rơi xuống đất, giống như rác bị quăng đi. Người đàn ông vẽ một hình parabol trong không trung sau đó rơi mạnh xuống đất. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, những người chuẩn bị xông lên lại một lần nữa sững sờ, họ đứng đờ người tại chỗ, một dáng vẻ không hiểu chuyện đời. Tao nói rồi, đều quỳ xuống cho tao. Giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Lần này, hiệu quả đương nhiên bất đồng. Lời nói âm trầm, giống như tiếng sấm rền bị bóp nghẹt, vang lên bên tai mỗi người. Bùm bùm. Tại hiện trường có một người đánh rơi thanh thép trong tay, quỳ phịch xuống nền đất, nhìn hướng Trần Đức với đôi mắt tràn ngập kinh hoàng. Trong mắt hắn, Trần Đức hiện tại không khác gì một tên ác quỷ. Là ác quỷ không thể khiêu khích tới. Là thân hình cao lớn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên. Có người thứ nhất quỳ xuống, liền có người thứ hai, thứ ba rồi thứ tư, thứ mười. Rất nhanh. Hơn 60 người. Phần lớn người đang có mặt đã quỳ xuống. Chỉ còn lại 3-5 người vẫn đứng đó, cũng chịu không nổi loại áp lực đó mà quỳ xuống. Ngây ngốc, mắt trợn tròn ngạc nhiên. Kết cục này quả thực quá mang tính đả kích. Hắn ta vốn dĩ còn tưởng rằng lần này sẽ là có đi không trở lại, nhưng không ngờ sự việc sẽ phát triển thành bước đường này. Trần Bát Hoang, vị đại ca lớn này của hắn ta với thực lực của một người chinh phục hơn 100 người. Điều này cũng quá ngang tàng rồi. Nam Nhi nên có dáng vẻ này. Triệu Thâm kích động tới phát run, khí thế bá vương của đại ca quá lớn, khiến trong lòng hắn ta cũng dâng lên xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Các người làm gì vậy, đều đứng dậy đi, quên bản thân là người của ai rồi à, đều không muốn sống nữa phải không? Bạo Long tức giận ngút trời, hắn cuối cùng cũng không thể ngồi yên nữa mà đứng phát dậy từ trên ghế mây, bước tới trong đám đông, hết chân này tới chân khác đấm đá lên người mấy tên tay sai dưới trướng. Chỉ là... những kẻ này căn bản không hề xê dịch. Hoàn toàn phớt lờ hắn ta. Cuối cùng, Bạo Long cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên gương mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, kinh hoàng, sợ hãi. Sau đó không ngừng lùi về phía sau. Dường như muốn trốn chạy. Tên con hoang khốn kiếp muốn chạy đi đâu, Triệu Thâm thấy hắn có ý định muốn tháo chạy liền bước dài một bước tiến lên, cản lại đường đi, muốn chạy. Có phải là nên cho bọn tao một lời giải thích trước không? Triệu Thâm, mày muốn thế nào? Trên trán Bạo Long túa ra mồ hôi lạnh, ánh mắt hoảng loạn. Nếu đại ca của tao biết tao xảy ra chuyện, anh ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hội Hồng Nguyệt chúng mày. Triệu Thâm, muốn động tới tao mày thế nhưng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Một câu nói, khiến Triệu Thâm lập tức rơi vào trầm mặc. Quả thực, đại ca trong miệng Bạo Long, Long thiếu hổ. Ông trùm thế giới ngầm phía bắc của thành phố Tần không phải là ngọn đèn cạn dầu, đặc biệt cưng chiều người em trai này của mình. Bang Hiêu Long khu phía bắc phát triển thần tốc trong năm nay, quy mô đã vượt qua hội Hồng Nguyệt, nếu thực sự động tới Bạo Long nhất định sẽ tạo ra rắc rối không nhỏ. Ha ha, xem ra mày vẫn là một người thông minh. Bạo Long bỗng nhiên phá lên cười, nhắc tới người đại ca Long Tiếu Hổ này của mình khiến hắn như lấy lại tự tin trước đây, nếu động vào tao.
cho dù Ân Thập Nương tới cũng không bảo vệ được cho mày, Triệu Thâm, nếu thông minh, tốt nhất là thả tao đi. Đại ca lớn, Triệu Thâm bối rối đưa mắt nhìn Trần Đức, hiện tại hắn ta đã không còn quyền quyết định, phải đợi Trần Đức mở lời. Trần Đức rảo bước tới trước người Bạo Long, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Mày muốn thế nào, không biết vì sao, Bạo Long luôn có một loại cảm giác rợn tóc gáy khi nhìn thấy người thanh niên này. Bốp! Trần Đức không nói lời nào, trực tiếp vung tới một bạt tai, Bạo Long loạng choạng nửa vòng tại chỗ, cuối cùng vẫn là không đứng vững nổi mà ngã ngồi xuống đất, đầu óc rối mù, trời đất quay cuồng. Nhãi con, mày thực sự muốn chết sao? Bạo Long che mặt gần như bật khóc, sức lực của một cái tát kia từ Trần Đức quả thực quá mạnh, hắn cảm giác như răng của mình sắp rơi ra ngoài vậy. Mày muốn chết, được, được, tao liền giúp mày thực hiện nguyện vọng. Bạo Long lấy ra điện thoại di động muốn tìm đại ca của hắn, lập tức ấn gọi video cô. Triệu Thâm muốn ngăn cản. Trần Đức lại chặn hắn ta lại. Chẳng bao lâu, cuộc gọi video đã được kết nối. Trên màn hình xuất hiện một cái đầu chọc, em trai, tìm anh có việc gì? Chú không phải là đi thu dọn tên Triệu Thâm kia sao, xử lý xong chưa? Đại ca, nhìn thấy người đàn ông trong video, Bạo Long rốt cuộc không kìm được mà òa khóc. Đại ca, có người muốn động vào em. Anh mau đến cứu em đi. Chú dẫn theo hơn 100 người, ai dám động vào chú? Long Thiếu Hổ nghe vậy liền cau mày, khí thế oai hùng hỏi, không muốn sống nữa à? Đại ca, người của em phản bội rồi, chúng đều quay lưng rồi. Bạo Long vừa khóc vừa chĩa máy ảnh về phía hàng chục người đang quỳ gối và những người bị thương nằm la liệt trên mặt đất kia. Bụp! Trong video, Long Thiếu Hổ một tay vỗ nát cốc rượu trước mặt, là kẻ nào làm? Là Triệu Thâm sao, hắn gọi tới bao nhiêu người? Một, chỉ một người thôi. Bạo Long khóc sướt mướt quay camera về phía Trần Đức nói, chính là hắn, đại ca, anh nhanh tới đây giúp em giết chết hắn đi mà. Chỉ một mình hắn. Đúng vậy, một mình hắn. Long Thiếu Hổ trên màn hình rơi vào im lặng, không biết là suy nghĩ gì. Tuy nhiên, hắn rất nhanh liền lên tiếng, thấp giọng đáp, đưa điện thoại cho hắn ta, anh muốn cùng hắn nói vài câu. Nhãi con, đại ca của tao tìm mày, Bạo Long âm trầm nói, bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao, xin lỗi đại ca tao vẫn còn kịp đó. Bạo Long hung tợn nói mấy câu này xong liền hướng màn hình điện thoại về phía Trần Đức. Nhóc con, có thể đánh bại nhiều người của tôi như vậy, cậu thực sự không tồi, nhưng Bạo Long trước sau vẫn là em trai của tôi, động tới nó, cậu chỉ có một con đường chết thôi, hiểu chứ? Trần Đức một phát cướp lấy điện thoại từ tay Bạo Long. Anh đang uy hiếp tôi. Trần Đức cười lạnh nhìn Long Thiếu Hổ. Bụp. Một giây tiếp theo, Trần Đức bất thình lình tung một cước về phía Bạo Long. Sau đó, một chân giẫm lên mặt hắn ta. Cười nhếch mép nói với Long Thiếu Hổ, tôi ấy à, không sợ nhất chính là uy hiếp. Nhóc con, mày có phải là không muốn sống nữa không? Gân xanh nơi thái dương của Long Thiếu Hổ giật giật, như muốn nhảy ra ngoài, mau thả nó ra, nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ồ! Trần Đức vừa trả lời, sức lực dưới chân cũng không giảm nhẹ. Răng rắc! Một đạp của anh đã giẫm gãy chân phải của Bạo Long. Tiếp đó lại là một đạp nữa, xử gọn chiếc chân còn lại. A a a a a! Bạo Long thét chói tai, tiếng kêu sợ hãi vang vọng bốn phía. Thế nhưng nơi đây là một sân bóng rổ, xung quanh vô cùng trống trải, căn bản sẽ không có người nghe thấy được. Hắn trợn trừng hai mắt. Đau tới mức chảy mồ hôi lạnh liên tục. Những tên lâu la đang quỳ và nằm sóng xoài trên đất lúc này cũng kinh hãi run sợ. Tên này không phải là người mà, là ma quỷ mới đúng. Ngay trước mặt Long Thiếu Hổ đạp gãy hai chân của em trai hắn. Toàn bộ thành phố Tần có mấy ai dám làm như vậy? Hắn thực sự không sợ trời không sợ đất sao? Mày vừa mới nói khiến tao phải quỳ xuống gọi mày là gì, Trần Đức cúi người. Xoay camera để bản thân và Bạo Long cùng lọt vào khung hình. Bố, làm ơn, buông tha cho tôi. Bỏ qua cho tôi, Bạo Long lúc này thực sự sợ thấu tâm can rồi. Hắn vẫn luôn tưởng rằng Long Thiếu Hổ là bùa hộ mệnh của mình. Nhưng vào giờ phút này, khi đối diện với Trần Đức, hắn mới cảm nhận được thế nào là bất lực, hoảng loạn cùng kinh sợ. Hắn dám khẳng định thằng nhóc trước mắt này chắc chắn là một hung thần ni. Một hung thần sẵn sàng tước đoạt mạng sống của kẻ khác. Vì thế Bạo Long thật sự không dám kiêu ngạo nữa, đại ca vốn là chỗ dựa duy nhất của hắn, chỉ là hiện tại,
một tia tự tin cùng chống lưng kia cũng hoàn toàn tan tành biến mất sạch bóng. Bố, anh là bố của tôi, van xin anh, thả tôi, được không, cầu xin anh. Trên điện thoại, trong video, Long Thiếu Hổ thấy dáng vẻ van nài khổ sở kia của Bạo Long, sắc mặt liền trở nên u ám đến đáng sợ, gân xanh trên thái dương cùng mí mắt cũng theo đó co giật dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Hắn không trách Bạo Long. Cho dù thế nào Bạo Long cũng là em trai ruột của hắn, trong tình huống như vậy, Bạo Long có thể làm gì ngoài việc cầu xin lòng thương xót từ đối phương đây? Dù có lợi hại đến đâu, hắn ta cũng nước xa không cứu được lửa gần. Muốn trách cũng chỉ có thể trách tên thanh niên kia. Trách anh can đảm gan dạ, không coi Long Thiếu Hổ hắn ra gì. Bố, xin hãy bỏ qua, cho tôi, Bạo Long van xin thảm thiết, nước mắt không ngừng lăn dài, giọng của hắn đều đã khản đặc, không ngừng dập đầu van lại. Nhóc con, tao chỉ cho mày một cơ hội, thả nó ra, chuyện ngày hôm nay, Long Thiếu Hổ tao có thể coi như chưa từng xảy ra, sẽ không tính toán với mày. Trong video, Long Thiếu Hổ sau khi im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nhượng bộ rồi. Vì tính mạng của em trai. Hắn đã lùi bước làm ra nhượng bộ lớn nhất. Chỉ cần tên thanh niên này buông tha cho Bạo Long, hắn liền mở lòng từ bi, coi chuyện xảy ra tối này như chưa từng tồn tại. Nhưng, giọng điệu lại thoát chuyển đổi, Long Thiếu Hổ tàn độc bổ sung. Kể từ giờ phút này, nếu em trai tao lại thiếu đi một sợi lông tóc nào thì dù mày có trốn xuống địa ngục, Long Thiếu Hổ tao cũng sẽ lôi mày lên nghiền thành bột phấn, khiến mày sống không bằng. Từ cuối cùng còn chưa bật ra, giọng nói của Long Thiếu Hổ đột ngột im bặt. Chỉ vì trong tay Trần Đức có nhiều thêm một con dao này đã chuẩn xác nhắm vào trái tim của Bạo Long, trực tiếp găm thẳng vào. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Bạo Long, tử vong, hưởng dương 36 tuổi. Khi chết, đôi mắt hắn vẫn tròng tròng nhìn vào Trần Đức. Sâu thẳm nơi đáy mắt tràn ngập khủng hoảng cùng kinh hoàng. E rằng làm thế nào hắn cũng không ngờ tới bản thân vốn tới để phục thù vậy mà sẽ phải chôn thây tại đây. Còn chết dưới tay một thanh niên mới ngoài 20 tuổi. Triệu Thâm cùng những tay sai mà Bạo Long dẫn tới đều chết lặng. Ai cũng không ngờ tới. Người thanh niên trước mắt lại thực sự giết chết Bạo Long rồi. Một khi Bạo Long chết đi, Long Thiếu Hổ liền bùng nổ phẫn hận. Cái chết của hắn ta rất có khả năng sẽ gợi lên chiến tranh giữa khu phía Bắc và phía Nam của thành phố Tần, càng có nhiều khả năng khiến người ra tay giết chết người của hắn phải chết không có chỗ chôn. Không lẽ, tên nhóc này thực sự không sợ hãi chút nào? Đám lâu la của Bạo Long đã hoàn toàn kinh ngạc không nói lên lời, may mắn bản thân thức thời, không chống đối với người này, nếu không có trời mới biết bản thân có bị giết hại hay không. Ngay cả Bạo Long cũng dám đâm chết. Những kẻ dưới trướng nhỏ bé như họ đã được tính là gì? Bạo Long vừa chết. Bầu không khí cũng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng vài giây. Vài giây sau, trong video trên điện thoại di động, Long Thiếu Hổ mới hồi thần lại rồi bùng nổ lửa giận, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa mà bật dậy, mắt như chuông đồng, cắn răng nghiến lợi gần từng tiếng. Nhãi con, mày dám giết nó? Được, được lắm, có dám để lại tên họ không? Nhớ lấy. Tao họ Trần, tên Bát Hoang, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mày tới. Trần Bát Hoang, hay cho một tên Trần Bát Hoang, mày. Răng rắc. Không đợi Long Thiếu Hổ dứt lời, điện thoại đã bị Trần Đức ném xuống đất, một chân dẫm nát. Mọi người lại há mồm trợn mắt một lần nữa. Đó thế nhưng là Long Thiếu Hổ. Ông trùm của khu phía Bắc thành phố Tần. Trong tay nắm giữ toàn bộ tài nguyên của thế giới ngầm tại khu vực phía Bắc. Vậy mà không cho lấy một chút thể diện. Hành động này cũng quá điên rồ rồi. Ra ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng gặp qua kẻ nào điên cuồng như vậy, từng người đều kinh sợ tới cực điểm, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đại ca, Triệu Thâm sắp lại gần tới trước Trần Đức, anh làm như vậy là trực tiếp đắc tội tới Long Thiếu Hổ rồi. Đắc tội chết thì đắc tội chết đi, vẻ mặt Trần Đức bình tĩnh, một tên Long Thiếu Hổ mà thôi, anh căn bản không để trong lòng. Triệu Thâm không biết nói sao. Đắc tội chết liền đắc tội chết. Nói thật nhẹ nhàng. Chuyện này nếu nói nhỏ thì chỉ cần giao nộp ra đương sự là hai người họ có lẽ liền có thể giải quyết. Nếu lớn chuyện, rất có khả năng sẽ dẫn tới một trận gió tanh mưa máu giữa khu phía Bắc và khu phía Nam. Khi đó không biết có bao nhiêu huynh đệ sẽ phải mất mạng vì trận giao tranh này. Ai?
Triệu Thâm thở dài thườn thượt, gặp phải vị hoàng đế này, anh ta cũng không có biện pháp, ai kêu người ta là đại ca đây. Anh Thâm, anh thế nào rồi? Đúng lúc này, mười mấy chiếc xe tải đột nhiên dừng ở đằng xa, lần lượt từng người từ trong xe lao nhanh xuống, còn mang theo cả vũ khí. Biết được Triệu Thâm gặp nạn, họ đã gấp rút chạy tới giúp đỡ. Chỉ là, sau khi xuống xe, thấy được tình hình trong sân bóng rổ. Tất cả đều sững sờ. Con mẹ nó, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Đây là gặp nạn mà Triệu Thâm nói sao? Tất cả mọi người đều ngơ ngác, tiếp đó liền ập tới vây lấy Triệu Thâm, thấy hắn ta không có chuyện gì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Anh Thâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người đàn ông hỏi, hắn ta là thân tín của Triệu Thâm, cũng là chú hai, mà Triệu Thâm đã kêu hai thuộc hạ nâng đỡ trước khi rời đi, tên gọi Trần Tường. Các vị, tôi đã không sao nữa rồi, mau tới đây ra mắt đại ca lớn đi, chính đại ca lớn đã cứu mạng tôi đêm nay đó, Triệu Thâm giới thiệu với mọi người, đây là đại ca của đại ca Phỉ Tứ, mọi người kêu lão đại là được rồi. Lão đại, hàng chục người đồng thanh chào Trần Đức, bọn họ làm thế nào cũng không thể tin được việc chính người thanh niên trước mắt đã giải quyết mọi chuyện, nhưng họ dành sự tôn trọng tuyệt đối cho Triệu Thâm. Tốt, Triệu Thâm nói, đem tất cả những tên này trở về. Còn có thi thể của Bạo Long mang về cho chó ăn. Triệu Thâm cũng là một người tàn nhẫn, đâm lao thì phải theo lao, dẫu sao giết, cũng đã mạo phạm Long Thiếu Hổ tới bước đường sống chết, còn không bằng triệt để đắc tội. Vâng, dưới sự chỉ huy của Triệu Thâm, mọi người bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Đợi Triệu Thâm ngoảnh lại mới phát hiện đại ca lớn đã rời đi từ lúc nào. Trần Đức đương nhiên sẽ không trở lại nhà của Liễu Như Nguyệt với một thân nặng mùi máu tanh này mà quay lại nhà riêng tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trên tay Trần Đức đang cầm tấm bản đồ máu mà Trương Phàm để lại mà ngẩn ngơ. Vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ máu, anh vừa lẩm bẩm. Các anh em, hiện tại tôi đã diệt trừ đi di chứng, sự phô trương của ngày hôm nay chỉ là bắt đầu, tôi sẽ khiến kẻ hại chết mọi người phải chú ý tới sự tồn tại của tôi, phải tới tìm tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ phải khiến chúng trả giá đắt, nợ máu phải trả bằng máu. Trong đầu Trần Đức hiện lên hình ảnh của các anh em ngày xưa, còn có bóng dáng của người phụ nữ đó, sắc mặt của anh có chút tái nhợt, nơi sâu thẳm nội tâm quặn thắt từng cơn đau. Anh vẫn nhớ những gì người đứng đầu gia tộc ở nước ngoài nói lại với mình trước khi chết. Người mà những kẻ đó muốn giết không phải là anh em gắn bó với anh, cũng không phải là người vợ thân yêu của anh, mà là anh. Miễn là anh phách lối xuất hiện trong tầm mắt quần chúng. Trần Đức tin rằng, những kẻ đó nhất định sẽ tự tìm tới cửa. Anh không biết kẻ đứng phía sau màn vì sao lại muốn giết mình, nhưng bất luận vì lý do gì, chỉ cần bọn chúng dám tới, Trần Đức liền sẽ khiến chúng chết không có chỗ chôn. Các anh em, còn có người phụ nữ phải chôn theo đó của anh. Cốc cốc cốc, Bát Hoang, anh có ở nhà không? Từ ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Theo đó giọng nói của một người phụ nữ cũng vang lên. Trần Đức vội vàng thu lại bản đồ máu, mặc thêm quần áo rồi mở cửa, chị dâu. Đứng ngoài cửa không phải ai khác mà chính là người đẹp chủ nhà, Diêm Thanh Nhã. Diêm Thanh Nhã lúc nào cũng khoác trên người bộ đồ mặc ở nhà trang nhã, một chiếc váy hồng phấn nhạt, cùng đôi dép xăng đan hơi toát lên nét lười biếng, vóc dáng cô ta đầy đặn, cặp đùi thon thả, trên chiếc cổ ngọc thơm ngát là chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh. Cô ta sở hữu nước da hồng hào, gương mặt căng bóng khỏe khoắn, rõ ràng đã ngoài tứ tuần nhưng trông cô ta như chỉ vừa qua 30, so với những người phụ nữ ngoài 20 kia, cô ta không chỉ có dáng người cùng dung mạo đẹp hơn mà cả sự quyến rũ chỉ những người phụ nữ ở độ tuổi như cô ta mới có. Nhìn vẻ ngoài của cô ta, sau khi không có sự hiện diện của tên đàn ông kia, dường như những ngày tháng trôi qua còn khá thoải mái. Còn gọi tôi là chị dâu, Diêm Thanh Nhã trợn trắng mắt nhìn Trần Đức. Ồ, Trần Đức khẽ tỏ ra hối lỗi, thực xin lỗi, chị Thanh Nhã. Cũng đừng kêu tôi là chị, để tôi nghĩ xem, hay là gọi tôi là dì Diêm, thế nào, Diêm Thanh Nhã cười trong veo đáp. Được thôi, dì Diêm, Trần Đức có chút khó hiểu, lần trước không phải cô ta bảo anh gọi là chị sao, sao lần này lại thay đổi rồi, tâm tư phụ nữ đúng là khó nắm bắt, cũng may đó chỉ là vấn đề xưng hô, anh ngược lại cũng không để tâm, dì Diêm tìm tôi có chuyện gì sao. Diêm Thanh Nhã cười khúc khích, nét mặt cũng tốt hơn một chút. Từ sau khi Trần Đức xử lý tên khốn Thái Dũng kia,
hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô ta, chỉ là trong những ngày qua, trong tâm trí cô ta lại luôn xuất hiện hình ảnh của người đàn ông trước mắt này. Đặc biệt là vào ban đêm, thậm chí còn có nhiều lần mơ thấy cùng Trần Bát Hoang Anh xảy ra vài chuyện không thể miêu tả được trên ghế sofa trong phòng khách. Trong khoảng thời gian này, cô ta vậy mà ở trong trạng thái ám ảnh với Trần Bát Hoang. Chỉ là tên nhóc này vẫn luôn không quay lại nhà, cô ta muốn gặp anh cũng không thấy nổi bóng lưng. Đêm nay không dễ dàng gì mới trông mong được anh trở lại, nghĩ xong lý do cô ta liền tìm tới cửa, Bát Hoang, cậu hẳn là vẫn chưa dùng cơm tối đi, sự việc lần trước tôi vẫn chưa có thời gian cảm ơn cậu một cách tử tế, vừa hay con gái tôi hôm nay cũng trở lại, liền muốn mời cậu tới nhà cùng nhau ăn đêm. Trần Đức cuối cùng cũng hiểu tại sao Diêm Thanh Nhã bỗng nhiên muốn thay đổi cách xưng hô, thì ra là do con gái cô ta đã trở về. Nếu xét về tuổi tác, con gái của cô ta không nhỏ hơn Trần Đức bao nhiêu tuổi, nếu anh gọi Diêm Thanh Nhã là chị, con gái của cô ta lại xưng hô với anh như thế nào đây? Đối mặt với lời mời của Diêm Thanh Nhã, Trần Đức cũng không từ chối, anh hiện tại quả thực có chút đói bụng, có thể ăn trực một bữa cũng không tồi. Đi theo Diêm Thanh Nhã lên lầu đến nhà cô ta. Cánh cửa từ bên trong mở ra là một cô gái tầm 21-22 tuổi, tướng mạo có vài phần giống Diêm Thanh Nhã, khuôn mặt cùng vóc dáng thuộc hàng trung bình, cô ta mặc quần jean siêu ngắn và áo phông trắng, trang điểm trẻ trung thanh lệ, cũng được tính là nữ thần trong lòng các chàng trai. Bát Hoang, đây là con gái của tôi, Diêm Mộng, Diêm Thanh Nhã giới thiệu với Trần Đức, sau đó quay sang nói với con gái, vị này chính là người thuê phòng trước đó mà mẹ đã nhắc tới với con. Chào em. Trần Đức mỉm cười chào Diêm Mộng chỉ hừ lạnh liền quay lưng bỏ đi. Ai, Bát Hoang, cậu đừng tức giận, đứa con gái này của tôi vẫn luôn như vậy, nó biết là do cậu đuổi bố nó đi nên có chút khó chịu thôi, Diêm Thanh Nhã lắc đầu bất lực. Tuy Thái Dũng là một tên khốn kiếp nhưng đối xử với người con gái Diêm Mộng này miễn cưỡng có thể chấp nhận được, giữa hai người còn có chút tình cảm, Trần Đức khiến Diêm Thanh Nhã cùng Thái Dũng ly hôn, trong lòng Diêm Mộng đương nhiên có chút không thoải mái. Tuy nhiên con gái cô ta cũng hiểu rõ đức tính của Thái Dũng, ngoài mặt không vui nhưng trong lòng cũng âm thầm ủng hộ hai người họ ly hôn, chỉ đơn giản là không thoải mái với Trần Đức. Cô gái nhỏ tức giận nhưng Trần Đức cũng không quan tâm, cũng không chấp nhặt với cô ta. Làm sao một người có thể có nhiều vết thương như vậy được? Cô bất giác đến gần Trần Đức, ngón tay mảnh khảnh lướt trên những vết sẹo đó, đầu ngón tay trắng nõn tương phản rõ rệt với nước da màu đồng của anh. Những vết sẹo này nhìn mà đau lòng. Diêm Thanh Nhã ngơ ngác nhìn những vết sẹo trước mặt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này, rốt cuộc đã trải qua những gì? Tôi từng là một người lính, một trong những người lính hàng đầu trong quân đội, thực hiện vô số các nhiệm vụ nguy hiểm. Những vết sẹo này do các nhiệm vụ đó để lại. Lời nói của Trần Bát Hoang rất dõng dạc, những vết sẹo chỉ tượng trưng cho quá khứ của tôi, mà tương lai của tôi còn nguy hiểm và chết chóc hơn, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Trở lại đô thị, một ngày nào đó, Trần Đức nhất định sẽ tìm cách trả thù cho anh em và người phụ nữ của mình. Và kẻ địch sau lưng bọn họ, có thể ẩn nấp đến ngày hôm nay đủ để chứng tỏ, chúng có sức mạnh như thế nào. Tương lai của anh, chắc chắn không êm đềm hơn quá khứ. Chị Diêm, Trần Đức nói, chị muốn một cuộc sống ổn định, trung tình, đơn thuần, những thứ này. Trần Bát Hoang tôi không thể cho chị được. Quan trọng nhất là... Yêu một người phụ nữ quá khó, thế nên, tôi có rất nhiều phụ nữ, tôi nghĩ, về điểm này chỉ khó có thể chấp nhận được. Trần Đức phải nói rõ ràng, không thể để Diêm Thanh Nhã lạc lối và tự ti vì bị anh từ chối. Giúp người thì khó, nhưng hủy đi một người thì rất dễ. Anh không muốn làm Diêm Thanh Nhã buồn. Những lời của Trần Đức xoay quanh tâm trí Diêm Thanh Nhã. Đột nhiên, cô ta lại ôm chầm lấy Trần Đức nói, Bát Hoang. Chị Diêm ở cái tuổi này rồi, sớm đã không còn nghĩ đến tình yêu nữa, cũng không mong có được tình yêu, điều tôi cần chỉ là sự an ủi, chỉ cần khi tôi mệt, có người vỗ về, khi tôi khổ, có người nghe tôi tâm sự, như vậy là đủ rồi. Tôi không quan tâm quá khứ của cậu, chỉ cần tương lai mà thôi. Tôi chỉ muốn, cậu. Diêm Thanh Nhã ôm eo Trần Đức, cô ta thấp hơn Trần Đức một cái đầu, lúc nói chuyện, đôi môi đỏ mọng đó đã che đi những vết sẹo kia. Trần Đức có bao nhiêu phụ nữ, cô ta không quan tâm. Đàn ông giỏi luôn có nhiều phụ nữ, rất nhiều người không hiểu điều này nhưng Diêm Thanh Nhã sớm đã nhìn thấu. Những ông trùm kinh doanh, những người nổi tiếng,
thể hiện tình cảm ân ái trước mặt mọi người, nhưng ai mà biết phía sau lưng bẩn thỉu thế nào. Ít ra, người đàn ông này đã nói rất rõ ràng. Diêm Thanh Nhã căng thẳng, mong chờ và hy vọng Trần Đức sẽ không từ chối mình nữa, đầu ngón tay nhẹ lướt qua những vết sẹo gớm ghiếc kia. Lời của Diêm Thanh Nhã đã rất rõ ràng. Hai người đều có được những thứ mình cần, không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Nếu còn từ chối nữa, Trần Đức thật không còn là đàn ông, tay anh ôm lấy Diêm Thanh Nhã, được, tôi đồng ý với chị. Mẹ! Giữa lúc hai người đang chuẩn bị tiến thêm một bước thì tiếng của Diêm Mộng bất ngờ vang lên ngoài bếp. Tiếng hét này làm cho Trần Đức sợ hãi, nhanh chóng mặc quần áo vào, Diêm Thanh Nhã vô thức quay người đứng trước mặt Trần Đức. Chỉ thấy Diêm Mộng đang đi về phía này, đứng ở cửa. Mộng Mộng, có chuyện gì? Diêm Thanh Nhã hỏi với vẻ xấu hổ. Máy sấy tóc để ở đâu vậy? Diêm Mộng nói, không để ý đến sự kỳ lạ của hai người, sao con tìm mãi không thấy? Ở phòng khách, trong tủ tivi phía bên trái. Ồ, Diêm Mộng nói, đúng rồi, mẹ, lát con đi cây tivi cùng bạn học nhé. Được, mẹ biết rồi, đi sớm về sớm, chú ý an toàn. Vâng ạ. Diêm Mộng xoay người rời đi, không lâu sau có tiếng đóng cửa, Diêm Thanh Nhã có chút xấu hổ quá, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Chúng ta tiếp tục. Trần Đức vẫn chưa kịp nói gì. Diêm Thanh Nhã đã cười nhẹ nhàng và đến gần Trần Đức, cảm giác an toàn do người nào đó mang lại khiến tim cô đập loạn. Có lẽ chưa từng có trải nghiệm đó trước đây, mặt Diêm Thanh Nhã nóng bừng, đỏ ửng, tim đập càng ngày càng nhanh, căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, theo thời gian, sự căng thẳng dần trở nên tự nhiên hơn. Trong căn bếp nhỏ, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, những âm thanh ngân nga như bản nhạc hay, nối tiếp với những độ cao khác nhau, hấp dẫn khác lạ. Toàn bộ phần biểu diễn kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Sau khi trải qua chuyện này, Diêm Thanh Nhã dường như trở nên trẻ hơn, xinh đẹp hơn, cô càng ngày càng thích người đàn ông trước mặt này, trong một tiếng này, anh đã mang đến cho cô rất nhiều bất ngờ và vui vẻ. Bát Hoang, bữa ăn đêm tối nay, có ngon không? Diêm Thanh Nhã thì thầm vào tai Trần Đức. Trần Đức chỉ muốn ăn một bữa khuya đơn giản. Ai mà ngờ, bữa ăn đêm này lại biến thành đêm xuân. Anh cũng rất bất lực, sự chủ động của Diêm Thanh Nhã thật sự nằm ngoài dự liệu. Chẳng lẽ đây là nỗi khổ của trai đẹp sao? Trần Đức đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc hút, hít một hơi dài rồi thở ra, khói tạo thành vòng tròn rồi tan vào không khí. Chị Diêm, bất kể thế nào, sau này chị cũng là người phụ nữ của Trần Bát Hoang tôi, có gì khó khăn, chị cứ tìm tôi. Yên tâm, tôi nhất định sẽ thường xuyên tìm cậu, Diêm Thanh Nhã ôm lấy eo Trần Đức. Hà hơi vào bên tai anh nói, Bát Hoang, tôi hy vọng cậu có thể thường xuyên chủ động tìm người ta ăn đêm. Trần Đức nhìn cảnh sắc bên ngoài nói, chị làm việc đi, tôi phải về nhà ngủ một giấc. Tôi tiễn cậu. Trần Đức rời khỏi nhà Diêm Thanh Nhã, thở phào nhẹ nhõm, người phụ nữ này quá dịu dàng, quá chủ động, anh lo lắng nếu ở cùng cô lâu, lại thêm một hiệp nữa, thế nên chỉ có thể chuồn sớm. Về đến nhà. Đã là hơn 12 giờ đêm. Trần Đức ngủ một giấc đến sáng, sáng sớm hôm sau anh đến bệnh viện 308 thăm Tử Hàm. Bệnh tình của cô bé càng ngày càng tốt hơn, theo tình hình này thì một tuần nữa có thể xuất viện và tiếp tục đi học. Tình hình của Tiểu Khả có chút phức tạp hơn, mất khoảng nửa tháng nữa. Tóm lại, tình hình của hai đứa nhóc này đều được cải thiện, Trần Đức dự định đợi sau khi Tử Hàm xuất viện sẽ chuyển đến căn biệt thự mà Trương Thiên Dương tặng anh. Anh muốn cho cô bé một môi trường sống tốt hơn. Sau khi chơi với hai đứa nhỏ một lúc, Trần Đức lại mua thêm thuốc bắc của bệnh viện, có thuốc độc, có thuốc bổ, nếu chú ý quan sát, có thể thấy hai loại thuốc này đều liên quan đến da. Diệp Khánh Ngôn, tôi nói có thể chữa lành vết thương trên mặt cho cô thì nhất định sẽ làm được, để xem đến lúc cô thua cuộc sẽ như thế nào. Khi về đến nhà, Trần Đức tìm thấy một chiếc nồi áp suất. Anh lấy những dược liệu giống nhau. Theo một phương thuốc trong đầu mình, từ từ cho vào trong nồi. Luyện đan tốt nhất nên dùng vạc, những cái bình thường sẽ không có hiệu quả, cứ luyện tập một đơn thuốc sơ cấp trước chắc không vấn đề gì. Trần Đức dựa theo kinh nghiệm của mình, đem chú nhan đan đơn giản hóa bắt đầu tinh luyện. Với cái nồi đều và loại lửa này, có lẽ ít nhất sẽ mất một ngày nhỉ. Trần Đức bất lực, dựa theo những kinh nghiệm mà anh được truyền lại, luyện đan không phải như thế này. Luyện đan thật sự cần người có tính hỏa. Ngưng tự thành chân hỏa mới có thể tiến hành luyện đan được. Chỉ có như vậy,
những viên đan dược luyện ra mới là hoàn mỹ nhất, cao cấp nhất. Anh là thuộc tính hỏa, nhưng lại chưa đạt đến cảnh giới đó. Cho đến nay, chỉ có thể dùng ngọn lửa thông thường để thử tinh chế một số loại đan dược sơ cấp, đơn giản, theo lý mà nói có lẽ không có vấn đề gì. Chỉ là thời gian lâu hơn một chút, muốn luyện chế những dược liệu này vô cùng phiền phức. Reng. Trần Đức đang luyện đan, điện thoại của anh đột nhiên có chuông, lấy ra xem thì là một số lạ. Anh cúp máy theo thói quen. Chỉ là... chưa đầy 5 giây sau, chuông lại vang lên. Alo, Trần Đức không kiên nhẫn bắt máy nói, tôi đang bận, đừng có gọi cho tôi nữa. Rụp. Nói xong, anh trực tiếp tắt nguồn. Trần Đức cứ nghĩ đó là điện thoại rác, cúp máy xong còn tắt nguồn, bắt đầu chuyên tâm luyện đan. Đồng thời, thành phố Tần, trong một nhà máy bỏ hoang. Một người đàn ông cầm điện thoại với vẻ mặt khó hiểu. Sau lưng người đàn ông là một người khác, đang hút xì gà. Ở cách đó không xa, trên xà đơn đang treo một người không mặc quần áo. Người này, chính là Đàm Thu. Thân trên của cậu ta có vết roi da quất vào, từng vết máu đỏ thẫm nhìn mà kinh người. Ngoài ra, còn có một người đàn ông tầm 30 tuổi, chống tay, đứng ở phía xa, dựa vào tường, vẻ mặt lãnh đạm. Thế nào, hắn nói sao, người đàn ông hút xì gà chưa tới 30 tuổi, trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex, nhìn người đàn ông cầm điện thoại di động trước mặt. Kiêu ngạo hỏi. Hắn ta. Người kia không nói lên lời, hắn cúp máy rồi, còn tắt nguồn nữa. Cái gì? Người đàn ông hút xì gà đứng bật dậy, cầm roi ra đánh lên người Đàm Thu. A! À, Đàm Thu kêu lên, sắc mặt tái mét. Đàm Thu, mày không phải anh em với thằng danh kia sao, đến điện thoại của tao nó cũng không nghe, mày nói đi, anh em cái con mẹ gì? Chát! Vừa nói, hắn ta vừa quất thêm một roi nữa. Trên người Đàm Thu có thêm hai vệt máu dài. Phụt. Đàm Thu nhịn đau, run run nói, các người muốn dùng tôi để lừa anh Hoang đến đây à, đừng có mơ, anh ấy sẽ không đến đâu. Chát, chát, chát. Người đàn ông kia không nói gì, lại đánh thêm. Thêm vài roi nữa, Đàm Thu kêu lên từng hồi thảm thiết, mà tiếng kêu thảm này vào trong tai người đàn ông kia, giống như âm nhạc, trên mặt hắn ta vậy mà hiện lên vẻ thích thú. Cho hắn nửa tiếng cuối cùng, sau nửa tiếng, nếu vẫn không nghe máy thì tao sẽ giết mày. Lúc này, Trần Đức vẫn đang luyện đan. Đột nhiên, mí mắt anh cứ giật liên hồi. Chuyện gì vậy nhỉ? Trong lòng anh đột nhiên dâng lên cảm giác hoảng loạn, hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Vừa nghĩ đến hai cuộc điện thoại vừa rồi, anh càng cảm thấy không đúng. Ngay lập tức, anh bật điện thoại. Vừa mới bật lên, điện thoại lại reo. Trần Đức ngừng một chút, một giây sau, anh nhấn nút trả lời, alo. Cậu chủ, điện thoại thông rồi. Mang đến đây. Điện thoại bên kia truyền đến giọng hai người đang nói chuyện, tiếp đó, một giọng nói ảm đạm từ bên kia vang lên, Trần Đức, Trần Bát Hoang, đúng không? Là tôi, anh là. Trần Bát Hoang, mày giỏi lắm, là mày đã phế đi đôi chân của Hàn Tùng, còn đe dọa diệt cả nhà họ Hàn đúng không? Điện thoại bên kia vang lên một giọng nói u ám. Đúng. Trần Đức nói, thế nên. Ha ha, Trần Bát Hoang, tao không biết ai cho mày lá gan và dũng khí, dám nói ra những điều như vậy, có điều, nếu đã nói ra, thì mày phải trả giá. Bây giờ, người anh em Đàm Thu của mày đang ở trong tay tao, theo như thông tin tao điều tra được, hai đứa mày có quan hệ rất tốt, đúng không? Anh em mày giờ giống như một con chó chết, bị tao treo lên cột của đền Thiên Ẩn trên núi Thiết Mãnh. Trái tim Trần Đức thắt lại. Một cỗ tức giận bùng cháy tự tận đáy lòng, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh, anh muốn như thế nào? Tao không muốn thế nào cả, chỉ muốn chơi trò mèo vờn chuột với mày thôi, Đàm Thu là người đầu tiên tao động tới, người thứ hai là cô ả tên Hạ Thiên Tuyết, người thứ ba là em gái Tử Hàm của mày. Luật chơi rất đơn giản, từ chỗ mày đến đền mất nửa tiếng đúng không? Tao cho mày 15 phút, 15 phút sau nếu mày không đến được đây, Đàm Thu sẽ chết. Mà tao... trong vòng 15 phút này sẽ bắt ả Hạ Thiên Tuyết kia, cũng sẽ cho mày thời gian và địa điểm, đợi mày đến cứu. Đồng thời, còn có em gái dễ thương của mày nữa. Chậc chậc, tao thấy trò này khá vui đấy, rất thú vị, có tính thử thách, thế nào? Mày có hứng tham gia không? Người đàn ông đó dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, hình như mày không có lựa chọn thì phải, bắt buộc phải tham gia, trừ khi mày không quan tâm đến anh em và phụ nữ của mình.
Trần Đức rơi vào trầm mặc. Sự im lặng chết chóc. Tử Hàm, Đàm Thu, Hạ Thiên Tuyết. Ở một khía cạnh nào đó, ba người này, đại diện cho tình thân, tình bạn và tình yêu của anh. Ý đồ giết người này, phải nói người đối diện thật sự rất thông minh, đã nắm rõ điểm yếu của Trần Đức. Trong trò mèo vờn chuột này, anh thật sự không có sự lựa chọn nào khác, dù thế nào thì anh cũng phải tham gia. Có phải mày đang rất phẫn nộ, rất tức giận không? Ha ha, điện thoại bên kia, người đàn ông ngạo nghễ nói, tao chính là thích nhìn bộ dạng lũ kiến hôi chúng mày ghét tao, nhưng lại không làm gì được tao cả. Trần Bát Hoang, chẳng phải mày rất giỏi sao? Còn muốn hủy diệt nhà họ Hàn, ha ha. Đến đây, để tao xem mày lợi hại đến mức nào, lấy gì để đối phó với nhà họ Hàn tao. Ồ, nhân tiện, tốt nhất mày không nên gọi cảnh sát, kinh động đến lũ đó, có lẽ sẽ cứu được em gái và người yêu mày, nhưng mạng của anh em mày thì không chắc đã giữ được. Trò chơi bây giờ bắt đầu, anh em mày, đợi mày ở đền Thiên Ẩn, Trần Bát Hoang, nhớ lấy tên của tao, tao tên là Hàn Thái, là khắc tinh của mày, là Hàn Thái sẽ chơi đùa mày trong lòng bàn tay. Bíp, bíp, bíp. Trong ống nghe truyền đến tiếng cúp điện thoại, ánh mắt Trần Đức lúc này cực kỳ lãnh đạm, anh nín thở, không khí bỗng lạnh lẽo như hầm băng, cơn giận cùng cực từng cơn đánh mạnh vào lồng ngực của anh. Người nhà họ Hàn. Không ngờ rằng, người nhà họ Hàn lại thật sự ra tay từ những người xung quanh anh. Được lắm. Rất tốt. Cực kỳ tốt. Vài giây sau, Trần Đức đi tới chỗ cất rượu, giống như uống nước lọc, từng ngụm lớn uống. Sau đó thỏa mãn hít sâu mấy hơi mới dần bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại, gọi cho Phỉ Tứ. Đại, đại, Hoang gia, Phỉ Tứ nhấc máy ngay lập tức. Trong vòng một phút, bảo đàn em của anh chuẩn bị cho tôi một chiếc xe chờ ở dưới lầu, Trần Đức lạnh lùng nói. Được, Hoang gia, xảy ra chuyện gì sao? Bên kia điện thoại, Phỉ Tứ cảm thấy giọng điệu của Trần Đức có chút khác lạ, mặc dù đã cố gắng hết sức kìm nén nhưng vẫn có cảm giác lạnh như băng. Khiến người nghe rùng mình. Không có gì, anh làm theo lời tôi là được. Không giải thích nhiều, Trần Đức cúp máy, không bảo Phỉ Tứ đưa người đi bảo vệ Tử Hàm hay Hạ Thiên Tuyết. Hàn Thái kiêu ngạo như vậy, rất có thể xung quanh hắn còn có những võ giả như Hàn Công Quyết hoặc Chú Cung. Nói cách khác, rất có khả năng bản thân Hàn Thái chính là một võ giả. Đối diện với võ giả, đám người Phỉ Tứ căn bản không phải là đối thủ. Rất nhanh, dưới lầu, một tên đàn em trong khu đã lái đến một chiếc BMW, hắn ra khỏi xe và chào hỏi khi nhìn thấy Trần Đức. Hoang gia, đây là chiếc xe tốt nhất ở quanh đây. Rừng. Tên này còn chưa kịp nói hết thì chiếc BMW đã lao ra ngoài, chỉ còn lại bụi mờ phía sau, tốc độ nhanh đến mức biến mất chỉ trong nháy mắt. Ực, tên đàn em nuốt nước miếng, đây, là thần đua xe sao? Thân là một cựu quân nhân, xe, đương nhiên Trần Đức biết lái. Và lại, kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, còn mạnh hơn một số tay đua chuyên nghiệp. Ngoài ra, Trần Đức còn biết lái xe tăng, máy bay chiến đấu và các thiết bị chiến đấu cao cấp khác. Đền Thiên Ẩn núi Thiên Mãnh, nơi này không quá khó tìm. Từ nhà Trần Đức lái xe đến đền Thiên Ẩn phải mất nửa giờ đúng như Hàn Thái đã nói. Để đến được đền Thiên Ẩn trong vòng 15 phút, vận tốc của ô tô phải đạt ít nhất 80 km/h. Hàn Thái tính thời gian rất chuẩn, với tốc độ bình quân như vậy, từ nhà anh đến đền Thiên Ẩn gần như không thể nhanh hơn được. Hàn Thái, vận tốc 80 km, thật sự là cực hạn của người thường, nhưng đó không phải là của tao. Rừng, rừng, chân ga đạp hết mức, trên bảng điều khiển của xe BMW, tốc độ đã tăng từ 40 km lên đến 50, sau đó là 80, 100, 150, 200 km. Trong 20 giây, Trần Đức đã ở trong khu vực nội thành, trực tiếp tăng tốc độ lên đến 200 km, tốc độ này khi chạy trên đường cao tốc rộng và thẳng đã đủ nhanh rồi. Mà đây lại là trong nội thành. Người đi đường chết lặng, một chiếc BMW lao nhanh đến mức chỉ trong nháy máy đã không thấy đâu rồi. Phắc, đó là đang đua xe sao? Này, muốn chết à? Nhanh nhìn đi, chiếc xe kia nhanh quá. Không tốt, sẽ gặp tai nạn mất. Phía trước có hai chiếc xe đang chắn ngang đường, căn bản không thể vượt qua được, với tốc độ này, không phanh kịp mất. Qua, qua, qua rồi kìa. Chiếc xe băng qua thành phố đông đúc, tiếng bàn tán xôn xao vang lên, đúng lúc mọi người đang kinh ngạc về tốc độ và kỹ thuật thì bất ngờ có hai chiếc ô tô chặn ở phía trước.
cứ tưởng rằng một vụ tai nạn sắp xảy ra thì chiếc BMW đột nhiên nghiêng sang một bên. Đúng vậy, là nghiêng sang một bên. Toàn bộ phần xe bên trái, ngay lúc sắp va vào hai chiếc ô tô kia, đột nhiên chồm lên cao, hai bánh xe cọ sát với mặt đất, từ từ lao qua giữa hai chiếc xe kia. Mà hai chiếc xe kia không hề bị hư hại gì. Một cú né hoàn hảo. Rầm. Sau khi lao qua hai chiếc ô tô, BMW lại tiếp đất bằng cả bốn bánh và biến mất trong tích tắc. Con mẹ nó, giỏi thật sự. Cao thủ, đúng là cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Sợ vãi tè. Người đi đường sững sờ kinh ngạc, hai chiếc ô tô bị lướt qua sợ tới mức toát mồ hôi hột, chân run cầm cập. Họ lái xe đã nhiều năm, chưa bao giờ thấy cái gì đó thần kỳ đến vậy. Núi thiết mãnh. Đường quanh co, nhiều khúc cua liên tiếp tới 180 độ. Lên đến con đường núi này, Trần Đức hoàn toàn không có ý giảm tốc độ. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ. Nhanh, nhanh hơn nữa. Thời gian 15 phút, anh phải rút ngắn xuống còn 2/3, chỉ bằng cách này anh mới có cơ hội ngăn cản Hàn Thái trước khi hắn ta ra tay với người tiếp theo. Đường núi thiết mãnh thật sự quá quanh co, mấy lần suýt nữa thì Trần Đức lao ra khỏi vách núi, vô cùng nguy hiểm. Cuối cùng, anh đã đến đền Thiên Ẩn. 6 phút. Cả quá trình chỉ mất 6 phút. Đỗ xe bên ngoài đền Thiên Ẩn, Trần Đức lao vào, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Đàm Thu, người đang bị treo trên xà, có vẻ như đang hấp hối. Thân thể cậu ta đầy vết máu do roi đánh, từng vệt máu đỏ tươi khiến người ta nhìn mà đau lòng. Trong chùa, ngoài Đàm Thu ra, không có ai khác. Và trên người Đàm Thu được buộc thêm một quả bom đang đếm ngược. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trần Đức bùng lên sát khí. Những người đó thật sự muốn giết Đàm Thu. Anh có thể nhìn ra, đó là một quả bom thật sự. Nếu như anh không đến đúng thời gian, nó chắc chắn sẽ phát nổ. Đàm Thu. Trần Đức lao qua, cắt dây và hạ cậu ta xuống, dễ dàng rút dây đồng hồ bấm giờ. Đàm Thu, cậu thế nào rồi? Anh bát hoang, tôi, không sao, Đàm Thu yếu ớt nói, có vẻ rất mệt mỏi. Trần Đức lấy ra một lọ thuốc, đổ thuốc lên vết thương của Đàm Thu, không sao thì tốt. Cậu nghỉ ngơi trước, những việc còn lại giao cho tôi. Anh bát hoang, tôi đi với anh, Đàm Thu nghiến răng nói, cố gắng đứng lên, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu ta hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cậu ta coi Trần bát hoang như anh em, như anh trai mình, tuyệt đối không thể để anh đi mạo hiểm một mình. Không được. Tuy nhiên, Trần Đức không cần nghĩ mà từ chối ngay đề nghị của Đàm Thu. Tôi đã bị bọn chúng đe dọa rồi, nếu cậu đi cùng tôi, chỉ sẽ thêm một người chịu uy hiếp thôi, cậu yên tâm, tôi sẽ không sao cả. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì cả, cậu về trước đi. Không đợi Đàm Thu nói tiếp, Trần Đức đã lái xe rời đi. Đàm Thu chỉ là một người bình thường, đối diện với nhà họ Hàn và những võ giả kia, cậu ta quá yếu. Ít nhất là hiện tại rất yếu. Đi cùng với anh, rất có thể sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Trong xe, Trần Đức gọi điện cho Hạ Thiên Tuyết. Rất nhanh, điện thoại đã được nhấc máy. Nhưng mà, giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia không phải là của Hạ Thiên Tuyết, đó là giọng Hàn Thái. Yo, Trần bát hoang, muốn báo tin cho người tình bé nhỏ của mày, bảo à ta chạy đi à. Trần Đức im mặc, hắn ta không đợi Trần Đức lên tiếng, bên kia lại nói tiếp. Bây giờ tao đang ở Thiên Hương Kiều. Trần bát hoang, lần này thời gian cũng là 15 phút, không biết mày đã cứu được anh em của mình chưa, nhưng dù sao thì, mày cũng phải nhanh chóng xuất phát, từ đền Thiên Ẩn đến Thiên Hương Kiều mất tầm 20 phút đấy. Tiếp theo đó, mày chạy từ từ đến bệnh viện, tao sẽ tới bệnh viện chào hỏi con nhóc Tử Hàm kia, ồ, đúng rồi, để tao cho mày nghe giọng người đàn bà của mày nhé. Giọng nói âm u vừa dứt, tiếp theo đó là giọng nói của Hạ Thiên Tuyết bên kia vang lên, bát hoang, anh. Hạ Thiên Tuyết chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp. Từ đầu đến cuối, Trần Đức không nói một lời. Xe vẫn tiếp tục tăng tốc. Rất nhanh, anh đã rời khỏi núi Thiên Mãnh. 6 phút sau, xe của anh dừng lại trước quán bar của Hạ Thiên Tuyết. Trong quán bar là một mớ hỗn độn. Đồ uống các loại đổ đầy đất, bàn ghế bị lật tung nằm ngổn ngang. Ngoài ra còn có một vài vệ sĩ bị thương được buộc lại với nhau. Trong đó, Hạ Thiên Tuyết bị trói vào bàn, bên cạnh có vài chai bia vỡ,
mái tóc cô dính đầy bia, trên tóc còn có những mảnh vụn do thủy tinh vỡ bắn ra. Trán cô đỏ bừng, rõ ràng là bị chai bia kia đập vào. Bát hoang! Hạ Thiên Tuyết được cứu, cô vô cùng sợ hãi, ôm chầm lấy Trần Đức, toàn thân run rẩy. Không sao, không sao cả. Trần Đức an ủi cô, những người đó đang muốn chơi ăn, là anh làm liên lụy đến em rồi. Bát hoang, em không sao, anh mau đi cứu Tử Hàm đi. Hạ Thiên Tuyết quanh năm đều ở trong quán bar, đã nhìn thấy không ít cảnh tượng còn máu me hơn, cô ta biết bây giờ điều gì là quan trọng nhất. Trần Đức liếc nhìn đám vệ sĩ và bồi bàn bị thương, Thiên Tuyết, em an ủi mọi người, ở đây giao cho em nhé. Anh yên tâm đi đi. Hạ Thiên Tuyết bỗng kiếng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên trán Trần Đức, em đợi anh trở lại. Cô ấy là người hiểu chuyện, không hỏi chuyện gì đã xảy ra, càng không hỏi những người đó là ai. Đồng thời, cô biết rõ rằng, cô không thể đi cùng Trần Đức. Nếu cô đi cùng, không những không giúp được gì mà còn có thể gặp thêm phiền phức. Được, anh sẽ quay lại. Trần Đức không do dự, quay người rời đi. Tổng cộng mất 16 phút để cứu Đàm Thu và Hạ Thiên Tuyết. Không ngoài dự liệu thì Hàn Thái hiện vẫn nghĩ mình còn đang ở đền Thiên Ẩn. Và bây giờ Hàn Thái có lẽ vẫn đang trên đường. Anh chỉ cần đến bệnh viện 308 trước Hàn Thái, vậy thì Tử Hàm sẽ không xảy ra chuyện. Từ Thiên Hương Kiều đến bệnh viện 308, Trần Đức rất quen thuộc với con đường này, lần này anh lái xe một mạch với tốc độ cực nhanh. Trong một con hẻm, một đứa trẻ 8 tuổi mắc lỗi đang bị mẹ trách mắng, vừa nói, nó chợt phát hiện cách đó không xa có một người nhảy cao đến 3 mét, từ mái nhà này nhảy qua mái nhà khác. Mẹ, mẹ nhìn kìa, có siêu nhân, đứa bé kêu lên, chỉ tay về phía sau. Người mẹ vô thức liếc nhìn, phía sau không có ai, càng đừng nói đến siêu nhân, đến một bóng người cũng không có. Còn dám lừa mẹ à? Người mẹ tưởng cậu bé không phục, sau đó lại tiếp tục đánh một trận. Ai có thể tin rằng có một người đàn ông có thể nhảy trên mái nhà chứ? Bóng dáng đó đương nhiên là Trần Đức, tốc độ kinh người đến mức biến mất trong nháy mắt, giống như một bóng ma, căn bản không có ai chú ý đến anh cả. 3 phút sau, Trần Đức đã xuất hiện ở bệnh viện 308 và đi thẳng đến khu phòng bệnh VIP nơi Tử Hàm đang ở. Đẩy cửa ra, trái tim của Trần Đức trùng xuống. Phòng bệnh vắng tanh. Tiểu Khả cũng không có ở đó, Tử Hàm cũng vậy. Anh bát hoang. Đột nhiên, một giọng nói non nớt truyền đến từ phía sau, Trần Đức ngoảnh đầu nhìn lại, trong thang máy, Lâm Khải đang cùng hai đứa nhỏ đi về phía bên này. Tử Hàm vừa thấy Trần Đức liền nhảy lên bổ nhào về phía anh. Vụt! Động tác này khiến anh sợ bóng sợ gió một phen, Trần Đức không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, một phát ôm chặt lấy Tử Hàm, con nhóc em lại đi đâu chơi rồi? Người ta mới không đi chơi, anh Lâm Khải đưa chúng em đi tái khám. Viện trưởng nói rằng em rất nhanh sẽ hồi phục lại, còn nói đó là kỳ tích, không bao lâu nữa Tử Hàm có thể đi học rồi. Tử Hàm kiêu ngạo đáp, anh bát hoang, anh có phải là lại nhớ Tử Hàm rồi hay không, vì vậy mới tới đây để gặp người ta. Em thật thông minh, Trần Đức bật cười, anh bảo anh Lâm Khải dẫn các em đi công viên giải trí chơi, có được không? Được ạ, Tử Hàm chớp chớp mắt to đầy phấn khích, anh bát hoang, yêu anh 3.000 lần. 3.000 lần. Anh trai em không chịu nổi nhiều tình yêu như vậy đâu, Trần Đức cưng chiều vỗ nhẹ đầu nhỏ của cô bé, sau đó thả cô xuống, em đi chơi với Tiểu Khả trước đi, anh đi nói chuyện với anh Lâm Khải. Vâng, Tử Hàm hoạt bát nhảy chân sáo đi tìm Tiểu Khả, Lâm Khải liền bước tới nói, anh bát hoang, sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh đưa bọn trẻ đi chơi? Anh không đi làm à?